Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 151. Uy hiếp. Không chút nào che giấu uy hiếp, hơn nữa, hay là dùng Nhạc Thanh Sơn uy hiếp tánh mạng à? Cái này làm cho Thái Uyên kiếm phái mọi người, như thế nào có thể nhẫn? Nhạc Nhu vậy thanh thuần trên gương mặt tươi cười, lúc này, đã tràn đầy lửa giận nồng đậm, nàng chợt rút ra trường kiếm, cả người kiếm ý kích động, kiếm phong nhắm thẳng vào Trương Hữu Nguyên phẫn nộ quát. Trương Hữu Nguyên, ngươi đừng có nằm mộng, ta Nhạc Nhu cho dù chết cũng sẽ không cùng các ngươi hồi Trương gia. Nói thật nói cho ngươi, mẫu thân ta thù, ta một mực không quên, hiện tại, ngươi tốt nhất cầm giải dược giao ra, nếu không, ta thề, tương lai có một ngày, ta tất diệt Trương gia cả nhà. Nàng mặc dù đơn thuần, hiền lành, nhưng, này cùng đại thù, lại người hiền lành cũng sẽ điên cuồng, cũng sẽ trả thù. Toàn bộ đại điện, ngay tức thì tĩnh mịch xuống. Trương Trúc Chi nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, ha ha, diệt Trương gia cả nhà. Khẩu khí thật là lớn, Nhạc Nhu ngươi lấy vì mình lĩnh ngộ chân võ ý, kiếm đạo tiến nhiều liền vô địch. Để cho ngươi vào ta Trương gia, là vinh hạnh của ngươi, không muốn không biết điều. Mà Trương Hữu Nguyên không có tức giận, ngược lại là cặp mắt híp lại nhìn Nhạc Nhu kiếm đạo ý vận, để cho hắn đều cảm thấy từng tia uy hiếp, có thể nói khủng bố. Hắn cười nhạt, đã như vậy, vậy Trương gia càng không thể nào thả qua Nhạc Nhu. Còn như cừu hận, ha ha, cùng trở lại Trương gia sau này, chăm sóc huấn luyện Nhạc Nhu phương pháp, không đếm xuể, hắn nhất định sẽ làm cho Nhạc Nhu biến thành một cái ngoan ngoãn nghe lời tốt đứa nhỏ. Nhạc Nhu mắt đẹp bên trong, hàn mang chớp mắt, kiếm khí rung động, lại là muốn trực tiếp ra tay, có thể đây là, một bóng người, nhưng chắn Nhạc Nhu trước người. Người này, bất ngờ chính là Thái Uyên kiếm phái nhị trưởng lão Bạch Lãng. Bạch Lãng mặt mũi nghiêm nghị đối với Nhạc Nhu khẽ quát một tiếng nói, Nhạc Nhu không được vô lễ. Nhạc Nhu hơi sững sờ, vô cùng thất vọng nhìn Bạch Lãng. Bạch trưởng lão đang nói gì? Nàng đối mặt hại chết mẫu thân mình gia tộc, đối mặt trọng thương mình phụ thân cửu nhân, Bạch Lãng thân là Thái Uyên kiếm phái nhị trưởng lão, lại không để cho mình được vô lễ. Nhạc Nhu bên cạnh Hứa Chiêu cũng là sắc mặt trầm xuống, Bạch Lãng làm sao hướng người ngoài. Nhưng lúc này, Bạch Lãng nhưng là đối Hứa Chiêu nhỏ giọng nói, Hứa trưởng lão, nghe ta nói, chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội Trương gia này, nếu như Trương gia sau lưng ước chừng có Bách Phá Môn thì thôi, mấu chốt là, ta nhận được tin tức, Trương gia đích nữ đã gả cho Bách Phá Môn đệ nhất thiên tài Trung Tề Hiên làm thiếp. Hơn nữa, đoạn thời gian này, còn khá là được cưng chiều. Cái gì? Hứa Chiêu nghe vậy, sắc mặt đại biến. Trung Tề Hiên nhưng mà thứ nhất thần quốc ẩn núp thế lực bên trong, công nhận đệ nhất thiên tài à, so máu Nguyên Tông Âu Dương Tịch, còn xuất sắc hơn không biết nhiều ít lần. Thậm chí có lời đồn đãi, Trung Tề Hiên thực lực, đã sớm vượt qua Bách Phá Môn lão tổ, toàn bộ thứ nhất thần quốc thanh niên, không người có thể ra hắn bên phải. Mà Trung Tề Hiên người này, lớn nhất đặc điểm chính là háo sắc. Hắn đến nay không có lấy vợ, nhưng, thiếp phòng đã đạt hơn mấy ngàn người. Nếu như Trương gia đích nữ có thể ở mấy ngàn người bên trong được cưng chiều mà nói, vậy Trương gia năng lượng, thật là lớn đến không cách nào tưởng tượng à. Trương Hữu Nguyên trong mắt lóe lên một chút nụ cười quỷ dị, đem Hứa Chiêu thần sắc, thu hết vào mắt, tiếp tục mở miệng nói, Nhạc Nhu, chuyện năm đó, tồn tại rất nhiều hiểu lầm, chúng ta lần này tới, để cho ngươi trở lại Trương gia, cũng không phải là để cho ngươi trực tiếp thối lui ra Thái Uyên kiếm phái. Năm đó, gia chủ đời trước, cũng chính là ta cùng mẫu thân người phụ thân, tạm thời xung động, phạm sai lầm, những năm gần đây, lão đầu tử hắn một mực rất hối hận, hiện tại, lão đầu tử thọ nguyên sẽ hết, lớn nhất nguyện vọng chính là gặp ngươi một mặt, mục đích là hướng ngươi nói xin lỗi. Thêm không gia nhập Trương gia, xem ý của chính ngươi. Vừa nói, Trương Hữu Nguyên nhìn về phía Hứa Chiêu nói, Hứa trưởng lão, ngươi xem, vậy làm sao dạng? Dĩ nhiên, chỉ cần Nhạc Nhu nguyện ý theo ta trở về, gặp lão đầu tử một lần cuối, giải dược chúng ta như thường sẽ lưu lại. Hắn lần nữa bưng lên ly trà trên bàn, chậm rãi uống. Mà Hứa Chiêu, lúc này đã dao động, nếu như chỉ là trở về gặp Trương gia gia chủ đời trước một mặt, thật giống như vậy không có tổn thất gì, không phải sao? Trọng yếu nhất chính là, còn có thể cứu Nhạc Thanh Sơn, xem Nhạc Thanh Sơn trạng thái, đã chống đỡ không được bao lâu à?
Bạch Lãng ánh mắt chớp mắt, hướng về phía Nhạc Nhu trầm giọng nói, Nhạc Nhu, ngươi coi như không là Thái Uyên kiếm phái cân nhắc, cũng phải vì ngươi cha cân nhắc một chút đi. Người này, lại là trực tiếp mang ra Nhạc Thanh Sơn, tới bức bách Nhạc Nhu. Nhạc Nhu mặt đẹp ngay tức thì xám tối xuống. Nói xin lỗi. Gặp một lần. Ở nàng mẫu thân, còn chưa chết thời điểm, đi làm gì? Hiện tại, nhớ tới tới nói xin lỗi. Đừng nói tha thứ, nàng hận không được người Trương gia chết. Ngay tại lúc này, trong hư không, dạo rực dậy một chút chập chờn, một đạo thanh âm nam tử, tại đại điện bên trong vọng về nói, cân nhắc. Ngươi làm sao không cân nhắc một chút quỳ xuống liếm Trương gia dày. Chỉ gặp hai bóng người, từ trong hư không rơi xuống, chính là Diệp Thần cùng Âu Dương Tịch. Mà nói chuyện, dĩ nhiên là Diệp Thần. Hắn lạnh lùng trợn mắt nhìn Bạch Lãng, ở Diệp Thần tầm mắt dưới, Bạch Lãng thân thể run lên, tứ chi đều bắt đầu cứng lên, giống như bị một đầu ngút trời cự thú theo dõi vậy. Mới vừa rồi, Diệp Thần sắp tới đem đến Thái Uyên kiếm phái lúc đó, đã nghe được trong đại điện mọi người đối thoại. Hắn rất rõ ràng, cái này Bạch Lãng chính là và Trương Hữu Nguyên hát đôi, phỏng đoán sớm bị thu mua. Bạch Lãng trên mặt gạt bỏ vẻ tươi cười, hơi thấp xuống đầu, không dám xem Diệp Thần ánh mắt, mở miệng nói, Diệp công tử, người đang nói gì? Ta đây là vì Thái Uyên kiếm phái, vì Nhạc trưởng môn cân nhắc, mới. Diệp Thần chợt quát lên một tiếng lớn nói, người im miệng cho ta. Trương Hữu Nguyên và Trương Trúc Chi, đều là mặt lộ vẻ cười nhạt, đầy mắt khinh miệt nhìn Diệp Thần, cái này còn không hoàn toàn bước vào hỗn độn cảnh tiểu tử nổi điên sao? Bạch Lãng giàu gì là một người cao thủ, lại kêu Bạch Lãng im miệng. Phỏng đoán sẽ bị Bạch Lãng một cái tát đập chết chứ. Có thể một khắc sau, để cho bọn họ bất ngờ một màn xuất hiện, Bạch Lãng lại thật ngậm miệng. Diệp Thần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đứng ở một bên Hứa Chiêu, lắc đầu một cái, khá là thất vọng nói được, Hứa trưởng lão, ngươi tu chính là kiếm đạo, vẫn là thể kiếm song tu. Xem ngươi như vậy võ giả hẳn nhất rõ ràng võ giả chắc có như thế nào tâm cảnh, có thể ngươi hiện tại, đối mặt một cái Trương gia, một cái Bách Phá Môn, một cái Trung Tề Hiên, chỉ sợ. Liền dao động, liền muốn để cho Nhu Nhi hồi Trương gia. Chỉ bằng ngươi bây giờ tâm cảnh, ở trên kiếm đạo vĩnh viễn không thể nào có đột phá cơ hội. Hứa Chiêu nghe vậy, con ngươi có giúp một cái, sắc mặt xanh lơ trắng lần lượt thay nhau, Diệp Thần nói được quá trực tiếp. Có thể Hứa Chiêu dẫu sao là một cái kiêu ngạo kiếm tu, cho dù đối mặt Diệp Thần, vẫn không nhịn được giải thích ta không có. Hơn nữa, Nhạc Nhu hồi Trương gia, chỉ là gặp Trương gia gia chủ đời trước một mặt, tùy thời có thể trở về, trọng yếu nhất chính là, trưởng môn bây giờ tình huống. Đủ rồi, Diệp Thần trực tiếp ngắt lời nói, Hứa Chiêu, ngươi sẽ không ngu xuẩn đến loại trình độ này chứ. Chẳng lẽ ngươi thật lấy là Trương gia sẽ thả Nhu Nhi trở về? Đây bất quá là ngươi trốn tránh mượn cớ thôi. Hứa Chiêu nghe vậy, ánh mắt buồn bã. Diệp Thần mà nói, gãi đúng chỗ ngứa. Trương Hữu Nguyên khẽ cau mày, trong mắt lóe lên một chút vẻ độc ác, mở miệng nói, tiểu bối, nơi này có phần của ngươi nói chuyện à? Ta Trương Hữu Nguyên lời nói đáng tin, nếu như ngươi không tin, chúng ta có thể đánh cuộc. Hắn cũng không hy vọng cái này không biết từ tiểu tử từ đâu tới phá hư hắn kế hoạch. Đánh cuộc. Diệp Thần lạnh như băng con người quét Trương Hữu Nguyên một mắt, cười lạnh nói, ngươi là thứ gì, có tư cách cùng ta đánh cuộc. Toàn bộ Thái Uyên kiếm phái, tựa hồ cũng yên lặng xuống. Giống như vạn cổ không người hoang mạc vậy. Trương Hữu Nguyên, Trương Trúc Chi đều là không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần. Trương Hữu Nguyên nhưng mà gia chủ Trương gia, thiên thần cảnh tầng 2 thiên cường giả à, toàn bộ thứ nhất thần quốc, cũng ít một chút người, dám đối với hắn nói như vậy. Cuồng người, bọn họ gặp nhiều, nhưng mà, không gặp qua Diệp Thần khùng như vậy à? Diệp Thần quét Hứa Chiêu một mắt, nhàn nhạt nói còn như giải dược. Ha ha! Hắn khóe miệng, nâng lên một chút tà tính nụ cười nói, chúng ta là võ giả, người khác không cho, chẳng lẽ còn yêu cầu hắn? Hắn không cho, đương nhiên là đánh tới hắn cho mà thôi. Một câu nói này, giống như sấm vậy, ngay tức thì kinh hãi Hứa Chiêu tâm thần. Bá đạo, cuồng ngạo, nhìn như, tựa hồ rất lỗ mãng. Có thể Hứa Chiêu biết, đây mới là võ giả phong độ à. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong nháy mắt,
Hứa Chiêu nguyên bản ảm đạm cặp mắt sáng, bị Diệp Thần hình bóng chiếu sáng. Mà lúc này, đứng ở Trương Hữu Nguyên bên cạnh Trương Trúc Chi, rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Hắn cặp mắt bên trong, lửa giận sôi trào. Trương Trúc Chi, từ nhỏ ở Trương gia đào tạo hạ, liền đem gia tộc, địa vị, cấp bậc, xem được vô cùng trọng yếu. Nói cách khác, hắn đối với mình người Trương gia thân phận, vô cùng kiêu ngạo. Diệp Thần cái này loại chảm ách cảnh giác dưới, bây giờ lại dám ở trước mặt hắn nói gì muốn đánh đến người Trương gia cho mới ngưng. Hắn Trương gia là một cái nho nhỏ chảm ách phế vật, muốn đánh thì đánh sao? Đây quả thực là đối với Trương gia, là đối với Trương Trúc Chi, lớn nhất làm nhục. Một khắc sau, Trương Trúc Chi cả người hơi thở nổ tung, trường kiếm trong tay ánh sáng chớp mắt, một đạo lẫm liệt kiếm quang, kinh thiên lên. Hắn hướng về phía Diệp Thần chợt quát lên, miệng ra cuồng ngôn là phải trả giá thật lớn, thằng nhóc, chờ ngươi chết sau này, sẽ chậm chậm hối hận đi. Trương Trúc Chi trong mắt, lộ ra sát cơ, diễn cảm vô cùng dữ tợn đối với Diệp Thần chém ra một kiếm. Một kiếm ra, thiên địa kích động. Mãnh liệt kiếm khí, giống như gió bão vậy, ngay tức thì vét sạch toàn bộ Thái Uyên kiếm phái, trong hư không xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Trương Trúc Chi không hổ là một cùng con em của gia tộc, từ nhỏ bị đều là tối ưu cùng giáo dục, một kiếm này từ ra tay, hơi thở, kiếm khí, góc độ các phương diện, cơ hồ không khơi ra tật xấu gì, là sách giáo khoa giống vậy kiếm chiêu. Bất quá, đó là đối với người bình thường mà nói, đối với Diệp Thần, một kiếm này thật là không nhìn nổi. Ở Diệp Thần xem ra Trương Trúc Chi một kiếm, nhất định chính là hàm đan học bước, làm bộ một kiếm. Một kiếm này, không có linh hồn, không có thần tủy, võ đạo đến Diệp Thần tầng thứ này, Trương Trúc Chi cái này loại chiếu bản tuyên khoa, đồ có hắn loại hình kiếm pháp, căn bản nối thành là kiếm pháp tư cách cũng không có. Hắn vô cùng tùy ý, hướng Trương Trúc Chi một quyền đánh ra, liền linh lực thậm chí cũng không có đụng tới, bởi vì không cần. Thậm chí liền lực lượng, Diệp Thần cũng chỉ vận dụng một phần chia, dùng để đánh bại Trương Trúc Chi, hắn đều có điểm ngại nhiều. Bất quá, cái này là Diệp Thần ý tưởng mà thôi, ở Trương Trúc Chi xem ra, phế vật này mới vừa rồi vô cùng phách lối, hiện tại, không phải ở hắn một kiếm trước mặt, hù được liền linh lực, cũng vận chuyển không linh hoạt, chỉ có thể miễn cưỡng giơ tay lên ngăn cản sao. Hắn trên mặt hiện lên vô cùng là tàn nhẫn thần sắc. Coi như là thể tu, hắn cũng có lòng tin ở đối phương không dùng tới linh lực dưới tình huống đem một kiếm chém bể. Huống chi là một người còn không bước vào hỗn độn phế vật. Một khắc sau, Diệp Thần quyền cùng Trương Trúc Chi kiếm phát sinh va chạm. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, một màn vô cùng rung động xuất hiện. Diệp Thần, cái này nhìn bình thường không có gì lạ một quyền, ở đụng vào Trương Trúc Chi kiếm phong ngay tức thì, vậy nguyên bản ở Thái Uyên kiếm phái bên trong, điên cuồng gào thét kiếm khí, nhưng là ngay tức thì lắng xuống. Tựa như, gió lốc lớn vậy kiếm khí. Bị một tòa kinh thiên núi to, hoàn toàn ngăn cản, chấn áp vậy. Càng sợ hãi phải, không chỉ là kiếm khí, liền Trương Trúc Chi kiếm quang, đều ở đây Diệp Thần một quyền dưới tan vỡ, mà Trương Trúc Chi cả người, lại là liền kiếm cũng không cầm được. Hắn nhìn Diệp Thần cặp mắt, ngay tức thì mất đi hết thảy sắc thái, phảng phất linh hồn, đã bị chiếm đoạt vậy. Tại sao có thể như vậy? Hắn không rõ ràng. Diệp Thần một quyền này bên trong. Tại sao sẽ có kinh khủng như vậy lực lượng à? Vậy không riêng gì trong lực lượng mạnh mẽ, đồng thời cũng là trong võ đạo mạnh mẽ. Một quyền này oai, hoàn toàn áp đảo hắn võ đạo hiểu bên trên liền à? Trương Trúc Chi đạo tâm, suy nghĩ, hết thảy. Đều bị một quyền này khủng bố, chìm ngập. Một khắc sau, ầm một tiếng, hắn thân thể trực tiếp hóa là một đoàn xương máu bạo tán. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Triệt để sợ ngây người. Thái Uyên kiếm phái người đều biết, Diệp Thần rất mạnh, rất khủng bố. Có thể bọn họ không biết, Diệp Thần thực lực đạt tới loại tầng thứ này à? Đánh nát một người võ giả đạo tâm, thường thường so giết chết đối phương, khó khăn rất nhiều, đặc biệt là tu luyện tới cấp bậc này võ giả. Những võ giả này cái nào tại tâm tính phương diện, không phải thiên truy bách luyện. Có thể bọn họ mới vừa rồi cảm thụ được vô cùng rõ ràng. Trương Trúc Chi trước khi chết một khắc, đạo tâm hỏng mất. Diệp Thần xem đập chết một con muỗi như nhau, tiện tay liền đánh nát một người thiên tài đạo tâm à.
Mà trong này, nhất là kinh hoàng, nhất là rung động chính là Trương Hữu Nguyên. Hắn không nhận biết Diệp Thần, ở Trương Trúc Chi xuất kiếm trước, có thể nói là một chút xíu tâm lý cũng không có chuẩn bị. Chỉ là mặt lộ vẻ nụ cười chờ thấy Diệp Thần bị Trương Trúc Chi chém giết một màn thôi. Có thể sự thật, nhưng hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Trương Hữu Nguyên nuốt nước miếng một cái, nhìn Diệp Thần ánh mắt, đã chỉ còn lại có ngưng trọng, hắn mặc dù cũng có thể trong nháy mắt giết Trương Trúc Chi, nhưng, lại không có lòng tin tiện tay nhất kích để cho Trương Trúc Chi đạo tâm tan vỡ à. Chẳng lẽ, tờ này cuồng vô cùng chảm ách cảnh phế vật, thực lực vẫn còn ở trên mình. Đùa gì thế? Bất quá, Trương Hữu Nguyên vẫn là mạnh trống lên vẻ tươi cười nói, cái vị công tử này có phải hay không có chút quá xung động? Muốn giải dược, chúng ta có thể thương lượng mà. Hắn lại là đối với Diệp Thần giết Trương gia thiên tài Trương Trúc Chi là một, hoàn toàn quên mất vậy. Trương Hữu Nguyên biết, vì một cái Trương Trúc Chi, cùng Diệp Thần nổi lên va chạm, không đáng giá được. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Trương Hữu Nguyên, cân nhắc mở miệng nói, thương lượng. Ta không phải mới vừa nói qua, ngươi không có tư cách cùng ta đánh cuộc, sẽ không còn lấy vì mình có tư cách và ta thương lượng chứ. Trương Hữu Nguyên mặt mũi cứng đờ, cái này Diệp Thần đối với hắn cái này gia chủ Trương gia một chút mặt mũi cũng không cho. Có thể, không cùng Trương Hữu Nguyên suy nghĩ nhiều, Diệp Thần cổ tay lộn một cái, đã nắm một chuôi đen nhánh trường kiếm, lạnh giọng nói, ta nói qua, muốn giải dược, trực tiếp đánh tới ngươi cho chính là, nơi nào còn cần gì thương lượng. Một khắc sau, một kiếm chém tới. Cường đại lực lượng, bơm vào ở sát kiếm bên trên, ngay tức thì, liền ở giữa trời đất, nhấc lên một đạo gió lớn, Diệp Thần mặc dù không có vận dụng lá bài tẩy, có thể một kiếm này thanh thế, lại là ví dụ mới Trương Trúc Chi chém ra một kiếm, còn cường đại hơn trăm lần. Hôm nay Diệp Thần, hấp thu hai quả tử tiêu đá, lực lượng đã khám phá trình độ cao nhất. Lực lượng này ở Diệp Thần thúc đẩy xuống, có thể bộc phát ra cho dù là thứ nhất thần quốc võ kỹ cao cấp, cũng chưa chắc có thể so sánh lực tàn phá. Trương Hữu Nguyên sắc mặt đại biến, một kiếm này so mới vừa rồi Diệp Thần đối phó Trương Trúc Chi lúc đánh ra một quyền kia, mạnh mẽ quá nhiều. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, cả người linh lực, không giữ lại chút nào chút xuống ra, nháy mắt tức thì, Trương Hữu Nguyên sau lưng, triển khai tám sợi đen thui như mực trường mâu. Cái này tám sợi trường mâu, bất ngờ là sử dụng huyền quỷ độc nhện tám cái ủng có kịch độc chân nhện, chế thành. Tám sợi trường mâu bên trên, hắc mang bạo tránh, trong đó một cái, hướng Diệp Thần trường kiếm trong tay chặn lại, mà còn dư lại bảy cây trường mâu, thì hướng Diệp Thần ấn đường, tim, cổ vân. Vân chỗ hiểm đâm tới. Mà Diệp Thần đối mặt cái này đâm tới bảy cây nhện mâu, lại là liều mạng hình dáng, vẫn chém xuống một kiếm. Nhạc Nhu thấy vậy, lo lắng quát to, Diệp đại ca, chú ý trường mâu kia có độc. Bây giờ muốn chú ý, đã quá muộn. Trương Hữu Nguyên trên mặt hiện lên một chút cười gằn, thằng nhóc, tiềm lực của ngươi rất khủng bố, nhưng dẫu sao vẫn là quá trẻ tuổi, quá lơ là, cái này huyền quỷ nhện độc, chỉ cần dính trên từng tia, cho dù là thiên thần cảnh tồn tại, đều không cách nào tùy tiện tiếp nhận, lựa chọn coi thường lão tử công kích, là ngươi sai lầm lớn nhất. Một khắc sau, trường kiếm cùng nhện mâu đụng nhau, ầm một tiếng vang thật lớn, vậy cứng rắn vô cùng huyền quỷ nhện mâu bên trên, lại là ngay tức thì, hiện ra một đạo rõ ràng vết rách. Đồng thời cuồng bạo cự lực vậy tràn vào Trương Hữu Nguyên trong cơ thể, hắn ngay tức thì khạc ra một ngụm máu tươi, cả người xương cốt đều bắt đầu tan vỡ. Trương Hữu Nguyên thần sắc hoảng hốt, một kiếm này lực lượng thật là cầm hắn óc đều phải đánh tan à. Đừng nói là chảm ách cảnh võ giả, hắn thậm chí hoài nghi, một kiếm này là loài người có thể chém đi ra ngoài sao. Quá khủng bố. Hơn nữa, một kiếm này vẫn chưa kết thúc, lại là đè cây kia nhện mâu, hướng hắn trên đầu rơi xuống. Bất quá lúc này, Trương Hữu Nguyên trong đó một cây trường mâu, vậy phá vỡ Diệp Thần trên cổ ra. Trương Hữu Nguyên trong mắt lóe lên một chút vẻ mừng rỡ như điên, ngay tức thì thu hồi còn lại bảy cây nhện mâu, tập trung chắn đầu mình đỉnh. Lại là ầm một tiếng vang thật lớn, đại điện mặt đất, đều ở đây một kiếm này uy lực dưới, ngay tức thì vỡ vụn. Mà vậy tám sợi nhện mâu bên trên, đều là nổi lên rõ ràng vết rách. Bất quá, Trương Hữu Nguyên vẫn là có mấy phần thực lực, Diệp Thần cái này ẩn chứa khủng bố cự lực một kiếm, thành công, bị hắn đỡ được. Một khắc sau,
Trương Hữu Nguyên hung hăng cắn răng một cái, thi triển bí thuật, kích thích tiềm lực, thừa dịp Diệp Thần thu kiếm, chuẩn bị xuất thủ lần nữa ngay tức thì, điên cuồng rút lui, hướng về phía Diệp Thần cười lạnh nói, thằng nhóc, người đã trúng huyền quỷ nhện độc, ta khuyên người tốt nhất không nên lộn xộn, nếu không, độc tố chỉ sẽ lan truyền được nhanh hơn thôi. Trương Hữu Nguyên thi triển bí thuật sau đó, sắc mặt nhìn như có chút trắng bệch, tựa hồ tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng lúc này hắn xác thực là một bộ nắm chắc phần thắng thần sắc. Huyền quỷ nhện độc, không có hắn giải dược, thiên thần cảnh cường giả, cũng không kiên trì được quá lâu, Nhạc Thanh Sơn chính là bài học thất bại. Hơn nữa, cái này còn là Nhạc Thanh Sơn toàn lực chống cự độc tố kết quả, nếu như Diệp Thần tiếp tục động thủ, chỉ sẽ chết nhanh hơn. Nhưng mà, không động thủ, cũng chỉ là ngồi chờ chết thôi. Nói cách khác, Diệp Thần hiện tại đã hoàn toàn bị hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Thằng nhóc này thực lực quả thật vô cùng là khủng bố, quỷ dị, bất quá mạnh hơn nữa thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ, thật đúng là có thể vác huyền quỷ nhện độc và mình chiến đấu không được? Diệp Thần nghe vậy, trên mặt nhưng là hiện lên một đạo nụ cười, thân hình chớp mắt, liền trực tiếp hướng Trương Hữu Nguyên cuồng xông lên đi. Độc, lấy Diệp Thần thể chất, coi như trên cái thế giới này, có cái gì độc tố có thể uy hiếp được hắn, cũng không phải ở thần quốc có thể xuất hiện. Nguyên bản, vẫn còn ở đắc ý, cười lạnh Trương Hữu Nguyên, lúc này sắc mặt hoàn toàn thay đổi à. Hắn vô cùng kinh hãi nhìn Diệp Thần, kinh hô, tại sao có thể như vậy, người không phải trúng độc sao? Lúc này Diệp Thần, kia có một chút điểm trúng độc dáng vẻ. Vậy được gọi là thập đại kỳ độc một trong huyền quỷ nhện độc, đối với Diệp Thần thậm chí liền ảnh hưởng cũng không có. Kinh khủng cự lực, vô địch thể chất, kết quả này là quái vật gì à? Trương Hữu Nguyên hoàn toàn bị sợ choáng váng. Nhưng mà, hắn thậm chí không kịp suy nghĩ nhiều, Diệp Thần một kiếm liền chém tới trước mặt. Trương Hữu Nguyên con người điên cuồng run rẩy, tám sợi nhện mâu ở trước mắt đường chéo, ngăn cản hướng Diệp Thần một kiếm kia. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nhện mâu lên vết rách, ngay tức thì sâu hơn một phần, mà Trương Hữu Nguyên lại là ở cự lực chấn động hạ, hung hăng khạc ra một ngụm máu tươi. Bất quá, đây chỉ là một bắt đầu thôi. Diệp Thần trong mắt, thoáng qua một chút tà tính ánh sáng, trường kiếm trong tay, điên cuồng nhảy sôi động, giống như một cơn lốc, không ngừng đánh trước vậy tám sợi nhện mâu phòng ngự. Sắc sắc tiếng, như vũ đánh chuối tây vậy, vang cái không ngừng, ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian, Diệp Thần đã ước chừng chém ra thành hơn 100.000 kiếm. Mà Trương Hữu Nguyên, cả người hơi thở đều đã suy bại đến không cách nào hình dạng, xương, nội tạng, đều đã xu hướng tại nghiền, rốt cuộc. Một tiếng vỡ vang lên, vậy lấy từ huyền quỷ độc nhện, trình độ cứng cáp kinh người tám sợi chân nhện luyện thành trường mâu, hoàn toàn biến thành nghiền. Lại là, bị Diệp Thần lấy lực lượng, miễn cưỡng chém bể. Cùng lúc đó, Trương Hữu Nguyên cũng giống là một bãi bùn nát vậy, sụi lơ xuống. Hoàn toàn không có hơi thở. Cái này một các gia tộc gia chủ, đường đường thiên thần cảnh tầng 2 thiên cường giả, liền bị Diệp Thần chỉ riêng lấy thân thể lực lượng, tùy tiện nghiền ép. Mọi người, cho dù sớm có dự liệu, Diệp Thần có thể chiến thắng Trương Hữu Nguyên, có thể vẫn là bị rung động. Diệp Thần theo vung tay lên, nhận Trương Hữu Nguyên túi đựng đồ, từ trong lấy ra huyền quỷ nhện độc giải dược, hóa vào Nhạc Thanh Sơn trong cơ thể. Rất nhanh. Nhạc Thanh Sơn trên gương mặt hắc khí, liền biến mất, chậm rãi tỉnh lại. Ở biết mới vừa rồi phát sinh hết thảy sau đó, hắn vô cùng là cảm kích đối với Diệp Thần nói cảm ơn, Diệp công tử, lần này đa tạ ngươi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, không nên khách khí, Nhu Nhi đã cứu ta, hơn nữa, ta cũng thiếu Thái Uyên kiếm phái ân huệ, không phải sao. Nhạc Thanh Sơn cười ha ha một tiếng. Nguyên bản hắn còn bởi vì Diệp Thần lấy đi vực sâu bên trong kiếm hồn, có chút hối hận, bây giờ nhìn lại, trị giá. Quá đáng giá. Nhưng đột nhiên bây giờ, Nhạc Thanh Sơn chính là thu liễm nụ cười, cả người linh lực nóng nảy, bỗng nhiên ra tay một kiếm chém ra. Một kiếm này là hướng Bạch Lãng đi. Bạch Lãng mặt hiện vẻ hoảng sợ, lật đật xuất kiếm ngăn cản, nhưng hắn làm sao là Nhạc Thanh Sơn đối thủ. Một khắc sau, huyết quang chợt tránh. Bạch Lãng kêu thảm một tiếng, một cánh tay, liền từ bả vai rụng, rơi xuống đất. Chính là Bạch Lãng sử kiếm cái tay kia. Kiếm tu không cách nào cầm kiếm, liền cơ hồ là phế. Nhạc Thanh Sơn mặt đầy lửa giận lạnh lùng nói,
lăn ra khỏi ta Thái Uyên kiếm phái, không nên để cho ta gặp lại ngươi. Hắn đợi Bạch Lãng không tệ, có thể Bạch Lãng lại vì lợi ích phải ra bán Nhạc Nhu. Không có giết hắn, đã kinh hết tình hết nghĩa. Đây là, Hứa Chiêu nhưng là có chút trầm trọng nói, Diệp công tử giết Trương Hữu Nguyên và Trương Trúc Chi, sợ rằng, Bách Phá Môn và Trương Gia, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đi, hơn nữa, còn có Trung Tề Hiên. Nhạc Thanh Sơn, Âu Dương Tịch các người, cũng là cho mày, Trương Hữu Nguyên tuy mạnh, nhưng đối với Thái Uyên kiếm phái mà nói, thật ra thì cũng không phải là cái gì, mấu chốt là, thế lực sau lưng hắn. Diệp Thần nhưng là lơ đễnh, hắn cười nhạt, thân hình ngay tức thì từ trong đại điện biến mất. Mọi người hơi sững sờ, một khắc sau, liền đi theo Diệp Thần đi. Diệp Thần lại là đi tới Vậy Thần Ý Đá trước. Mọi người thấy hắn, đều có chút không rõ ràng, Diệp Thần tới nơi này làm gì. Một khắc sau, Diệp Thần trường kiếm trong tay điệu múa, chân võ ý, gào thét ra, khí tức hủy diệt kèm theo. Vậy võ đạo ý vận làm người ta vô cùng lòng rung động. Mà lần này, Diệp Thần cũng không phải ở thần ý trên đá lưu lại mình vết đao, mà là, ở trên đó viết một chữ. Một cái thật to chữ giết. Chữ giết liền thành, một đạo vô cùng là kinh khủng sát ý, từ thần ý trên đá, mãnh liệt ra, bao phủ toàn bộ Thái Uyên kiếm phái. Không chỉ là Thái Uyên kiếm phái, thậm chí, trong xung quanh trăm dặm võ giả, đều là ở nơi này thông thiên sát ý dưới sự kích thích, một hồi sợ hết hồn hết vía. Từng cái vô cùng rung động nhìn về phía Thái Uyên kiếm phái phương hướng. Đột nhiên bây giờ, Nhạc Thanh Sơn các người đều là sắc mặt cuồng biến, bởi vì, bọn họ cảm nhận được mấy đạo chí cường hơi thở, hạ xuống Thái Uyên kiếm phái. Diệp Thần đạo này sát ý đưa tới thứ nhất thần quốc, những cái kia cường giả đỉnh phong chú ý, lúc này, lại là rối rít rơi xuống thần niệm theo dõi. Diệp Thần cảm nhận được những cường giả kia thần niệm, sắc mặt không thay đổi chút nào, ngược lại khóe miệng nâng lên một nụ cười châm biếm, chợt nghiêm túc quát một tiếng nói, Phạm Thái Uyên người, ta Diệp Thần, tất giết liền. Một tiếng này quát chói tai, giống như sóng thần vậy, hướng bốn phương tám hướng, tràn đầy kéo dài đi, trong phút chốc liền vang dội toàn bộ thứ nhất thần quốc. Thậm chí, ở nơi này quát chói tai bên trong, liền mới vừa phủ xuống vậy mấy đạo thần niệm, cũng khoảnh khắc tiêu tán. Nhạc Thanh Sơn các người, đều là không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần. Diệp Thần dựa vào một đạo sát ý, một tiếng quát chói tai, liền đem toàn bộ thứ nhất thần quốc rất nhiều cường giả, toàn bộ trấn nhiếp. Diệp Thần nhàn nhạt nói, đây là ta ở Thái Uyên kiếm phái lưu lại một đạo sát ý, bất kỳ muốn vào Phạm Thái Uyên kiếm phái người, đều phải công phá cái này sát ý, mà ta tất nhiên có cảm ứng. Trong mắt hắn bên trong, sắc bén đột ngột nói, mà bất luận là ai, làm như vậy, đều sẽ chết. Nhạc Thanh Sơn các người cả người run lên, giờ khắc này Diệp Thần, giống như một lời định người sinh tử ma thần vậy, làm người ta tâm đảm tất cả hàn, không dám đối hắn, có bất kỳ không vâng lời. Một tòa núi cao bên trên, một người mặc cẩm bào, hai tròng mắt bên trong, kim mang lóe lên thanh niên, lúc này, mặt đầy đều là chấn động tủng vẻ. Hắn chính là Bách Phá Môn đệ nhất thiên tài, Trung Tề Hiên. Trung Tề Hiên, thuở nhỏ ở võ đạo bên trên, liền có khó có thể tưởng tượng trời đất phú, bất luận đối mặt cường đại dường nào đối thủ, hắn cũng chưa từng sợ. Có thể mới vừa rồi, Trung Tề Hiên cảm nhận được một cổ cường đại sát ý, đem thần niệm hạ xuống Thái Uyên kiếm phái trong nháy mắt, nhưng lần đầu tiên trong đời, cảm nhận được sợ hãi mùi vị. Những cường giả này tại sao sẽ bị Diệp Thần một tiếng quát chói tai, mà bước lui? Bởi vì, bọn họ cũng cảm nhận được Diệp Thần mạnh mẽ. Diệp Thần, cho bọn hắn cảm thụ giống như một tòa vực sâu vậy. Chết vực sâu. Đây là, một cô gái tiếng kêu khóc, từ Trung Tề Hiên sau lưng vang lên. Trung Tề Hiên quay đầu, chỉ gặp một người vóc người thướt tha, dung nhan yêu mị cô gái, lê hoa đái vũ hướng hắn đi tới. Cô gái này, chính là Trương gia đích nữ Trương Hân. Trương Hân lao vào Trung Tề Hiên trong ngực, khóc sụt sùi nói, Trung ca ca, ta phụ thân bị Thái Uyên kiếm phái rác rưởi giết, người có thể nhất định, muốn thay thiếp làm chủ à. Trung Tề Hiên nghe vậy trầm mặc chốc lát, ngay sau đó, lại là chợt đẩy ra Trương Hân, một cái tát đem phiến bay. Trương Hân kêu thảm một tiếng, che sưng lên gò má, mấy cái răng từ trong miệng rơi xuống, sợ. Không hiểu nhìn về phía Trung Tề Hiên nói Trung ca ca,
ngươi thế nào? Trung Tề Hiên lạnh lùng nói, ngươi muốn cho lão tử đi chịu chết. Từ hôm nay trở đi, ngươi và Trương gia cùng ta Trung Tề Hiên, lại không bất luận quan hệ gì. Dứt lời, Trung Tề Hiên, lưu lại mặt đầy đờ đẫn Trương Hân, xoay người rời đi, hắn cặp mắt bên trong, chiến ý cháy. Diệp thần sao? Để cho bổn công tử cảm nhận được sợ hãi, nhưng mà, phải trả giá thật lớn. Hiện tại, bổn công tử có lẽ không phải ngươi đối thủ, nhưng... Nếu như bổn công tử đột phá đâu? Trung Tề Hiên gương mặt bên trên, hiện lên lau một cái lạnh lẽo nụ cười. Từ ngày này trở đi, một cái tin ngay tại thứ nhất thần quốc truyền ra. Bách phá môn thiên tài Trung Tề Hiên, tiến vào cấm địa tử vong cốc, đóng sống chết quan. Toàn bộ thứ nhất thần quốc, ngay tức thì sôi trào, tử vong cốc, đây chính là thiên thần cảnh cường giả, cũng có thể ở trong đó rơi xuống đất tuyệt hiểm à. Mà Trung Tề Hiên, vào tử vong cốc đóng sống chết quan. Nói cách khác, Trung Tề Hiên không đột phá cực hạn, sẽ không xuất quan. Bất quá, Diệp thần cũng không biết hết thảy các thứ này. Cùng lúc đó, thứ nhất thần quốc một nơi cực độ u tĩnh vắng vẻ núi to bên trong. Một đạo Phượng Hoàng Minh Đề đột nhiên vang lên, chấn động thương khung. Vậy Phượng Hoàng Ấn Đường hàm chứa một đạo máu tươi. Máu tươi lại tản ra cực kỳ cường đại thần ý. Đây chính là Huyền Cơ Nguyệt lấy máu tươi ngưng tụ Phượng Hoàng hư ảnh. Thời khắc này nàng sắc mặt trắng bệch liền mấy phần, trong mắt có chút không biết làm sao. Nếu không phải là có người cưỡng ép củng cố thần quốc và thượng giới quy tắc, kia sẽ như vậy phiền toái. Như để cho nàng biết vậy thân phận của hai người, nàng tất nhiên tự tay chu diệt. Huyết Phượng Hoàng hướng bầu trời cuối bay đi. Lần này, quy tắc lại không có phá hoại Huyết Phượng Hoàng. Huyền Cơ Nguyệt trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, nàng thở ra một ngụm chọc khí cuối cùng cầm những tên kia lừa gạt. Nhưng mà, ngay tại Huyết Phượng Hoàng muốn xuyên thấu hư không lúc. Rào! Đột nhiên, hư không chấn động, một đạo bóng đẹp, như thiên ngoại phi tiên, phong tư tuyệt thế, trôi giạt hạ xuống xuống. Đạo đạo thần quang, ở nàng thân thể mềm mại trên quanh quẩn không ngừng, vô số phi hoa lưu ly, như mộng như ảo, trên không trung trôi giạt. Chính là Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh hàn mâu nhìn lướt qua Huyết Phượng Hoàng, mặc dù không biết nguyên do, nhưng vẫn là lấy thiên thần lực, chém xuống một kiếm. Ánh sáng sáng chói, vậy sắp phải rời khỏi thần quốc Huyết Phượng Hoàng lại đang Huyền Cơ Nguyệt mí mắt phía dưới, tại chỗ vỡ vụn. Một khắc sau, Huyền Cơ Nguyệt con người bị ngọn lửa cháy. Gương mặt tái nhợt lại là ửng đỏ. Nàng ở thần quốc tỉnh lại, tuy không phải thượng giới nữ hoàng thân phận thật sự, nhưng cũng không phải người bất kỳ có thể làm nhục. Là ai? Ngắn ngủi yên lặng. Kỷ Tư Thanh kinh ngạc thanh âm chậm rãi rơi xuống. Huyền Cơ Nguyệt, nguyên lai là người tiện nhân này. Kỷ Tư Thanh tròng mắt run lên, rơi xuống Huyền Cơ Nguyệt trước mặt. Khúc Tuyết Dũng cúi đầu đi theo nàng phía sau, đứng xuôi tay. Lão tổ, người này, tựa hồ khó đối phó à? Khúc Tuyết Dũng nói nhỏ. Hắn đi theo Kỷ Tư Thanh, điều tra nguy cơ ngọn nguồn, cuối cùng chạy tới nơi đây, nhưng thấy Chu Hàn Tông tiêu diệt, cả nhà vô tồn. Mà Huyền Cơ Nguyệt khí tức trên người, cũng để cho Khúc Tuyết Dũng vô cùng kiêng kỵ. Ước chừng thiên thần cảnh 4 tầng thiên. Mà Kỷ Tư Thanh, chỉ là mới vừa đột phá tới thiên thần cảnh mà thôi. Hai cô gái bây giờ, có lớn vô cùng chênh lệch. Dù là Huyền Cơ Nguyệt hiện tại hơi thở không yên, nhưng hắn vẫn là lo lắng Kỷ Tư Thanh sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là, Kỷ Tư Thanh nhưng là một mặt hờ hững hình dáng, mắt lạnh nhìn Huyền Cơ Nguyệt. Nàng một mắt liền nhận ra, trước mắt cái này khăn che mặt cô gái, chính là thượng giới nữ hoàng. Chính xác mà nói, là tiện nhân kia ở thần quốc một đạo phân thân. Đã từng là tức giận, vào giờ khắc này hoàn toàn đốt. Nếu không phải Huyền Cơ Nguyệt, luân hồi đứng đầu làm sao sẽ chết? Nếu không phải Huyền Cơ Nguyệt, mình tại sao cần trọng tu? Khúc Trầm Yên, là ngươi. Huyền Cơ Nguyệt nhìn Kỷ Tư Thanh gương mặt, cũng là kinh hãi. Nàng ngay tức thì nhận ra, trước mắt Kỷ Tư Thanh, chính là trước nhất thế, bảo vệ ở luân hồi đứng đầu bên người Khúc Trầm Yên. Trước nhất thế, nàng muốn chu diệt Diệp Thần, nhưng bởi vì có Khúc Trầm Yên bảo vệ, chậm chạp không thể thuận lợi. Nếu không phải nguyên nhân kia, sợ rằng cục diện bây giờ liền không nhất định. Giờ khắc này,
kiếp trước đủ loại ân oán, lẫn nhau xen lẫn. Huyền Cơ Nguyệt và Kỳ Tư Thanh, trong mắt đều là chấn động. Kiếp trước nữ võ thần, cái này nhất thế, chỉ có thiên thần cảnh nhất tầng thiên đinh điểm tu vi sao? Huyền Cơ Nguyệt nhìn một chút Kỳ Tư Thanh, ngay tức thì xem thấu nàng tu vi. Kiếp trước nữ võ thần, uy chấn vạn cổ, chiến ý ngất trời, liền nàng đều phải kiêng kỵ vạn phần. Nhưng bây giờ Kỳ Tư Thanh, cũng không có khôi phục kiếp trước toàn bộ sức chiến đấu. Ha ha, đối phó một mình ngươi uế đất phân thân, đủ rồi. Kỳ Tư Thanh cười nhạt, ánh mắt quét nhìn, vậy xem thấu Huyền Cơ Nguyệt lai lịch. Trước mắt Huyền Cơ Nguyệt, chỉ là một đạo uế đất phân thân, không phải thân phận thật sự hạ xuống. Huyền Cơ Nguyệt, kiếp trước ngươi sát hại luân hồi đứng đầu, cái này nhất thế, ta muốn ngươi bằng thây vạn đoạn. Kỳ Tư Thanh ánh mắt lãnh khốc, trực tiếp gọi Huyền Cơ Nguyệt tên chữ. Mặc dù thượng giới nữ hoàng, tên là không thể nói rõ tồn tại, có bữa cơ hội uy áp, nhưng Kỳ Tư Thanh, đường đường thượng cổ nữ võ thần, nhưng là không sợ chút nào. Xoát! Kỳ Tư Thanh tiêm vung tay lên, một thanh trường kiếm hiện lên nơi tay tim, thần lực bơm vào dưới, đúng thanh kiếm nổ lên ngập trời hung mang, ngang nhiên hướng Huyền Cơ Nguyệt lướt đi. Coi như là ta một đạo uế đất phân thân, cũng không phải ngươi có thể chống lại. Huyền Cơ Nguyệt mặt không đổi sắc, vậy rút ra trường kiếm, một kiếm ám sát ra. Hai cô gái kiếm trong tay, cũng tràn ngập cuồn cuộn thiên thần uy nghiêm, từng luồng thiên thần có 102 quy luật phù văn, không ngừng xen lẫn lóe lên, chung quanh hư không cũng rung chuyển. Đinh! Hai kiếm va chạm, nhất thời nổ lên ngút trời hoa quang. Đạp đạp đạp! Kỳ Tư Thanh bị đẩy lui ba bước. Trường kiếm trong tay ánh sáng rực rỡ ly tán, quy luật phủ văn vỡ nát. Cái này một tí giao phong, nhất thời bộc lộ ra to lớn thực lực sai biệt. Nàng chỉ là thiên thần cảnh nhất tầng thiên, mà Huyền Cơ Nguyệt, có chừng 4 tầng thiên thực lực. Hai người một tí giao thủ, Kỳ Tư Thanh nhất thời rơi xuống hạ phong. Ha ha, đường đường nữ võ thần, lại có thể luân lạc tới như vậy bước. Huyền Cơ Nguyệt lạnh lùng cười một tiếng. Ngày hôm nay ta giết ngươi, thắng không anh hùng, nhưng vì giải quyết tai họa ngầm, nhổ cỏ tận gốc, ngươi vậy đừng trách ta vô tình. Tiếng nói rơi xuống, Huyền Cơ Nguyệt không có nương tay, cuồn cuộn thần uy bơm vào ở trên thân kiếm, đúng thanh kiếm nổ lên một đầu phượng hoàng hư ảnh, dương cánh muốn phi thiên, huy hoàng ánh sáng chiếu sáng nhật nguyệt. Suy, một kiếm đâm ra, phượng hoàng kiếm khí mang động trời dài đề, nhắm thẳng vào Kỳ Tư Thanh ấn đường. Ông ông ông! Kỳ Tư Thanh ấn đường thần quang tách thả ra, dấu vết bộc phát sáng chói, cổ xưa chiến ý, ở nàng trong cơ thể hồi phục, đạo đạo minh mông chiến thần uy nghiêm, phóng lên cao. Võ thần uy sắp, chấn áp hoàn vũ, phá cho ta. Kỳ Tư Thanh kiều quát một tiếng, sau lưng hiện ra lau một cái kinh thế tuyệt tục bóng người, chính là thượng cổ nữ võ thần Khúc Trầm Yên bóng dáng. Đối mặt Huyền Cơ Nguyệt, nàng vậy không có nương tay, trực tiếp thả ra cường hãn nhất lá bài tẩy. Hồi phục nữ võ thần chiến ý hơi thở. Cái gì? Huyền Cơ Nguyệt nhất thời kinh hãi, không nghĩ tới Kỳ Tư Thanh có thể đủ để gọi cổ cuộc chiến ý. Mới vừa vẫn là tung bay tiên nữ Kỳ Tư Thanh, giờ phút này thành chiến ý ngất trời, cân quắc không thua kém bậc mày dâu nữ võ thần. Bá đạo một kiếm, mang trấn áp thiên địa khủng bố kiếm ý, chém thẳng Huyền Cơ Nguyệt. Cho dù Huyền Cơ Nguyệt có thiên thần cảnh 4 tầng thiên thực lực, nhưng đối mặt thượng cổ chiến ý nghiền ép, đều có nguy hiểm to lớn. Không gian vách sắt, ngự. Huyền Cơ Nguyệt đầu ngón tay nặn quyết, pháp tắc trong thiên địa năng lượng, không ngừng hội tụ. Cuồn cuộn không gian quy luật, cuối cùng ngưng tụ thành một mặt màu bạc trắng vách sắt, ngăn ở nàng trước mặt. Đạo không này gian vách sắt, phía trên có đạo đạo cổ xưa phù văn lưu chuyển, trong phảng phất lộ ra thượng giới hơi thở. Huyền Cơ Nguyệt lại có thể không tiếc đột phá hạn chế. Thả ra thượng giới hơi thở, bảo vệ tự thân. Phịch, Kỳ Tư Thanh chiến ý nổ tung một kiếm, hung hăng chém tại không gian vách sắt trên. Phốc xích, không gian vách sắt bể tan tành, Huyền Cơ Nguyệt há miệng phun ra máu tươi. Trên thực tế, Kỳ Tư Thanh kiếm uy, đã toàn bộ bị không gian vách sắt tan rã. Huyền Cơ Nguyệt bị thương hộc máu, chỉ là bởi vì vận dụng thượng giới quy luật, bị quy tắc cắn trả. Mà Kỳ Tư Thanh, khóe miệng vậy giống vậy rịn ra máu tươi. Nàng kêu gọi nữ võ thần lực lượng, đối với thân thể gánh vác, vậy là đặc biệt to lớn. Ha ha,
ta còn lấy là, ngươi thật thức tỉnh võ thần phách lực, nguyên lai bất quá như vậy. Huyền Cơ Nguyệt cười lạnh, nàng thiếu chút nữa lấy là Kỳ Tư Thanh hoàn toàn thức tỉnh, nguyên lai chỉ là ngắn ngủi mượn dùng, hơn nữa tác dụng phụ to lớn. Suy, đã như vậy, Huyền Cơ Nguyệt có thể không việc gì sợ, lập tức chấn định tâm thần, một kiếm cuồng đâm ra, phải thừa dịp Kỳ Tư Thanh yếu ớt, nhất kích chém chết. Hừ, ngươi thật lấy là, liền một mình ngươi uế đất phân thân, có thể chống lại ta ở cái thời đại kia thiên uy. Rực cháy thiên chu tước kiếm, chém. Kỳ Tư Thanh trong mắt chiến ý cháy, nhất thanh thanh hát, trường kiếm trong tay vung lên, ngay tức thì nổ lên ngập trời hồng mông hơi thở. So sánh với cổ còn muốn cổ xưa, so viễn cổ còn muốn thần bí, cuồn cuộn hồng mông hơi thở, không ngừng từ nàng trên thân kiếm bộc phát ra. Hô hô hô, Kỳ Tư Thanh bội kiếm, nhất thời nổ lên nóng rực lửa lớn. Lửa cháy bừng bừng sôi trào gian, hóa thành một đạo ngập trời chu tước bóng người, ngẩng đầu kêu, thanh âm chấn triệt chín tầng trời hoàn vũ. À, 33 thiên hồng mông cổ pháp, rực cháy thiên chu tước kiếm. Làm sao có thể? Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt co rúm một cái, rung động thật sâu. Cái này rực cháy thiên chu tước kiếm, là 33 thiên hồng mông cổ pháp một trong, lực sát thương đặc biệt khủng bố. Thời đại thượng cổ, nữ võ thần Khúc Trầm Yên bằng vào một tay rực cháy thiên chu tước kiếm, không biết chém giết nhiều ít cường địch, liền lúc đó nàng đều phải kiêng kỵ ba phần. Nàng không nghĩ tới, thời khắc này Kỳ Tư Thanh, lại có thể bộc phát ra như thế lợi hại một kiếm. Phải biết rực cháy thiên chu tước kiếm là hồng mông cổ pháp, muốn thi triển, đối với thân xác gánh vác to lớn, mà Kỳ Tư Thanh, chỉ có thiên thần cảnh tầng một thực lực mà thôi, cưỡng ép thi triển, tất nhiên gặp to lớn cắn trả. Kỳ Tư Thanh cắn chặt hàm răng, nàng đang đột phá tới thiên thần cảnh sau đó, mới thức tỉnh rực cháy thiên chu tước kiếm thi triển phương pháp, trước kia nhưng cho tới bây giờ không sử dụng qua. Cái này rực cháy thiên chu tước kiếm, tiêu hao tuyệt đối là kinh khủng. Lấy nàng lúc này thực lực, cưỡng ép chém chết đi ra, kiếm khí còn không có giết ra, nàng kinh mạch xương cốt liền ken két vang dội, tựa hồ tùy thời có thể nổ tung, đặc biệt nguy hiểm hiểm. Nhưng vì chém chết Huyền Cơ Nguyệt, Kỳ Tư Thanh nhưng là liều mạng, không có bất kỳ do dự. Lão tổ, sau lưng Khúc Tuyết Dũng, hoàn toàn rung động. Rực cháy thiên chu tước kiếm, hồng mông cổ pháp, lợi hại bực nào. Từng tia hồng mông hơi thở. Tự nhiên giữa trời đất. Thiên địa thương khung, tựa như cũng biến sắc. Cổ xưa thương vàng khí vân, che đậy bầu trời, vô số ánh lửa ở tầng mây gian cháy. Trên chín tầng trời, mơ hồ truyền tới chu tước kêu. Khúc Tuyết Dũng không ngừng lui về phía sau, không dám đến gần Kỳ Tư Thanh. Thời khắc này Kỳ Tư Thanh, huy hoàng như chu tước, mênh mông như cổ thần, hơi thở chân thực quá mạnh mẽ, nếu như đến gần nàng. Khúc Tuyết Dũng sẽ bị sống sờ sờ nghiền nát. Cổ xưa, hồng mông, nóng rực một kiếm, chém thẳng Huyền Cơ Nguyệt. Táng thiên diệt hồn, ăn mòn quy luật, phá. Huyền Cơ Nguyệt biết lợi hại, vậy không dám thở ơ, đầu ngón tay khô kiếm giết ra, đạo đạo đen nhánh ánh sáng, ở trên thân kiếm nổ lên. Trong phút chốc, hóa thành từng đạo màu đen quy luật phù văn, như ma như ngục, kích thích ra liền mãnh liệt ăn mòn hơi thở. Sống chết trước mắt, Huyền Cơ Nguyệt vậy liều mạng, trực tiếp vận dụng thượng giới ăn mòn quy luật, muốn cùng Kỳ Tư Thanh liều mạng. Ăn mòn quy luật, thật ra thì Diệp Thần vậy nắm giữ. Diệp Thần có thể tùy ý thi triển, không chịu quy tắc hạn chế, chỉ là hao phí tự thân lực lượng mà thôi, bởi vì hắn bản thân là thần quốc người, sẽ không bị giới hạn. Nhưng Huyền Cơ Nguyệt không cùng, nàng là thượng giới người, bị thần quốc quy tắc hạn chế. Không thể tùy tiện vận dụng thượng giới hơi thở. Cái này một tí tuôn ra ăn mòn quy luật, Huyền Cơ Nguyệt chỉ cảm thấy kinh mạch đau nhức, cắn trả lực điên cuồng truyền tới. Mà Kỳ Tư Thanh, giống vậy không dễ chịu. Hồng mông cổ pháp mạnh mẽ uy áp, vậy cơ hồ nghiền nát nàng gân cốt. Hai cô gái đánh nhau, đều là liều mạng, không để ý sống chết cắn trả, chỉ muốn tiêu diệt đối phương. Một cái chu tước kiếm, một cái thực cốt kiếm. Hung hăng va chạm. Nhất thời, nóng rực hồng mông lửa cháy mạnh, và kinh khủng ăn mòn đợt khí, điên cuồng đan vào một chỗ. Vô tận biển lửa bên trong, Kỳ Tư Thanh xông vào biển lửa, tú trưởng bỗng nhiên đánh ra. Nàng phải không tiếc bất cứ giá nào chu diệt cái này phân thân. Mà Huyền Cơ Nguyệt hơi ngẩn ra, không để ý tới hết thảy,
lòng bàn tay lại lao ra một đạo mang từng cơn tinh mang ngọn lửa. Cái này lại là luân hồi tinh diễm. Huyền Cơ Nguyệt vận dụng lá bài tẩy. Đáng chết. Kỷ Tư Thanh do dự một cái chớp mắt, bản muốn né tránh, nhưng cuối cùng nhưng là nghênh khó khăn lên. Nàng phải lấy tổn thương đổi tổn thương. Đây là duy nhất cơ hội. Tinh mang nổ tung, hỏa tinh ngang dọc. Kỷ Tư Thanh và Huyền Cơ Nguyệt đồng thời bị chấn động bay ra ngoài, chật vật đổ xuống đất, áo quần bừa bãi. Lão tổ. Khúc Tuyết Súng quát to một tiếng, muốn đỡ dậy Kỷ Tư Thanh. Đừng để ý ta, mau giết nàng. Kỷ Tư Thanh khạc ra một ngụm máu tươi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Cơ Nguyệt. Động trời va chạm, hai cô gái lưỡng bại câu thương, đều bị tổn thương thật lớn. Bất quá cẩn thận tính một chút, vẫn là Kỷ Tư Thanh thắng. Bởi vì, nàng chỉ có thiên thần cảnh nhất tầng thiên thực lực, nhưng cuối cùng có thể cùng Huyền Cơ Nguyệt lưỡng bại câu thương, vậy coi là chiếm thượng phong. Nếu như nàng cũng có bốn tầng thiên tu vi, khẳng định có thể thắng. Đáng tiếc, không có nếu như. Hiện tại, hai cô gái đều là trọng thương. Khúc Tuyết Súng ngẩn ngơ, nhìn Huyền Cơ Nguyệt bóng người. Còn đứng ngây ở đó làm gì, đi nhanh à. Kỷ Tư Thanh cắn răng. Huyền Cơ Nguyệt cái này uế đất phân thân, hàm chứa thân phận thật sự một món linh lực, nếu như có thể chém chết, vậy coi là chém rớt nàng thân phận thật sự một cánh tay. Lão tổ. Khúc Tuyết Súng nơm nớp lo sợ, nhặt lên Kỷ Tư Thanh rớt xuống đất trường kiếm, hướng Huyền Cơ Nguyệt đi tới. Thời khắc này Huyền Cơ Nguyệt, hoàn toàn trọng thương, liền đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được, chính là vô cùng yếu ớt thời điểm, coi như là Khúc Tuyết Súng, cũng có thể giết chết nàng. Ngươi dám? Huyền Cơ Nguyệt nghiêm túc tiếng quát to, mắt lạnh nhìn Khúc Tuyết Súng. Nàng cái này uế đất phân thân, vô cùng trọng yếu, nếu như bỏ mình, thân phận thật sự muốn gặp phải cắn trả, bị vết thương. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể chết được. Khúc Tuyết Súng sát ý cùng nhau, một kiếm bỗng nhiên chém xuống. Một kiếm này là Khúc Tuyết Súng toàn lực. Ở nơi này một kiếm muốn chạm được Huyền Cơ Nguyệt lúc đó. Huyền Cơ Nguyệt trong cơ thể đột nhiên dấy lên một đạo hỏa diễm. Ngọn lửa bị vô số ngôi sao bọc. Lại là luân hồi tinh diễm. Thành tựu phân thân, Huyền Cơ Nguyệt mặc dù không có thể nhúc nhích dùng luân hồi tinh diễm thân phận thật sự. Nhưng một chút tinh hoa đủ để bảo vệ mình hết thảy. Khúc Tuyết Súng ngay tức thì bị đẩy lui, kiếm trong tay lại là vỡ vụn. To gan con kiến hôi, người biết ta thân phận sao? Khúc Tuyết Súng cả người run rẩy, Huyền Cơ Nguyệt cho dù là trọng thương, nhưng cũng là thượng giới nữ hoàng, trên người có cuồn cuộn uy nghiêm. Huyền Cơ Nguyệt đích một tiếng quát chói tai, nhưng là chấn nhiếp hắn. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mau ra tay. Thấy vậy, Kỷ Tư Thanh cắn răng, lần nữa hét ra lệnh. Khúc Tuyết Súng nuốt nước miếng một cái, cầm kiếm tay run rẩy kịch liệt, lão tổ ta. Hắn bây giờ không có dũng khí động thủ, Huyền Cơ Nguyệt uy áp quá mạnh mẽ, rung động thật sâu hắn. Ha ha, Khúc Trầm Yên, người phế vật, người bên dưới, cũng là phế vật. Huyền Cơ Nguyệt cười lạnh một tiếng, mượn cơ hội điều tức chữa thương, rất nhanh khôi phục một chút hơi thở. Lần này, coi là ngươi may mắn. Huyền Cơ Nguyệt lảo đảo lắc lư đứng dậy, tiêm vung tay lên, xé hư không, nhanh chóng chạy trốn đi. Nàng chỉ có thể khống chế Khúc Tuyết Súng một hồi, nếu như Khúc Tuyết Súng thật thanh tỉnh, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng chết! Kỷ Tư Thanh cắn răng nghiến lợi, không nghĩ tới vẫn bị Huyền Cơ Nguyệt chạy. Loảng xoảng! Khúc Tuyết Súng trường kiếm rơi xuống đất, đặt mông ngồi dưới đất, chỉ kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh. Ngươi! Kỷ Tư Thanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lão tổ, ta! Khúc Tuyết Súng không lời chống đỡ. Một cái là nữ võ thần, một cái là thượng giới nữ hoàng. Một bên là hồng mông cổ pháp, một bên là thượng giới quy luật. Loại cảnh giới này chiến đấu, há là hắn có thể nhúng tay. Không được, ta phải nghĩ biện pháp thông báo Diệp thần, tiện nhân kia đích thân tới, thần quốc nhất định có kinh thiên biến cố. Kỷ Tư Thanh ánh mắt lưu chuyển, âm thầm tính toán. Mặc dù, Huyền Cơ Nguyệt chỉ là một đạo uế đất phân thân thức tỉnh. Nhưng phân thân xuất thế, ngang hàng nữ hoàng đích thân tới. Thần quốc, nhất định phải bùng nổ động trời tai biến. Nàng có thể không muốn nhìn thấy Diệp thần xảy ra chuyện. Mà Huyền Cơ Nguyệt,
biến dạng hư không, không ngừng chạy trốn xa. Ừ, luân hồi tinh thạch hơi thở. Bỗng nhiên, Huyền Cơ Nguyệt cảm nhận được luân hồi tinh thạch hơi thở, không khỏi lộ vẻ xúc động. Luân hồi tinh thạch, đây có thể quan hệ đến cổ xưa bí mật. Nàng lập tức dừng lại thân hình, từ trong hư không phá ra, tìm hơi thở ngọn nguồn. Rất nhanh, nàng đi tới một tòa nguy nga khoáng đạt màu máu cung điện. Vô cùng huyết khí, vô tận tai nạn hơi thở, không ngừng từ trong cung điện tản mát ra. Cung điện này bên trong, tựa hồ cất giấu muôn vàn ma đầu, vô số âm hồn, làm người ta run sợ. Nơi đây, chính là Minh Điện. Chỗ này, bên trong có một khối luân hồi tinh thạch. Huyền Cơ Nguyệt có hơi kinh ngạc, cảm thấy trong cơ thể luân hồi tinh diễm, tràn ra một chút dị động, và luân hồi tinh thạch hơi thở, xa xa hô ứng. Thậm chí, nàng thương thế, vậy đang dần dần khôi phục. Cái này luân hồi tinh thạch, đối với nàng tăng thêm lớn vô cùng. Huyền Cơ Nguyệt bước chân di động, lập tức bước vào Minh Điện bên trong. Nàng rất rõ ràng, nếu như đạt được cái này luân hồi tinh thạch, nàng thương thế định có thể khôi phục. Minh Điện chỗ sâu, một cái hồng bào nam tử, ngồi xếp bằng, tí ti lũ lũ màu đỏ đậm sương mù, quanh quẩn hắn thân thể nhấp nhô. Người này, chính là Mạc Huyết Minh. Mạc Huyết Minh gương mặt, mang một chút trắng bệch, trạng thái cũng không tốt. Hắn con người còn yên lặng một chút lửa giận. Vô tận lửa giận. Đó là từ sùng quang nơi chôn cất bắt đầu lửa giận. Kéo dài hồi lâu. Lâu như vậy, thương thế còn không có làm sao khôi phục, lần này thật sự là thất sách, mấu chốt không nghĩ tới Diệp Thần thằng nhóc này, thực lực đổi được cường hãn như vậy, lại có thể chém chết ta một đạo phân thân. Mạc Huyết Minh cắn răng, vậy phân thân, là hắn dùng tới cổ đại hung, hắc sát ma hạt luyện chế mà thành, hỗn hợp tự thân máu tươi. Cái này một tí, phân thân chết. Hắn thân phận thật sự, vậy gặp phải to lớn cắn trả. Thật may, hắn trên đầu cũng có một khối luân hồi tinh thạch, đối với tu luyện tăng thêm to lớn. Vậy luân hồi tinh thạch, trôi lơ lửng ở hắn đỉnh đầu, tản mát ra điểm điểm tinh mang. Mạc Huyết Minh không ngừng hô hấp thổ nạp, mượn luân hồi tinh thạch hơi thở, điều dưỡng trước tự thân khí huyết. Oanh! Mà lúc này, bên ngoài đại điện mặt, truyền đến cả người vang dội. Là ai? Mạc Huyết Minh nhướng mày một cái, chỉ cảm thấy từng cơn ngút trời sát ý, còn có thiên thần quy luật chập chờn, hiển nhiên là có cường địch xâm phạm. Hiu hiu hiu, quỷ dị hơn, là hắn phát hiện luân hồi tinh thạch, lại có thể chóc ra một món tinh mang, hướng ngoài điện bay vút đi. Bên ngoài đại điện, Huyền Cơ Nguyệt đi về trước xông vào. Mấy cái tay để ra xích sắt, hồn người mặc vào hắc bào Minh Điện đệ tử, đang ngăn trở nàng. Cho ta cút. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt rét lạnh, nàng mặc dù bị thương cực sâu, nhưng tất lại có thiên thần cảnh 4 tầng thiên thực lực, cũng không phải là phổ thông Minh Điện đệ tử có thể chống lại. Đầu ngón tay huy động, đạo đạo thiên thần quy luật, hóa thành thất luyện phi kiếm bạo giết ra. Lại là thiên thần cảnh cao thủ. Chung quanh Minh Điện đệ tử, đều là ánh mắt co rúm một cái, không dám cứng rắn đụng, lật đật rút người ra né tránh. Ai dám ở ta Minh Điện ngang ngược? Mấy đạo quát chói tai tiếng vang lên. Có mấy cái hộ pháp cấp bậc Minh Điện cường giả, biến dạng hư không ra, kết thành một cái ngôi sao năm cánh ma trận, huy động trong tay xích sắt, hướng Huyền Cơ Nguyệt lướt đi, muốn một lần hành động bắt. Bọn họ đều có thiên thần cảnh sơ kỳ thực lực, so với Mạc Huyết Minh dưới quyền hai tên học trò, Mạc Sóng và Mạc Hàn Đông còn lợi hại hơn rất nhiều. Bất quá, bọn họ là Minh Điện hộ pháp, phụ trách trấn thủ sơn môn. Tuyệt sẽ không dễ dàng đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, chỉ có ở Minh Điện sơn môn đụng phải nguy cơ thời điểm, bọn họ mới sẽ xuất thủ. Lại có nhiều ngày như vậy thần cường giả. Đây là địa phương nào? Huyền Cơ Nguyệt một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Minh Điện nội tình thâm hậu như vậy. Chung quanh mấy cái hộ pháp, đều là thiên thần, nếu như là thời kỳ toàn thịnh, nàng dĩ nhiên là không sợ, nhưng hiện tại người bị trọng thương, nhưng khó đối phó. Luân hồi tinh diễm, dậy. Huyền Cơ Nguyệt mắt đẹp đông lại một cái, trong đan điền luân hồi tinh diễm, nhất thời đốt, thì phải thả ra ngoài, huyết chiến chung quanh rất nhiều cao thủ. Dừng tay. Ngay tại lúc này, một đạo vang dội thanh âm truyền tới. Lau một cái hồng bào bóng người, ngay tức thì ngang trời gào thét tới, chính là Mạc Huyết Minh. Khối kia luân hồi tinh thạch,
giống như pháp bảo vậy, quanh quần Mạc Huyết Minh xoay tít xoay tròn, tràn ra khoáng đạt tinh mang hơi thở. Mà không hề thiếu tinh mang, nhưng là tụ vào huyền cơ nguyệt trong cơ thể. Nhất thời, huyền cơ nguyệt cả người nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ cảm thấy vô tận thoải mái hưởng thụ. Ồ! Mạc Huyết Minh thấy một màn này, nhất thời kinh nghi bất định, không nghĩ tới huyền cơ nguyệt có thể như thế ung dung hấp thu luân hồi tinh thạch hơi thở. Luân hồi tinh thạch nhưng mà thế gian kỳ vật. Nếu như không phải là hắn từng ở Diệp gia lâu quá, lấy được Diệp gia công pháp, căn bản không có thể như vậy ung dung. Các hạ chính là Minh Điện Điện Chủ, Mạc Huyết Minh. Huyền cơ nguyệt đánh giá Mạc Huyết Minh, ánh mắt rơi vào khối kia luân hồi tinh thạch phía trên. Cái này luân hồi tinh thạch hơi thở, đặc biệt mênh mông, và nàng luân hồi tinh diễm, có rất nhiều phù hợp đồng tình. Nếu như có thể cướp lấy luân hồi tinh thạch, dựa vào tinh thạch năng lượng, nàng thương thế khẳng định có thể nhanh chóng hết bệnh. Đúng vậy, các hạ thì là người nào, vì sao tự tiện xông vào ta Minh Điện Sơn Môn? Mạc Huyết Minh ngưng mắt nhìn huyền cơ nguyệt, nhìn nàng dáng người thướt tha, mạnh mẽ tu vi, trong lòng âm thầm suy đoán nàng lai lịch. Tiểu nữ huyền Thanh Nguyệt, gặp qua Mạc Điện Chủ. Huyền cơ nguyệt liễm nhẫm thi lễ một cái, ánh mắt nhưng gắt gao nhìn chằm chằm luân hồi tinh thạch, nói, khối này luân hồi tinh thạch, không biết Mạc Điện Chủ có thể hay không mượn ta mấy ngày. Ừ, ngươi muốn mượn luân hồi tinh thạch. Nghe vậy, Mạc Huyết Minh nhất thời cười lớn. Đúng vậy, mời Mạc Điện Chủ mở điều kiện. Huyền cơ nguyệt sửa sang lại áo quần, nói. Mạc Huyết Minh nhưng là trầm mặc, ánh mắt ở huyền cơ nguyệt gương mặt dáng vẻ trên không ngừng quét nhìn. Tựa hồ đang tính toán cái gì? Được, ta cho ngươi mượn. Sốt cuộc, Mạc Huyết Minh lên tiếng, liếm môi một cái, nói, ngươi kêu ta một tiếng nghĩa phụ, làm ta con gái ngoan, ta liền cho ngươi mượn. Ta võ đạo truyền thừa, không người nối nghiệp, đang cần người truyền thừa y bát, ta xem ngươi tư chất không tệ, bái nhập môn hạ ta đi, sau này chờ ta đột phá thượng giới, cái này Minh Điện cơ nghiệp, cũng có thể truyền cho ngươi. Ngươi muốn thu ta làm nghĩa nữ? Huyền cơ nguyệt khinh thường cười một tiếng, mắt lạnh nhìn Mạc Huyết Minh, mơ hồ nhìn ra hắn tâm tư không thuần. Làm sao, ngươi không muốn? Mạc Huyết Minh sắc mặt trầm xuống. Ngươi thu ta làm nghĩa nữ, sợ không phải đem ta làm đồ đựng, chứa luân hồi tinh thạch năng lượng, sau đó sẽ dùng thủ đoạn cường ngạnh, thải âm bổ dương cái gì, đem ta thải bổ không còn một mống, thỏa mãn ngươi thú dục. Huyền cơ nguyệt giọng lãnh đạm. Mạc Huyết Minh trong lòng chấn động một cái, lui về sau một bước. Không sai, hắn đúng là có cái ý niệm này. Hắn không nhìn thấu cô gái trước mặt, nhưng có một chút có thể xác định, cô gái trước mặt có thể hấp thu luân hồi tinh thạch năng lượng, đối với hắn cực kỳ hữu dụng. Nhưng không nghĩ tới, mình tính toán lại có thể bị huyền cơ nguyệt xem thấu. Mạc Huyết Minh, ngươi thật là to gan, ngươi có biết ta thân phận. Huyền cơ nguyệt hừ lạnh một tiếng. Trên mình bỗng nhiên tản mát ra vô cùng cuồn cuộn đế uy. Cuồn cuộn đế uy, mang thượng giới có 102 uy nghiêm, điên cuồng tràn ra đi. Đây là Minh Điện bên trong, rất nhiều đệ tử, còn có một đám hộ pháp, cảm thụ cái này đế uy, nhất thời thật sâu kinh hãi. Cái này uy nghiêm, so với trong truyền thuyết thần đế, mạnh hơn hoành rất nhiều, mang thượng giới hơi thở, làm người ta lộ vẻ xúc động. Toàn bộ Minh Điện, trừ Mạc Huyết Minh, tất cả mọi người đều quỳ xuống. Ở nơi này đế uy bao phủ hạ, tất cả mọi người đều kinh hãi, không tự chủ được quỳ xuống đất thần phục. Ngươi là thượng giới cô gái. Mạc Huyết Minh trợn to hai mắt, không dám tin tưởng. Kinh khủng như vậy đế uy, để cho hắn nghĩ tới một người. Thượng giới nữ hoàng, Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt, là tuyệt đối không thể nào hạ xuống thần quốc. Nhưng trước mắt người này, lại có mạnh mẽ như vậy đế uy. Cô gái này, nhất định là thượng giới nữ hoàng bên người nhân vật lớn. Mạc Huyết Minh âm thầm suy đoán, làm thế nào cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này dùng tên giả Huyền Thanh Nguyệt cô gái, trên thực tế là Huyền Cơ Nguyệt một đạo uế đất phân thân. Người mạo phạm ta, ngang hàng bốc lên độc thiên uy. Huyền Cơ Nguyệt thanh âm lạnh lùng, mang to lớn uy nghiêm. Người muốn nhận ta làm nghĩa nữ. Đơn giản là cười nhạo, chỉ bằng ngươi lần này lời nói, sau này đi đến thượng giới, nữ hoàng cái đầu tiên liền muốn giết ngươi. Huyền cơ nguyệt cũng không có bại lộ mình thân phận, nội tâm bên trong,
đã dâng lên ý định giết người. Nàng uy nghiêm, mênh mông bực nào. Mạc Huyết Minh vọng tưởng thu nàng làm nghĩa nữ, tâm hoài bất quý, đây là thiên đại ô nhục. Nếu như Mạc Huyết Minh sau này có cơ hội, đi đến thượng giới, nàng nhất định phải chém chết. Coi như Mạc Huyết Minh một mực ở lại thần quốc, nàng vậy phải nghĩ biện pháp, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Ở Huyền Cơ Nguyệt trong mắt, Mạc Huyết Minh đã là một cổ thi thể. Bất quá hiện tại, nàng cũng không có biểu lộ cái gì, mà là nhàn nhạt nói. Theo ta hợp tác, luân hồi tinh thạch cho mượn ta chữa thương, chờ ta thương thế hết bệnh, ta có thể truyền thụ ngươi mấy cửa thượng giới thần thông bí kỹ. Nói chuyện bây giờ, Huyền Cơ Nguyệt trên mình thần quang tách thả ra, từng đạo màu vàng chữ viết, hình thành một đoạn đoạn võ khẩu quyết, không ngừng lóe lên. Đại hoang phá nguyệt kiếm, giết trong chớp mắt hoàng đạo kiếm, ăn mòn quy luật vân. Vân huyền diệu vũ pháp thần thông, ở Mạc Huyết Minh trước mắt nhúc nhích. Mạc Huyết Minh tim giật mình, nếu như là thông thường võ thần thông, hắn cũng không để bụng. Nhưng thượng giới võ đạo, lại để cho hắn đặc biệt động tâm. Đặc biệt là vậy ăn mòn quy luật, liền thần đế thân thể đều có thể phai mờ, hắn vậy gặp Diệp Thần thi triển qua, uy lực đơn giản là khủng bố, hắn thật sâu thèm thuồng. Như thế nào? Huyền Cơ Nguyệt thần quang thu liếm, hỏi. Mạc Huyết Minh cắn răng, nói, được, ta đáp ứng ngươi. Nếu như có thể luyện thành thượng giới quy luật, Mạc Huyết Minh thực lực, nhất định đột nhiên tăng mạnh, nói không chừng có tư cách chống lại Hiên Viên Mạc Tà. Lập tức hắn vậy không do dự, sử dụng luân hồi tinh thạch, trực tiếp cho mượn liền Huyền Cơ Nguyệt. Giao. Đúng khối luân hồi tinh thạch, trôi lơ lửng ở Huyền Cơ Nguyệt trên đỉnh đầu, như trời trăng sao, tản mát ra sáng chói ánh sao, từng tia luân hồi hơi thở, không ngừng tự nhiên xuống. Huyền Cơ Nguyệt hít sâu một hơi, nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái, trong cơ thể luân hồi tinh diễm, cũng có lớn mạnh hình dáng. Được, thật sảng khoái. Huyền Cơ Nguyệt thẳng tiếp thu luân hồi tinh thạch, tiếp theo, ta cần thời gian chữa thương, chớ quấy rầy ta. Dứt lời, Huyền Cơ Nguyệt phi thân lướt vào minh điện chỗ sâu, tìm một cái tĩnh lặng thung lũng, một mình ngồi xếp bằng điều tức. Phốc, tinh thạch năng lượng vào cơ thể, Huyền Cơ Nguyệt nội thương tích tụ máu bầm, nhất thời phun ra ngoài. Khúc Trầm Yên, người tổn thương được ta thật là ác độc à. Huyền Cơ Nguyệt cắn chặt hàm răng, ở Kỷ Tư Thanh dưới sự công kích, nàng bị thương vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt là vậy rực cháy Thiên Chu Tước Kiếm, là đường đường tránh tránh hồng mông cổ pháp, lực sát thương lớn vô cùng, cơ hồ đánh gãy nàng kinh mạch. Thật may, hiện tại lấy được rồi luân hồi tinh thạch, chỉ phải từ từ hấp thu tinh thạch năng lượng, nàng thương thế, tự nhiên có thể khôi phục. Khúc Trầm Yên, người chúng ta luân hồi tinh diễm, sợ rằng cũng không chịu nổi chứ. Trận chiến ấy, Huyền Cơ Nguyệt và Kỷ Tư Thanh lưỡng bại câu thương. Mặc dù, Huyền Cơ Nguyệt bị thương nghiêm trọng, nhưng Kỷ Tư Thanh vậy gặp phải nàng luân hồi tinh diễm nướng, thương thế giống vậy nghiêm trọng. Hơn nữa luân hồi tinh diễm đốt thể, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Kỷ Tư Thanh sợ là sống không được bao lâu. Mà lúc này Kỷ Tư Thanh, đang thứ nhất thần quốc nào đó chỗ bí ẩn trong sơn động. Nàng trên mình, từng luồng nóng rực tinh diễm thiêu đốt. Từng cơn nóng bỏng tinh diễm năng lượng, không ngừng ở nàng trong kinh mạch sôi trào, nàng tuyết trắng vậy da thịt, vậy nổi lên lau một cái đỏ ửng, cả người đổ mồ hôi đầm đìa, áo quần đều ướt đẫm, buộc vòng quanh thướt tha đường cong. Mà Khúc Tuyết Dũng, canh giữ ở hang núi cổng vào, nóng nảy như đốt. Nghe trong hang núi thỉnh thoảng truyền ra thống khổ kêu rên, Khúc Tuyết Dũng vậy là đặc biệt gấp gáp. Không nghi ngờ chút nào, Kỷ Tư Thanh thương thế rất nghiêm trọng, luân hồi tinh diễm đốt thể, tùy thời đều có hương tiêu ngọc vẫn nguy hiểm. Nếu như không phải là Kỷ Tư Thanh thần thông mạnh mẽ, cái này luân hồi tinh diễm, sợ rằng đã đem nàng đốt thành bụi bặm. Ai, đều do ta thực lực không đủ, nếu không lão tổ cũng sẽ không bị phụ nữ kia bị thương nặng. Chỉ mong lần này, lão tổ có thể vượt qua đi. Khúc Tuyết Dũng lẩm bẩm nói. Đột nhiên. Hắn nghĩ tới điều gì, trong đầu vạch qua một đạo thân ảnh. Lão tổ thương thế nghiêm trọng như vậy, có lẽ chỉ có vị kia ra tay, mới có thể cứu vãn nàng. Khúc Tuyết Dũng đi qua đi lại, trong lòng tính toán. Diệp Thần y thuật, rung động toàn bộ thần quốc. Cũng chỉ có hắn, mới có cơ hội chữa trị Kỷ Tư Thanh thương thế, cứu vãn tánh mạng. Mà lúc này Diệp Thần, đang thần cực tông. Khúc Tuyết Dũng không do dự,
đang chuẩn bị hướng Thần Cực Tông chạy tới. Đột nhiên, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ trong sơn động truyền tới. Khúc Tuyết Dũng, không cho phép đi tìm Diệp Thần. Ngươi như rời đi, từ nay về sau, ta Kỷ Tư Thanh và Khúc gia không có nửa điểm liên lạc. Khúc Tuyết Dũng bước chân dừng lại, có chút gặp khó khăn. Ước chừng mấy giây, hắn mới mở miệng nói, lão tổ, nhưng mà ngươi tổn thương rất nghiêm trọng à. Dõi mắt Thất Đại Thần Quốc, Diệp Thần có thương cổ y thần truyền thừa, có lẽ có thể đem ngươi chỉ tốt. Nhưng mà trong hang núi như cũ truyền tới cực độ kiên quyết lại mang chút yếu ớt giọng nữ. Ta cần ngươi thủ quan, ngươi không cho phép rời đi. Huyền Cơ Nguyệt sự việc, hắn không thể quá sớm nhúng tay. Ta có thể khôi phục thương thế, chuyện này, để ta giải quyết. Khúc Tuyết Dũng nghe được Kỷ Tư Thanh mệnh lệnh, thở dài một tiếng, lão kia tổ, nếu như ngươi tổn thương lại thêm nặng, bất kể như thế nào, ta nhất định phải đi tìm Diệp Thần. Trong sơn động Kỷ Tư Thanh gật đầu một cái, một tuần thời gian, cái này luân hồi tinh diễm, ta hẳn có thể khắc phục. Nói xong, Kỷ Tư Thanh bước ra một giọt máu tươi trôi lơ lửng, lại toát ra một đạo màu trắng hoa sen. Hoa sen từ từ hạ xuống, rơi vào Kỷ Tư Thanh ấn đường. Một chút thánh khiết ánh sáng bao quanh Kỷ Tư Thanh, lại mơ hồ áp chế luân hồi tinh diễm. Nhưng, chỉ là áp chế. Liền liền Kỷ Tư Thanh cũng không cách nào bảo đảm, hiện tại mình thực lực có thể hay không đuổi trong cơ thể luân hồi tinh diễm. Đây là nàng quật cường. Nàng không phải thua bởi Huyền Cơ Nguyệt. Đời trước, như vậy. Cái này nhất thế, cũng như vậy. Nữ võ thần quật cường. Cùng lúc đó, thứ bảy thần quốc, Thần Cực Tông. Thần Cực Tông đã bị tu sửa. Vốn là phế tích vậy khôi phục một chút phồn vinh. Bởi vì vậy kinh thiên đánh một trận, Diệp Thần hoàn toàn ổn định Thần Cực Tông người lòng tin. Càng ổn định toàn bộ thứ bảy thần quốc lòng tin. Mà Diệp Thần vậy bắt đầu tính hạ tâm lai luyện hóa vậy hỗn độn tinh thụ. Hắn biết, mình còn chưa hoàn toàn bước vào hỗn độn cảnh. Hắn hỗn độn cảnh và người bình thường hỗn độn cảnh cực kỳ không cùng. Phải mượn hỗn độn tinh thụ mới được. Có thể, hỗn độn tinh thụ kia tốt như vậy luyện hóa. Dù là mấy ngày nay Diệp Thần không gián đoạn luyện hóa, hỗn độn tinh thụ còn chưa hoàn toàn luyện hóa. Càng về sau càng khó khăn. Bất quá Diệp Thần có lòng tin, lại cho hắn 10 ngày thời gian, cũng có thể hoàn toàn luyện hóa. Cũng không biết đến lúc đó hỗn độn tinh thụ và mình sẽ phát sinh dạng gì phản ứng hóa học. Ngay tại lúc này, nguyên bản ở luyện hóa bên trong Diệp Thần, nhưng là chợt mở hai mắt ra. Cái này, là cảm giác gì? Diệp Thần tự lẩm bẩm một câu, thân hình động một cái, liền xuất hiện ở trời cao bên trong, ánh mắt xuyên thấu không gian cách trở, trực tiếp nhìn về phía Linh Võ Đại Lục nơi nào đó. Nơi đó, bất ngờ chính là Huyền Nguyệt Tông chỗ. Diệp Thần thật sâu cau mày, hắn mơ hồ cảm giác được, Huyền Nguyệt Tông lòng đất có cái gì muốn thức tỉnh. Một loại, để cho hắn cảm thấy vô cùng là không thoải mái đồ. Linh Võ Đại Lục và Thần Quốc từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, thuộc về cùng một bản khối. Mà Huyền Nguyệt Tông đời 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 bảo vệ luân hồi huyền bi, bảo vệ tử ngưng khối kia linh bia, ý nghĩa phi phàm. Chẳng lẽ ở trên cao cổ thậm chí còn viễn cổ, Huyền Nguyệt Tông lòng đất liền cất giấu cái gì? Chẳng lẽ và luân hồi huyền bi có liên quan? Không nghĩ nhiều nữa, thân hình hắn động một cái, ngay tức thì tại chỗ biến mất. Nếu vật này ở Huyền Nguyệt Tông lòng đất xuất hiện, vậy Diệp Thần liền tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Linh Võ Đại Lục, núi Phi Phượng. Nơi này, vốn là Huyền Nguyệt Tông nơi tới, nhưng lúc này, cũng đã xây lên một tòa vô cùng to lớn thành trì. Tên là Huyền Nguyệt Thành. Huyền Nguyệt Tông, sớm đã trở thành Linh Võ Đại Lục thế lực cường đại nhất, thậm chí liền hoàng thất, đều phải ở Huyền Nguyệt Tông trước mặt cúi đầu. Cũng chính vì vậy, toàn bộ Linh Võ Đại Lục trên, vô số thiên tài tu võ người, cũng ngộ danh tới, hội tụ ở nơi này, hôm nay Huyền Nguyệt Tông, đã sớm không phải đã từng cái đó trên núi Phi Phượng Tông Môn, có thể so sánh được. Có thể từ xây một thành Tông Môn, toàn bộ Linh Võ Đại Lục, cũng chỉ này một nhà thôi. Huyền Nguyệt Thành nơi trung tâm, là một tòa vô cùng to lớn, thẳng vào thanh vân pho tượng. Pho tượng kia, toàn thân lấy vô cùng là quý giá mỏ sắt vật liệu, chế tạo mà thành. Là một người nam tử, tay cầm trường kiếm, tựa hồ,
đang đối với trời khiêu chiến pho tượng. Pho tượng cả người trên dưới mỗi một chi tiết, cũng điêu khắc được vô cùng tinh tế, khéo léo tuyệt vời, mà từ pho tượng ngũ quan nhìn, không phải Diệp Thần, còn có ai? Huyền Nguyệt Thành, trong ngày thường mặc dù cũng là phi thường náo nhiệt, nhưng, ngày hôm nay tiến vào Huyền Nguyệt Thành bên trong người, nhưng là dị thường hơn. Chủ ý này là bởi vì là, ba ngày trước núi Phi Phượng vùng lân cận một chỗ vách đá dưới, bỗng nhiên tản mát ra một loại khí tức quỷ dị, thậm chí, liền vùng lân cận thiên tượng, cũng làm thay đổi. Cái này, không phải là khác thường bảo xuất thế lúc đó, sinh ra dị tượng sao? Rất nhanh, Huyền Nguyệt Thành vùng lân cận, khác thường bảo sắp xuất thế tin đồn, liền hoàn toàn ở linh võ đại lục truyền giao mở, các thế lực lớn cường giả, rối rít tràn vào Huyền Nguyệt bên trong thành. Mục đích dĩ nhiên là tranh đoạt vậy tức sắp xuất hiện bảo vật. Lúc này, Huyền Nguyệt thành phố lớn bên trên, một người thần sắc lãnh đạm nam tử, mặt đang mỉm cười bước chậm trước. Thỉnh thoảng, có một số võ giả hướng về phía hắn chỉ trỏ. Tại sao? Bởi vì, người này và Huyền Nguyệt trong thành pho tượng kia dung mạo, khá làm tướng tựa như. Rất nhiều người đều không khỏi phải nghĩ đến, chẳng lẽ, hắn chính là truyền thuyết bên trong. Rung động toàn bộ linh võ đại lục vạn cổ yêu nghiệt Diệp Thần. Bất quá rất nhanh, mọi người liền lắc đầu một cái, Diệp Thần đã đi thần quốc, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Diệp Thần đối với ánh mắt của những người khác, lờ đánh, Huyền Nguyệt Thành phát triển, để cho hắn cảm thấy khá là vui vẻ yên tâm, trừ cái này ra, chính là bị Nguyệt Hiện Ngọc Hoàn ảnh hưởng, không chỉ là thần quốc, toàn bộ linh võ đại lục thiên địa linh khí, vậy đậm đà vô số lần. Mặc dù còn không có đạt tới thần quốc kinh khủng như vậy trình độ, nhưng, và đi qua so sánh, cũng là khác biệt trời vực, rất nhiều võ giả đoạn thời gian này, có thể nói tiến bộ thần tốc. Con đường đi tới này, Diệp Thần đã thấy không thiếu khí tức cường đại võ giả, bất quá, hỗn độn cảnh tồn tại, vẫn là vô cùng là hiếm thấy, xem ra, hôm nay linh võ đại lục, hỗn độn sơ kỳ võ giả, gọi là cao cấp cường giả. Mặc dù, còn không cách nào cùng thần quốc như nhau, nhưng, tổng thể mà nói, linh võ đại lục võ giả thực lực, bởi vì tháng vòng dị tượng, dương cao mấy tầng. Cái này, là một cái hiện tượng tốt, dẫu sao, nếu như vực ngoại thiên ma xâm lược, linh võ đại lục tự nhiên cũng không thể may mắn tránh khỏi. Muốn vượt qua lần này diệt thế tai ương, cần đoàn kết tất cả mọi người lực lượng. Mà nhưng vào lúc này, phố lớn bên trên, bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Diệp Thần khẽ cau mày. Huyền Nguyệt Thành, ở linh võ đại lục, địa vị vô cùng tôn sùng, lại có người dám ở chỗ này gây chuyện. Chỉ gặp một gian trong lữ điếm, đếm tên thanh niên cùng một tên người trung niên, đang mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Trong đó một người nhìn qua trẻ tuổi nhất, thần sắc vô cùng là lãnh đạm, chừng 20 tuổi, mặc quần áo trắng nam tử, đầy mắt sửng dưng nhìn sau quầy một người nam tử, nói, ha ha, Huyền Nguyệt Thành, thật là lớn dáng điệu à. Chúng ta muốn ở chỗ này ở trọ, cũng không để cho ở. Đây là xem thường chúng ta sao? Sau quầy thanh niên, hoảng vội vàng lắc đầu, nhìn như khá là khẩn trương nói, cái vị công tử này, không phải như vậy, thật sự là tiệm nhỏ đã đầy ngập khách, tuyệt đối không có tận lực cự tuyệt các vị vào ở ý. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, cũng khó trách chiêu đãi này khách nhân thanh niên như vậy khẩn trương, vậy người đàn ông đồ trắng tu vi không hề yếu. Mặc dù không qua 20 tuổi, có thể hắn tu vi, bất ngờ đã đạt đến nửa bước hỗn độn cảnh. Ở hôm nay linh võ đại lục trên, vậy cũng coi là một người cường giả. Thanh niên quần áo trắng cười lạnh một tiếng nói, không phòng khách. Không phòng khách liền cho bổn công tử dành ra phòng khách, người biết chúng ta là người gì không? Cái này. Sau quầy thanh niên diễn cảm cứng ngắc, cũng là có một ít hỏa khí, cái này người đàn ông đồ trắng quá bá đạo. Mình đã hơn lần nhẫn nhịn, giải thích, đối phương lại vẫn là mạnh như vậy thế. Thanh niên kia rốt cuộc không nhịn được, mở miệng nói, công tử, mời ngươi không muốn làm người khác khó chịu. Nơi này là Huyền Nguyệt Thành, ngươi ở chỗ này gây chuyện, sau khi suy tính quả sao. Thanh niên này lời vừa nói ra, mọi người chung quanh đều là không khỏi khẽ gật đầu, Huyền Nguyệt Thành cũng không phải là có thể tùy tiện dương oai địa phương, nếu như gây ra phiền toái. Chọc tới Huyền Nguyệt Tông đội chấp pháp đệ tử, có thể sẽ không có kết quả gì tốt. Hậu quả, thanh niên quần áo trắng kia lộ ra một đạo nụ cười, ta còn thật không có suy nghĩ qua. Một khắc sau,
Cái này người đàn ông đồ trắng cả người nửa bước hỗn độn hơi thở, gào thét ra, hung hãn hướng sau quầy thanh niên đánh tới. Ầm một tiếng vang lớn, lấy quầy thanh niên thái hư cảnh tu vi, như thế nào ngăn cản được đối phương hơi thở. Lúc này miệng phun máu tươi, thân thể đảo phi nhi xuất, hung hăng đập ở sau lưng trên vách tường, thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất không dậy nổi, lại là trực tiếp, ở nơi này người đàn ông đồ trắng hơi thở đánh vào dưới, trọng thương sắp chết. Trong lữ điếm mọi người nhìn về phía cái này người đàn ông đồ trắng, trên mặt đều là mang theo vẻ khó tin. Người này vậy quá kiêu ngạo chứ. Lại đang huyền nguyệt bên trong thành, ra tay tổn thương người. Cái này, hoàn toàn là không đem huyền nguyệt tông coi ra gì à. Một khắc sau, một loạt tiếng bước chân, từ trên lầu truyền tới, đi xuống một người đàn ông trung niên, chính là chủ khách sạn. Hắn nhìn về phía trên đất bị thương đồng nghiệp. Mặt tròn bên trên, dâng lên một hồi lửa giận, quát to, ngươi dám động tay. Huyền Nguyệt Tông đội chấp pháp đệ tử, sẽ không bỏ qua ngươi. Dứt lời, chủ khách sạn, trực tiếp lấy ra một quả tiểu trung, hung hăng lay động, một đạo kỳ dị sóng âm, ngay tức thì ở Huyền Nguyệt trong thành vang lên. Cái này, là kêu gọi đội chấp pháp pháp khí. Có thể vậy thanh niên quần áo trắng nghe vậy, nhưng là thần sắc nhàn nhạt, đầy mắt lạnh nhạt nói, ha ha. Đội chấp pháp thì thế nào? Linh võ đại lục, là dựa vào thực lực nói chuyện, Huyền Nguyệt Tông đội chấp pháp. Những phế vật này có cái gì tư cách quản ta thần phong đế quốc linh vương phái người? Một khắc sau, một tiếng quát to, ở ngoài cửa vang lên nói, là ai ở chỗ này càn rỡ? Ngay sau đó, ba tên người mặc hắc bào nam tử, bước vào trong lữ điếm, chính là vậy Huyền Nguyệt Tông đội chấp pháp đệ tử. Cầm đầu một người thân hình cao lớn thanh niên. Tên là Lý Chấn, hắn nhìn lướt qua trên đất bị thương lữ điếm thanh niên, cùng với vậy mặt đầy cười lạnh người đàn ông đồ trắng, sắc mặt trầm xuống nói, người là ngươi đánh. Thanh niên quần áo trắng nhàn nhạt nói, là ta thì thế nào? Lý Chấn hừ lạnh một tiếng nói, thì thế nào? Căn cứ ta Huyền Nguyệt Thành quy định, tự tiện ở trong thành ra tay tổn thương người, nghiêm trọng nhất có thể tay gãy, nhốt 300 năm, người nói thế nào? Dứt lời. Hắn đối với bên người hai người đồng bạn nói, cầm người mang đi. Hai người nghe vậy kêu, liền hướng thanh niên quần áo trắng đi tới. Vậy thanh niên quần áo trắng nhưng là cười ha ha một tiếng, tựa như nghe cái gì cười nhạo vậy, lãnh đạm nhìn Lý Chấn các người nói, tay gãy. Nhốt 300 năm, chỉ bằng ngươi Huyền Nguyệt Tông, cũng xứng. Lời vừa nói ra, toàn bộ lữ điếm, ngay tức thì băng lạnh xuống. Tất cả mọi người đều là không dám tin tưởng nhìn thanh niên quần áo trắng, người này là điên rồi sao? Khiêu khích đội chấp pháp cũng được đi, còn ngay trước mọi người khiêu khích Huyền Nguyệt Tông. Lý Chấn nghe vậy, ngay tức thì giận dữ. Huyền Nguyệt Tông đệ tử, đều là vô cùng kiêu ngạo tồn tại, há có thể dễ dàng tha thứ người khác, làm nhục tông môn. Lúc này, Lý Chấn ba người, khí tức quanh người bùng nổ, bất ngờ là ba tên trảm ách sáu tầng thiên cường giả. Cái này ba người đồng thời rút ra trường kiếm bên hông, hướng về phía thanh niên quần áo trắng, hung hăng chém tới. Huyền Nguyệt Tông đội chấp pháp đệ tử, tự nhiên không phải tên yếu, ra tay dứt khoát, kiếm quang vô cùng ác liệt, hơn nữa, phối hợp khá là tuyệt diệu. Cái này ba người liên thủ, cho dù là đối mặt trảm ách hậu kỳ tồn tại, cũng có sức đánh một trận. Thanh niên quần áo trắng thấy vậy, lại là thong thả, âm hàn cười một tiếng, đồng thời ra tay. Kiếm quang cùng nhau, nồng nặc kiếm ý, mãnh liệt ra, một con rắn khổng lồ kia hư ảnh, ở trong hư không di động, trong lữ điếm tất cả mọi người là cùng lúc trong lòng run lên, mặt hiện vẻ sợ hãi, giống như bị một con rắn độc theo dõi vậy. Mà Diệp Thần, lúc này lại là khẽ cau mày. Một khắc sau, vậy rắn khổng lồ hư ảnh cùng đội chấp pháp đệ tử kiếm quang, ầm ầm đụng nhau. Người sở hữu, cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cái đụng này dưới, vậy ba đạo nhìn như vô cùng kiếm quang bén nhọn, lại là ngay tức thì mất đi, mà Lý Chấn ba người thân thể, lại là đảo phi nhi xuất, trong miệng máu tươi cuồng trào, hung hãn ngã xuống đất, hơi thở ngay tức thì uể oải xuống. Cái này thanh niên quần áo trắng một kiếm, lại là vô cùng dễ dàng trấn áp Lý Chấn ba người. Thanh niên quần áo trắng, khinh miệt cười một tiếng nói, đây chính là Huyền Nguyệt Tông đội chấp pháp thực lực. Ha ha, không chịu nổi một kích. Chỉ bằng loại phế vật này, cũng muốn đem ta linh vương phái rất nhiều hoa mang đi. Không biết tự lượng sức mình.
ta xem, cái gì Huyền Nguyệt Tông, căn bản không có tư cách có linh võ đệ nhất thế lực danh hiệu chứ. Hắn khóe miệng dương lên, vô cùng là khoe khoang, cuồng ngạo mở miệng nói, ta Thần Phong đế quốc linh vương phái mới gọi là linh võ đệ nhất thế lực. Mọi người nghe vậy, đều là vô cùng ngây ngốc nhìn rất nhiều hoa, bọn họ hiện tại cuối cùng đã nhìn ra. Cái này linh vương phái là cố ý tới gây sự à? Bọn họ thừa dịp hôm nay linh võ đại lục tất cả cái thế lực cường giả, cũng bởi vì vậy dị bảo tụ tập ở Huyền Nguyệt thành cơ hội, là muốn ở trước mặt mọi người đem Huyền Nguyệt tông dẫm ở dưới chân, đoạt được linh võ đại lục đệ nhất thế lực danh hiệu à? Vậy ngay tại lúc này, bầu trời bên trong, sấm sét cùng nhau, một đạo đi đôi với cuồn cuộn lôi quang kiếm mang, hướng rất nhiều hoa trên không chém xuống. Sấm sét vạn quân vậy kiếm ý, ngay tức thì vét sạch cả tòa lữ điếm, nguyên bản phách lối vô cùng rất nhiều hoa, lúc này, nhưng là sắc mặt chợt đại biến, vậy minh mông kiếm khí rõ ràng đã vượt qua trảm ách cảnh đỉnh cấp tầng thứ, không phải hắn có thể ngăn cản. Rất nhiều hoa thân hình hướng sau bay ngược, hô lớn, sư huynh cứu ta. Vậy sấm sét kiếm quang, sắp chém chúng rất nhiều hoa ngay tức thì, một người nguyên bản đang ngồi ở trong lữ điếm uống trà nam tử. Đột nhiên khóe miệng nâng lên một nụ cười châm biếm, đặt ly trà xuống, thân hình chớp mắt, liền xuất hiện ở rất nhiều hoa trước người. Người này đối mặt vậy sấm sét kiếm quang, không lùi chút nào, trong tay hàn mang chớp mắt, một kiếm đánh ra. Một khắc sau, vậy nhìn như vô cùng khủng bố, bạo liệt kiếm quang, lại là trực tiếp tiêu trừ vô hình. Đây là, một người vóc người cao gầy, dung mạo đẹp lạnh lùng cô gái, tay cầm trường kiếm, từ trên trời hạ xuống. Nàng lạnh lùng nhìn linh vương phái mọi người, lạnh giọng nói các ngươi là ai, lại tổn thương ta Huyền Nguyệt Tông đội chấp pháp đệ tử. Không hiểu Huyền Nguyệt thành quy củ không? Mọi người nhìn về phía phụ nữ kia, đều là tim tinh chập chờn. Cô gái này, thật là đẹp. Hơn nữa, nàng mặc hiển nhiên là Huyền Nguyệt Tông đệ tử chân truyền quần áo trang sức. Lúc này, đứng ở rất nhiều hoa trước người, là một người khá là anh tuấn, khí chất tự nhiên. Khóe miệng dài một viên mụt ruồi mỹ nhân chàng thanh niên. Hắn khá là nói năng tùy tiện nhìn vậy đẹp lạnh lùng cô gái nói, ta là linh vương phái Hồng Cảnh, còn như ngươi nói quy củ. Hồng Cảnh cười một tiếng nói, ta thật vẫn, có chút không hiểu. Trong lữ điếm bầu không khí, nặng hơn liền một phần. Mà Diệp Thần, nhìn về phía đẹp lạnh lùng cô gái, nhưng là ánh mắt chớp mắt, có chút kinh ngạc, người đàn bà này, hắn lại biết. Cô gái này, đến từ Huyền Nguyệt Tông vậy đạo trong bí cảnh, là Phần Anh biểu muội, Phần Tuyết. Diệp Thần nhìn Phần Tuyết, vui mừng cười một tiếng, một đoạn thời gian không gặp, Phần Tuyết ngược lại là chỗ mã được bộc phát xinh đẹp động lòng người, không chỉ là bên ngoài, nàng tu vi giống vậy tiến bộ cực lớn. Đã là một người chảm ách đỉnh phong võ giả. Phần Tuyết mắt đẹp trầm xuống, khẽ kêu nói, người có ý gì? Ta Huyền Nguyệt Tông. Chính là linh võ đại lục đệ nhất thế lực, người xác định linh vương phái muốn khiêu khích ta Huyền Nguyệt Tông. Hồng Cảnh cười một tiếng nói, khiêu khích, không thể nói, chỉ là các ngươi Huyền Nguyệt Tông mặc dù bị gọi là linh võ đệ nhất thế lực, là bởi vì là Diệp Thần chứ. Trong lữ điếm mọi người, nghe vậy sững sốt một chút, Hồng Cảnh hiện tại nhắc tới Diệp Thần, là ý gì? Hồng Cảnh tiếp tục nói, bây giờ thế nào? Cái đó được gọi là linh võ đại lục. Từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, sáng tạo vô số truyền thuyết Diệp Thần, ở chỗ này sao? Các ngươi Huyền Nguyệt Tông lại có cái gì tư cách lại trở thành linh võ đệ nhất thế lực? Lại có cái gì tư cách, quản ta linh vương phái làm gì? Hồng Cảnh lời vừa nói ra, lữ điếm bên trong mọi người, đều là hơi biến sắc mặt. Quả thật, Diệp Thần đi thần quốc sau này, cơ hồ không có ở đây linh võ đại lục xuất hiện, không có đây tuyệt đời yêu nghiệt. Huyền Nguyệt Tông còn có thể hay không ngồi vững vàng linh võ đệ nhất thế lực vị trí? Có thể, Hồng Cảnh lời còn chưa nói hết. Hắn mặt đầy nghiền ngẫm vẻ tiếp tục nói, hơn nữa, nói khó nghe, Diệp Thần đi thần quốc, còn là thiên tài sao? Ha ha, có lẽ, đã mẫn nhiên mọi người, thậm chí, chết ở thần quốc tàn khốc hoàn cảnh bên trong liền chứ. Hơn nữa, hắn giọng, đột nhiên lạnh như băng ba phần nói, hôm nay, linh võ đại lục thiên địa linh khí bỗng nhiên bạo tăng, vô số thiên tài như măng mọc sau cơn mưa vậy ló đầu, cho dù Diệp Thần hồi cho tới bây giờ linh võ đại lục, có thể hay không giống như trước như vậy còn là một yêu nghiệt, cũng rất khó nói chứ. Có lẽ, bây giờ Diệp Thần, cũng
cũng chỉ phối ở ta hồng cảnh trước mặt cúi đầu xưng thần thôi. Phần Tuyết nghe vậy, tuyệt đẹp trên gương mặt, ngay tức thì dâng lên vô cùng tức giận cùng sát ý. Đối với Phần Tuyết mà nói, Diệp Thần không chỉ là Huyền Nguyệt Tông đệ nhất thiên tài, đồng thời, cũng là gia tộc bọn họ chúa cứu thế. Chính là bởi vì Diệp Thần tồn tại, các nàng thiên đốt người, mới có thể đi ra bí cảnh, ở linh võ đặt chân, hơn nữa, sớm ở ban đầu võ đạo đại hội lúc đó, Phần Tuyết cũng đã bị Diệp Thần vậy không bao giờ ngã xuống, trấn áp các tộc thiên tài tư thế oai hùng, thật sâu hấp dẫn. Diệp Thần ở Phần Tuyết trong lòng là vĩ đại, tốt đẹp, là không cho phép người bất kỳ làm nhục tồn tại. Một khắc sau, Phần Tuyết quát lên một tiếng lớn, cả người lôi quang chớp động, giống như thao túng sấm sét chín tầng trời thần nữ vậy, một hồi sợ hãi kiếm ý, gào thét ra, kiếm kia ý, giống như sấm sét giữa trời quang vậy, làm mọi người tại đây, đều là tâm thần chấn động một cái. Thật là mạnh. Phần Tuyết không hổ là Huyền Nguyệt Tông đệ tử chân truyền, thực lực có thể nói nghịch thiên. Nhưng, hồng cảnh nhưng là thần sắc nhàn nhạt, bỗng nhiên, một cổ khí tức kinh khủng, từ hồng cảnh trong cơ thể bộc phát ra. Nguyên bản đang chuẩn bị xuất thủ Phần Tuyết, mắt đẹp đông lại một cái này hồng cảnh bất ngờ là một người hỗn độn nhất tầng thiên cường giả. Rất mạnh. Bất quá, dù vậy, Phần Tuyết vẫn cắn răng một cái, cổ tay ngay cả động, trường kiếm ngay tức thì chém ra, kiếm chiêu không ngừng biến hóa, dâng trào kiếm khí hóa thành cuồn cuộn sấm sét, biến dạng không gian, hướng hồng cảnh chặt chém xuống. Hỗn độn nhất tầng thiên thì như thế nào? Bỏ mặc hồng cảnh mạnh bao nhiêu, chỉ cần mạo phạm Diệp Thần, Phần Tuyết liền tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Có thể hồng cảnh đối mặt một kiếm này, khóe miệng nhưng là hiện lên một nụ cười, trường kiếm trong tay bên trên, bỗng nhiên bộc phát ra một hồi ánh sáng trắng bên trong, một đạo tay cầm trường kiếm, giống như thần giống vậy hư ảnh xuất hiện ở hồng cảnh sau lưng, một khắc sau, kiếm quang chớp mắt. Hư ảnh kia đi đôi với hồng cảnh động tác mà động, một kiếm vung ra, tiến lên đón Phần Tuyết sấm sét kiếm quang. Ầm một tiếng vang thật lớn, vậy nhìn như uy lực vô biên sấm sét, lại là ở ánh sáng trắng bên trong ngay tức thì mất đi. Phần Tuyết thần sắc biến đổi, trường kiếm trong tay cuồng vũ, chém ra từng đạo sấm sét, đồng thời thân hình hướng phía sau thối lui, nhưng dù vậy, hồng cảnh màu trắng kiếm quang, nhưng tựa như đem những cái kia sấm sét coi như vô vật vậy, cực nhanh ép tới gần Phần Tuyết. Phần Tuyết cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, quanh thân lôi quang một thịnh, hai tay cầm kiếm, hung hăng hướng màu trắng kia kiếm quang chém xuống. Màu trắng kia kiếm quang, rốt cuộc tiêu tán, nhưng, Phần Tuyết nhưng cũng là đổ lùi lại mấy bước, nửa quỳ xuống, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi, khí tức quanh người rối loạn, đã bị thương không nhẹ. Mọi người thấy vậy, đều là một hồi sợ hãi. Cái này hồng cảnh, xem ra không hề chỉ là nói huênh hoang mà thôi à. Phần Tuyết thân là Huyền Nguyệt Tông đệ tử chân truyền, lại liền bị hắn cái này tiện tay một kiếm, đánh bại. Hồng cảnh cười ha ha một tiếng nói, đây chính là Huyền Nguyệt Tông đệ tử chân truyền. Ha ha, yếu đến khó mà hình dạng à, so chúng ta Linh Vương phái, kém được quá xa, chỉ như vậy cũng xứng gọi là linh võ đệ nhất thế lực. Ta hiện tại, càng ngày càng hoài nghi cái đó cái gọi là vạn cổ yêu nghiệt Diệp Thần, rốt cuộc có phải hay không xem truyền thuyết bên trong đáng sợ như vậy à. Ngươi cho ta im miệng. Phần Tuyết giận quát một tiếng, mạnh chống thân thể đứng lên, nàng cả người linh lực kích động, lại là dự định không để ý mình thương thế, tiếp tục chiến đấu. Nàng biết, mình không phải là hồng cảnh đối thủ, nhưng là, để cho nàng mặc cho hồng cảnh làm nhục Diệp Thần, còn không bằng để cho nàng trực tiếp đi chết. Nhưng vào lúc này, một cái tay khoác lên Phần Tuyết đầu vai. Phần Tuyết nhướng mày một cái, vừa định giày, có thể quay đầu ngay tức thì. Cái này đẹp lạnh lùng cô gái nhưng là bỗng nhiên đờ đẫn, mặt đẹp bên trên, không tưởng tượng nổi nổi lên lau một cái đỏ ửng. Nàng thậm chí không dám tin tưởng dụi mắt một cái, xác định trước mắt thần sắc này lạnh nhạt nam tử, là thật thực tồn tại sau này, lại là vô cùng kích động ôm lấy hắn, hoan hô nói, tỷ phu, ngươi trở về. Phần Tuyết nhưng mà biết Diệp Thần và tỷ tỷ quan hệ. Như vậy cách gọi, không có bất kỳ vấn đề. Diệp Thần cười một tiếng. Sờ một cái Phần Tuyết đầu, Phần Tuyết nhìn như đẹp lạnh lùng, thành thục, thật ra thì, chẳng qua là một người mười mấy tuổi thiếu nữ thôi, bất quá, nàng cũng chỉ có ở Diệp Thần trước mặt, mới sẽ hiển lộ mình chân thật nhất một mặt, ở cái khác bất cứ lúc nào,
nàng đều là giống như băng sơn vậy, để cho người không dám đến gần Huyền Nguyệt Tông đệ tử chân truyền. Một lát sau, Diệp Thần mở miệng nói, tốt lắm, Phần Tuyết, còn có người thấy thế nào? Phần Tuyết nghe vậy, lúc này mới mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng buông lỏng Diệp Thần. Hồng Cảnh ngưng mắt nhìn đột nhiên này xuất hiện ở Phần Tuyết bên người thanh niên, chẳng biết tại sao, đối phương lại cho hắn một loại hết sức quỷ dị cảm giác, nhưng Hồng Cảnh vậy không quá mức để ý. Dẫu sao, người này bất luận hơn quỷ dị, cũng chỉ là một người còn chưa hoàn toàn bước vào hỗn độn võ giả thôi. Diệp Thần thần sắc nhàn nhạt nhìn về phía Hồng Cảnh nói, các ngươi Linh Vương phái muốn làm linh võ thứ nhất. Hồng Cảnh cười lạnh nói, làm sao, ngươi có lời muốn nói. Ngươi tu vi, dõi mắt toàn bộ linh võ đại lục, là coi là không tệ, nhưng, thằng nhóc, ta nhắc nhở ngươi một câu, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, không muốn lấy vì mình coi là cái thiên tài, thì thật vô địch. Diệp Thần nói, ta là không phải vô địch ta không biết, nhưng, các ngươi Linh Vương phái phải làm linh võ thứ nhất, cũng không được. Không được. Hồng Cảnh tựa như nghe được cái gì cười nhạo vậy, cân nhắc nói, ngươi ngược lại là nói một chút, là cái gì không được. Diệp Thần nói, bởi vì, ta không cho phép. Ngươi nói không được, thì không được. Hồng Cảnh nụ cười, bộc phát dữ tợn. Ngươi lấy vì ngươi là ai? Diệp Thần nhàn nhạt nói, ta là Diệp Thần. Đủ chưa? Một câu nói này nói xong, đúng gian lữ điếm, thậm chí cả con phố, đều yên tĩnh lại. Người sở hữu, đều là trong mắt run rẩy nhìn trước mắt nam tử. Diệp Thần, cái đó đã từng linh võ đại lục truyền thuyết, trở về. Liên liên Hồng Cảnh, đều là hơi sững sờ, trong lòng sinh ra một chút ý khiếp đảm, coi như hắn ngoài miệng nói được lại liều lĩnh, lại dửng dưng, có thể Diệp Thần danh tự này, đối với linh võ người mà nói, bản thân chính là một loại uy hiếp. Bất quá, rất nhanh Hồng Cảnh liền bình tĩnh lại, cười lạnh nói, Diệp công tử, xem ra, ngươi ở thần quốc phối hợp được không làm sao à? Chạy thế nào hồi chúng ta linh võ đại lục, hơn nữa, còn không có hoàn toàn bước vào hỗn độn. Không phải nói, thần quốc võ đạo so linh võ đại lục mạnh mẽ vô số lần sao? Ngươi tu vi, tại sao còn không ta cao đâu? Hồng Cảnh trong mắt, chợt thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn, hiện tại, Diệp Thần tu vi còn không bằng mình, nói không chừng, đây là một cái đánh bại Diệp Thần tốt cơ hội à? Nếu như hắn Hồng Cảnh đánh bại cái này linh võ đại lục đã từng là truyền thuyết, như vậy, mình liền sẽ trở thành là mới truyền thuyết. Một khắc sau, Hồng Cảnh cả người hơi thở phóng lên cao, trường kiếm trong tay, kiếm mang bạo tránh, vậy thần nhân hư ảnh, lần nữa hiện lên ở sau lưng, hơn nữa ngưng tụ một phần. Hắn chợt quát lên, Diệp Thần, ngươi nói, ngươi không cho phép. Nếu như ngươi bị bổn công tử đánh bại, đó cũng không có bất kỳ viện cớ chứ. Đột nhiên, Hồng Cảnh sau lưng hư ảnh, cùng thân hình hắn tương hợp, hắn khí tức cả người, đều là kéo lên sấp xỉ gấp đôi, rồi sau đó một cái chớp động, liền xuất hiện ở Diệp Thần trước người, trường kiếm trong tay, lấy không chớp mắt tốc độ, đâm về phía Diệp Thần ngực. Một kiếm này ra, trong lữ điếm mọi người, chỉ cảm thấy mình tựa như lâm vào một cái bị lạnh như băng lưỡi kiếm vây quanh thế giới, rối rít nín thở, tựa như hơn hút vào một hơi không khí. Cũng sẽ bị vậy lạnh như băng kiếm khí, đem phổi khuấy bể vậy. Cái này, mới là Hồng Cảnh chân chính thực lực sao? Thật là không cách nào tưởng tượng. Diệp Thần đã từng mặc dù rất mạnh, nhưng, cũng chưa chắc là bây giờ Hồng Cảnh đối thủ chứ. Nhưng đột nhiên gian, một màn quỷ dị, xuất hiện. Hồng Cảnh một kiếm này, đến Diệp Thần trước người nháy mắt, nhưng là làm sao vậy đâm không đi xuống. Hắn ánh mắt run lên. Không hiểu nhìn về phía mình vậy hơi run kiếm phong, đây là chuyện gì xảy ra? Đứng ở Diệp Thần trước người, hắn tại sao sẽ có một loại, mình thân thể tựa như không thuộc về mình cảm giác? Diệp Thần không biết làm sao cười một tiếng, Hồng Cảnh thực lực, và hắn chênh lệch quá lớn quá lớn. Võ giả bản năng, để cho Hồng Cảnh căn bản không cách nào đối với Diệp Thần động thủ. Một khắc sau, một món hơi thở, từ Diệp Thần trong cơ thể thả ra. Chính là cái này từng tia hơi thở, liền đem Hồng Cảnh trên mặt kiêu ngạo, liều lĩnh, khinh miệt cùng thần sắc, toàn bộ xé vì nghiền. Còn dư lại, chỉ có sợ hãi. Đậm đà tới cực điểm sợ hãi. Phốc, cái này hỗn độn cảnh sơ kỳ, đứng ở linh võ đại lục đỉnh cấp cường giả, lại là ở Diệp Thần một chút dưới khí tức,
chợt khạc ra một ngụm máu tươi, thân hình đảo phi nhi xuất. Hung hãn đụng vào khách sạn trên vách tường, giống như là một bãi bùn nát vậy, sụi lơ trên đất. Người sở hữu, đều là mặt đầy ngây ngốc nhìn một màn này, cảm giác mình linh hồn, đều phải bị đánh tan. Bọn họ biết Diệp Thần mạnh, biết Diệp Thần nghịch thiên, có thể không nghĩ tới, Diệp Thần thực lực khủng bố làm đến nước này à. Chỉ dựa vào hơi thở, giết trong nháy mắt đứng ở linh võ đại lục cường giả đỉnh phong. Đây không phải là thần, cái gì là thần? Trong lữ điếm mọi người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt bên trong, cũng mang theo nồng nặc kính sợ, bọn họ biết, linh võ đại lục cái đó truyền thuyết, thật trở về. Mà lúc này, nguyên bản còn không có thể một đời linh vương phái mọi người, mỗi một người đều bị sợ được mặt không còn chút máu, lại là không chút do dự quỳ xuống ở Diệp Thần trước mặt, nói xin lỗi. Diệp công tử, chúng ta sai rồi, cái này, hết thảy các thứ này, đều là hồng cảnh, cùng chúng ta linh vương phái không liên quan à. Diệp Thần xem đều không xem bọn họ một mắt, đối với hắn mà nói, những người này và con kiến hôi không có bất kỳ khác biệt. Hắn xoay người đối với Phần Tuyết nói, những người này, cũng dẫn đi đi, giữ Huyền Nguyệt Thành quy củ xử lý. Lúc này Phần Tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mắt đẹp bên trong, tựa như lóe lên từng cái đốm sáng nhỏ vậy, nhìn Diệp Thần, vô cùng kích động, nơi nào còn có phân nửa, cao lãnh xinh đẹp Huyền Nguyệt Tông đệ tử chân truyền dáng vẻ. Đã hoàn toàn hóa thân là Diệp Thần em gái fan. Đem Linh Vương phái mấy người mang đi sau đó. Phần Tuyết liền đối với Diệp Thần hỏi, tỷ phu, người lần này trở về có chuyện gì không? Diệp Thần ánh mắt bên trong, mang theo một chút nặng nề nói, ta lần này trở về, là bởi vì là Huyền Nguyệt Tông rất có thể gặp nguy hiểm. Rất nhanh, Diệp Thần và Phần Tuyết, liền đi tới Huyền Nguyệt Tông trong đại điện. Thương Dạ, Bạch Chấn Đường, Duẫn Triệt, Long Diệp Thiên các người, đã sớm chờ ở chỗ này. Bọn họ, đều là mặt nở nụ cười nhìn trở về Diệp Thần. Diệp Thần thấy được cái này mấy người, cung kính thi lễ nói, đệ tử gặp qua sư tôn, tông chủ, hai vị thái thượng trưởng lão. Thương Dạ đám người tu vi, mặc dù cũng đều có tăng lên không nhỏ, Bạch Chấn Đường cùng ba tên thái thượng trưởng lão, đều đã bước vào hỗn độn cảnh, mà Thương Dạ, lại là có hỗn độn tầng 5 thiên tu vi, nhưng, hôm nay Diệp Thần thực lực, đã vượt qua xa bọn họ, thậm chí có thể nói, khác xa lắc xa lơ. Bất quá! Diệp Thần đối đãi bọn họ thái độ, nhưng không có vì vậy chút nào thay đổi, vẫn là một như thường lệ cung kính. Thương Dạ các người xem cho tới bây giờ Diệp Thần, đều là vô cùng được vui vẻ yên tâm. Diệp Thần mạnh mẽ, thật là so chính bọn họ trở nên mạnh mẽ, còn muốn cho bọn họ cao hứng. Diệp Thần đối với Thương Dạ hỏi, trưởng môn, gần đây linh võ đại lục trên thật giống như có không thiếu võ giả, đều tụ tập đến chúng ta Huyền Nguyệt Thành tới nơi này. Chuyện gì xảy ra sao? Thương Dạ gật gật đầu nói, chúng ta Huyền Nguyệt Tông vùng lân cận, một chỗ vách đá hạ, tản mát ra một loại vô cùng là khí tức quỷ dị, cả ngày voi, cũng làm thay đổi, thậm chí hỗn độn cảnh võ giả, đến gần nơi đó lúc đó, đều có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Tất cả mọi người đều nói, nơi đó, sắp khác thường bảo xuất thế, gần đây đoạn thời gian này, linh võ đại lục thiên địa linh khí bởi vì tháng vòng dị tượng bạo tăng. Vậy quả thật có rất nhiều dị bảo tái hiện thế gian, không ít người cũng đối với dưới vách đá vậy cái gọi là dị bảo nóng mắt không dứt. Trong chốc lát, toàn bộ linh võ đại lục, chỉ cần đối với mình thực lực có mấy phần tự tin võ giả, cơ hồ đều tụ tập đến chúng ta Huyền Nguyệt bên trong thành. Diệp Thần thần sắc có chút âm trầm nói, trưởng môn, lập tức hạ lệnh để cho Huyền Nguyệt Tông tất cả đệ tử không được đến gần vậy chỗ vách đá. Thương Dạ các người, nghe vậy đều là sững sốt một chút. Diệp Thần thế nào? Vốn là, bọn họ Huyền Nguyệt Tông chiếm địa lợi, còn muốn điều động hàng loạt đệ tử, cướp đoạt cái này sắp hiện thế bảo vật. Diệp Thần tiếp tục nói, vậy chỗ vách đá hạ, cây bản không có bảo vật gì. Có, chỉ có một đầu có thể là linh võ đại lục mang đến hủy diệt vực ngoại thiên ma. Diệp Thần đi tới Huyền Nguyệt Tông, đã hoàn toàn cảm giác được hơi thở kia quen thuộc. Chính là vực ngoại thiên ma. Huyền Nguyệt Tông vị trí vốn là thượng cổ truyền lưu, trấn áp vực ma ngược lại cũng không phải không thể nào. Cái gì? Thương Dạ các người, đều là một tiếng thét kinh hãi. Thông thường một ít cấp thấp ma tộc, cũng đã hết sức đáng sợ, mà vực ngoại thiên ma, đây chính là truyền thuyết bên trong tồn tại quái vật kinh khủng à. Núi Phi Phượng vùng lân cận dưới vách đá,
lại cất giấu một đầu vực ngoại thiên ma. Nghe, thật là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, thương giả các người đối với Diệp Thần đều là không có chút nào hoài nghi, lúc này gật đầu nói, ta vậy thì đi hạ lệnh. Ngay tại lúc này, một đạo khó hiểu hơi thở, đột nhiên từ Huyền Nguyệt Tông vùng lân cận một cái hướng khác, phóng lên cao, bầu trời cũng đi đôi với cái này hơi thở, biến đổi màu sắc, mây đen cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh, giống như mà thế hạ xuống. Từng tiếng mừng như điên tiếng hoan hô, từ Huyền Nguyệt bên trong thành truyền ra nói, dị bảo phải xuất hiện. Một khắc sau, vô số đạo độn quang, kinh thiên lên, hướng hơi thở kia truyền ra phương hướng, thật nhanh lao đi. Diệp Thần con người có giúp một cái, thân hình chớp mắt, rất nhanh liền xuất hiện ở vậy chỗ vách đá bầu trời. Lúc này, nơi này đã tụ tập đông đảo tu võ người. Diệp Thần nhìn quanh người mọi người, đột nhiên ánh mắt chớp mắt, hắn thấy được mấy cái người quen cũ. Một người thân hình cường tráng thanh niên đầu trọc, cùng với một người dung mạo anh tuấn, khí chất tiêu sái nam tử, cái này hai người, bất ngờ chính là Diệp Thần ở Thăng Long thi đấu bên trong biết linh võ đại lục thiên tài hình tử Đường cùng Cơ Huyền. Trừ cái này ra, còn có một người khí chất cao quý, mặt mũi lãnh ngạo, tay cầm trường kiếm người tuổi trẻ, cùng hai người đứng chung một chỗ, người này Diệp Thần cũng không xa lạ gì. Hắn là đã từng cùng Diệp Thần có duyên gặp qua một lần Hoàng Thất Tư Không Phi Tinh. Mà hình tử Đường ba người, hôm nay đều đã có chạm ách cảnh đỉnh cấp thực lực. Hơn nữa, ba người bên cạnh, còn đi theo một ít thần hỏa học viện học sinh, cùng với Hoàng Thất Cung Phụng. Một khắc sau, Diệp Thần thân hình chớp mắt, liền mặt mỉm cười xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hình tử Đường, Cơ Huyền, Tư Không Phi Tinh, thấy vậy đều là hơi sững sờ, ngay sau đó, hình tử Đường cùng Cơ Huyền trên gương mặt, đều là hiện lên đại hỉ vẻ. Diệp Thần, là ngươi, ngươi trở về. Bọn họ cùng Diệp Thần có thể nói đều có quá mệnh giao tình, lẫn nhau đều là chân chính giao lòng bạn tốt. Tư Không Phi Tinh cũng hướng Diệp Thần khẽ gật đầu. Diệp Thần cười nói, thật lâu không gặp, tử Đường, Cơ Huyền, các ngươi chẳng lẽ cũng là tới đây tranh đoạt vậy dị bảo. Hình tử Đường gật gật đầu nói, không sai, lần này, rất nhiều thế lực căn bản cũng đối với cái này dị bảo, vô cùng là coi trọng, chúng ta thần hỏa học viện cùng hoàng thất, cũng là như vậy. Diệp Thần nhìn mấy người, diễn cảm nghiêm túc mở miệng nói, tử Đường, Tư Không hoàng tử, các ngươi bây giờ lập tức mang thần hỏa học viện cùng người hoàng thất rời đi. Rời đi. Hình tử Đường, Cơ Huyền, còn có Tư Không Phi Tinh ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt ngạc nhiên. Nhưng là, ba người cũng không có nói gì nhiều, không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Bọn họ đối với Diệp Thần, vô điều kiện tin tưởng. Có thể, hình tử Đường bọn họ như vậy, có người cũng không phải. Hình tử Đường sau lưng, một người ánh mắt sắc bén, nhìn như có chút thon gầy nam tử. Đột nhiên lạnh cười lên tiếng, rời đi. Ý ngươi là, chúng ta thần hỏa học viện thực lực không bằng cái khác mấy đại học viện, để cho chúng ta tránh đánh. Ha ha, đây chính là cái đó đã từng trấn áp linh võ đại lục, ở thần hỏa học viện bên trong, vậy sáng lập vô số kỳ tích Diệp Thần, Diệp học trưởng khí phách. Thật là làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt à. Tên nam tử này tử tên là Triệu Giai, là ở Diệp Thần sau đó, nhập học thần hỏa học viện thiên tài. Nhìn qua 20 hơn tuổi, đã có chạm ách cảnh tầng 8 thiên tu vi. Ở linh võ đại lục, ngược lại cũng coi là một cái yêu nghiệt. Triệu Giai trời xanh tính kiêu ngạo, vốn là đối với cái đó truyền được thần hồ kỳ thần Diệp Thần, khá là không phục, hiện tại, lại thấy được cái này cái gọi là vạn cổ người thứ nhất, còn chưa hoàn toàn bước vào hỗn độn cảnh. Còn đại ngôn bất tàm để cho bọn họ rời đi. Mình một cái yêu nghiệt tồn tại, dựa vào cái gì nghe hắn chỉ huy. Nhưng, ngay tại Triệu Giai mở miệng ngay tức thì, hai đạo tuyệt cường khí tức, nhưng là chợt gào thét ra. Hung hăng hướng Triệu Giai nghiền ép đi. Triệu Giai sắc mặt biến đổi, liền lùi mấy bước, sắc mặt kinh hãi hướng trước người hai người nhìn. Chỉ gặp hình tử Đường và Cơ Huyền, đều là sắc mặt lạnh như băng ngưng mắt nhìn Triệu Giai, trong mắt tràn đầy lửa giận. Cơ Huyền lạnh lùng nói, Triệu Giai, nếu như lần sau, ngươi còn dám đối với Diệp học trưởng bất kính nói. Cho dù hắn không giết ngươi, ngươi cũng sẽ chết ở ta cùng hình tử Đường trên tay, nghe rõ chưa? Hiện tại cút tới đây cho Diệp học trưởng nói xin lỗi. Triệu Giai sắc mặt, ngay tức thì tái nhợt. Hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng vậy rõ ràng,
mình tuyệt không phải Hình Tử Đường và Cơ Huyền, bất kỳ người nào đối thủ à. Hình Tử Đường cùng Cơ Huyền, là hôm nay Thần Hỏa Học Viện, mạnh nhất hai người thiên tài, cho dù dõi mắt Linh Võ Đại Lục, cũng có tư cách đứng ở đỉnh cấp tồn tại. Hơn nữa, hắn hai người chúng ta bị dự là có hy vọng nhất võ giả. Vì vậy, cái này hai người so hắn Triệu Giai còn muốn càng kiêu ngạo. Nguyên bản, hắn lấy là yêu nghiệt như vậy, kiêu ngạo Hình Tử Đường và Cơ Huyền, nghe được Diệp Thần tựa như mệnh lệnh vậy để cho bọn họ rời đi, chỉ có thể so với mình hơn nữa tức giận, hơn nữa khinh thường mới đúng. Nhưng mà, bây giờ nhìn lại, Hình Tử Đường cùng Cơ Huyền, đừng nói là tức giận, khinh thường, lại là một bộ đối với Diệp Thần nói gì nghe nấy thái độ. Thậm chí, còn muốn cho hắn bởi vì mới vừa rồi lên tiếng và Diệp Thần nói xin lỗi. Cái này, hoàn toàn ngoài Triệu Giai dự liệu à. Có thể làm cho Hình Tử Đường và Cơ Huyền, như vậy nghe lời người, có kinh khủng dường nào. Chỉ là suy nghĩ một chút, Triệu Giai cả thân mồ hôi lạnh, liền cũng nhô ra. Hình Tử Đường gặp Triệu Giai đứng ngẩn người tại chỗ, chợt chợt quát lên, còn ngớ ra làm gì. Triệu Giai nghe vậy, mới từ rung động bên trong giựt mình tỉnh lại, hắn cắn răng một cái, bất đắc dĩ đi tới Diệp Thần trước mặt, cúi đầu nói, Diệp học trưởng, mới vừa rồi là ta vô lễ. Cơ Huyền hừ lạnh một tiếng nói xin lỗi hẳn là thái độ gì, cần ta chỉ ngươi. Diệp Thần lúc này, nhưng khoát tay áo nói thôi, các ngươi mau rời đi đi, tốt nhất tận lực cách xa nơi đây, nơi này căn bản không cái gì dị bảo, nếu như ta đoán không lầm, tiếp theo, nơi này sẽ thành được vô cùng là nguy hiểm. Hắn lười phải cùng Triệu Giai cái này loại con kiến hôi, so đo cái gì. Hình Tử Đường cùng Cơ Huyền gật đầu một cái, lúc này, liền dẫn Thần Hỏa Học Viện mọi người, xoay người rời đi, một chút do dự cũng không có. Một đám Thần Hỏa Học Viện học sinh, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng, Hình Tử Đường cùng Cơ Huyền vừa là lĩnh đội, lại là học viện thực lực mạnh nhất tồn tại, bọn họ tự nhiên không dám thật cãi lại hai người. Triệu Giai mặc dù không nói gì, trong lòng, nhưng là âm thầm hừ lạnh một tiếng nói, ha ha, còn nguy hiểm. Ngươi liền gắn đi, ngươi lấy làm cái này, là có thể độc chiếm dị bảo. Cũng không phải là người sở hữu, cũng sẽ xem Hình Tử Đường bọn họ như thế ngu xuẩn, bị ngươi tùy tiện lắc lư đi. Đây là, Tư Không Phi Tinh cũng đúng một đám hoàng thất cung phụng nói, chúng ta vậy đi thôi. Những cái kia hoàng thất cung phụng, mặc dù biết Diệp Thần mạnh mẽ, nhưng lúc này nhưng cũng có chút lộ vẻ do dự, dẫu sao, Diệp Thần nói không có chút nào căn cứ. Tư Không Phi Tinh sắc mặt trầm xuống nói, các ngươi muốn kháng mệnh không được. Một đám cung phụng liền vội vàng khom người nói, không dám. Tư Không Phi Tinh đối với Diệp Thần chắp tay một cái nói, đa tạ cho nhau biết. Dứt lời, liền dẫn mọi người rời đi. Hắn mặc dù chỉ gặp qua Diệp Thần một lần, nhưng, Diệp Thần rất nhiều sự tích, đã sớm làm cái này kiêu ngạo hoàng tử làm khuất phục. Diệp Thần xoay người qua thân, nhìn về phía tại chỗ một đám võ giả, bỗng nhiên mở miệng nói, các vị, mời lập tức rời đi nơi đây, nơi này cũng không có gì dị bảo, hơn nữa, rất có thể có cực lớn nguy hiểm xuất hiện. Lời vừa nói ra, dưới vách đá rất nhiều võ giả, đều là bá một tiếng, đem tầm mắt, tập trung đến Diệp Thần trên mình. Vốn có chút huyên náo dưới vách đá, lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Theo tới, chính là từng đạo tiếng cười. Căn bản không có người cầm Diệp Thần cảnh cáo làm một lần chuyện. Thậm chí không ít người nói, đây không phải là ban đầu vị kia đi thần quốc Diệp công tử sao? Làm sao đến hiện tại, còn không có bước vào hỗn độn cảnh? Muốn thật gặp nguy hiểm, người biết cảnh cáo chúng ta. Khi chúng ta là người ngu, có phải hay không ở thần quốc phối hợp không nổi nữa à? Ha ha, là muốn lợi dụng mình danh tiếng, cầm chúng ta dọa lui, mình độc chiếm bảo vật chứ. Không nghĩ tới, Diệp công tử vậy bắt đầu chơi tâm cơ. Thực lực không đủ, chỉ có thể dùng lừa gạt được chứ. Đây là, một người khí độ không tầm thường bạch bào nam tử, đi tới Diệp Thần trước mặt, hắn là Thần Phong đế quốc nhị hoàng tử. Đồng thời, cũng là Thần Phong đế quốc cao cấp một trong thiên tài. Nhị hoàng tử cân nhắc đánh giá Diệp Thần, mở miệng nói, Diệp công tử, người nói nơi này có nguy hiểm có thể có cái gì căn cứ. Diệp Thần liếc hắn một mắt, nhàn nhạt nói, trực giác. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ dưới vách đá, đều là bạo phát ra một hồi cười to. Trực giác, chọc cười bọn họ chơi đây,
chỉ bằng ngươi một câu trực giác, là có thể để cho người buông tha dị bảo, cam nguyện rời đi. Khi bọn hắn, đều là trẻ con 3 tuổi. Nhị hoàng tử lắc đầu một cái, không nói gì, thế nhưng không tin, cơ hồ đều viết ở trên mặt. Diệp thần nhưng là lơ đễnh. Những người này, muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, vậy thì tùy bọn họ tốt lắm, mình nên cảnh cáo, đã cảnh cáo, hắn không có nghĩa vụ, nhất định phải cứu những người này. Mạng mình, nắm ở bên trong tay mình, nếu những người này, không muốn tin tưởng hắn, chết lại quan hắn chuyện gì. Liền vào giờ khắc này, mọi người mặt đất dưới chân, đột nhiên bộc phát ra một hồi nồng nặc ánh sáng tím, một cổ tới từ khí tức viễn cổ, chút xuống ra. Tới, dị bảo muốn hiện thế. Vậy một đám võ giả, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, từng cái cả người linh lực kích động, chuẩn bị tranh đoạt dị bảo. Nhưng đột nhiên gian, một tiếng không thuộc về mình gào thét, nhưng đang lúc mọi người trong tai nổ vang. Mặt đất rạn nứt, hiện ra một đạo vô cùng sâu thẳm cái khe to lớn, một đạo giống như núi nhỏ vậy lớn nhỏ tím thân ảnh màu đen, chậm rãi từ kẽ hở bên trong dâng lên, mọi người nhìn về phía vậy tím thân ảnh màu đen, rối rít con người co rúm một cái, mặt lộ sợ hãi vẻ. Thân ảnh này lớn lên một khuôn mặt tấm tựa như người không thuộc về mình, cả người khoa trương bắp thịt. Hai cánh tay vô cùng dài, cơ hồ muốn thẳng đứng mặt đất, một đôi móng nhọn, lóe lên khiếp người mũi nhọn. Thật là khủng khiếp quái vật. Nhưng, chân chính làm bọn họ sợ hãi, là quái vật này quanh thân tản ra hơi thở. Chỉ là hơi thở kia, thật là thì phải để cho linh hồn của bọn họ xu hướng tại hỏng mất à. Quái vật này là cái gì? Tại sao cho bọn hắn cảm giác, giống như là phải đem thiên địa hủy diệt ma thần vậy à? Đột nhiên. Tất cả mọi người nhớ tới Diệp Thần nói. Đồng thời, liên quan tới vực ngoại thiên ma truyền thuyết, cũng ở đây trong đầu hiện lên. Cái này hơn 10.000 võ giả, rối rít thần sắc hoảng hốt. Có thể không chờ bọn họ có động tác, một khắc sau, bữa trước ma chợt miệng to một tấm, trong miệng, khạc ra một hồi màu tím khói mù, ở vách đá phía dưới, ngay tức thì tràn ngập ra. Vậy rất nhiều thực lực không tầm thường võ giả. Ở tiếp xúc tới khói mù này ngay tức thì, lại là kêu thảm một tiếng, cả người máu thịt ở đó khói mù bên trong hòa tan bị bữa trước ma hấp thu. Còn dư lại vận khí tốt, chỗ đứng ly thiên ma khá xa, còn không có bị màu tím khói mù bao phủ võ giả, chính là mặt đầy trắng bệch, phát điên vậy hướng xa xa chạy thục mạng. Lúc này, người còn sống sót trong lòng, đều tràn đầy hối hận. Hối hận không có tin tưởng Diệp Thần nói. Diệp Thần nói, đều là thật. Nếu như bọn họ lúc ấy tin tưởng Diệp Thần, mà không phải là tự cho là đúng giễu cợt, thì tốt biết bao. Đáng tiếc, hối hận, có ích lợi gì? Rất nhiều chuyện, cho dù như thế nào đi nữa hối hận, đều là không có cơ hội vãn hồi. Màu tím kia khói độc, tràn đầy kéo dài tốc độ, vượt qua xa những cái kia võ giả chạy trốn tốc độ, phần lớn võ giả, rất nhanh liền bị vậy khói độc đuổi kịp, ở kêu thảm thiết bên trong tan rã. May mắn chạy ra khỏi khói độc bao phủ phạm vi người, lác đác không có mấy. Mà mới vừa rồi tên kia còn đối với Diệp Thần vô cùng là khinh thường nhị hoàng tử, lúc này, nhưng là mặt đầy vẻ kinh hoàng, một quả màu máu lớn tuấn, tản mát ra cuồn cuộn huyết quang, bao phủ hắn quanh thân, miễn cưỡng chống cự khói độc ăn mòn, cái này lớn tuấn hiển nhiên là nhị hoàng tử dùng để bảo toàn tánh mạng hậu thủ, phẩm cấp cực cao. Có thể huyết sắc này lớn tuấn. Lại là ở đó khói độc bên trong, giống như cát đá làm thành vậy, nhanh chóng nát bấy. Mắt xem, liền mấy cái hô hấp thời gian, đều không cách nào chống đỡ. Nhị hoàng tử hoàn toàn tuyệt vọng, ở chết bóng mờ trước mặt, cả người đều bị sợ hãi chìm ngập, gần như nghẹt thở. Hắn nhìn về phía một bên Diệp Thần, cuồng loạn kêu khóc nói cứu ta. Ta sai rồi, Diệp công tử, mau cứu ta à. Diệp Thần nhướng mày một cái. Không cùng hắn làm ra phản ứng, huyết sắc kia lớn tuấn, liền hoàn toàn tiêu tán, sau đó tiêu tán, còn có nhị hoàng tử thân thể. Chỉ còn lại một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ở làn khói tím bên trong vang vọng. Tàn sát, chân chính tàn sát. Thiên ma này lại là ngay lập tức giết trong nháy mắt hơn 10.000 võ giả. Hơn nữa, cơ hồ đều là ở linh võ đại lục, gọi là cường giả tồn tại à. Thật là đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng. Thiên ma này ra tay quá nhanh, sợ rằng trong lòng đất lúc đó, liền chuẩn bị kỹ càng, lại là để cho Diệp Thần vậy không kịp ngăn cản.
xa xa, thần hỏa học viện cùng với hoàng thất mọi người, thấy một màn này, mỗi một người đều là mặt hiện rung động cùng vẻ may mắn. Khá tốt, bọn họ nghe theo Diệp Thần cảnh cáo. Nếu không, hiện tại chết chính là bọn họ à. Diệp Thần một câu nói, liền cứu bọn họ mệnh. Nguyên bản, còn dự định xem Diệp Thần bêu xấu Triệu Giai, hôm nay nhưng là há hốc miệng ba, thấy vậy vô số võ giả thân thể tan rã khủng bố một màn, cả người đều run rẩy trước. Hắn đối với Diệp Thần hết thảy suy đoán, hết thảy hiểu lầm, bây giờ nhìn lại, là như vậy buồn cười. Trong một cái chớp mắt này, hắn đột nhiên rõ ràng, Diệp Thần được gọi là truyền thuyết nguyên nhân, vậy rõ ràng liền mình cùng Diệp Thần rốt cuộc có như thế nào chênh lệch. Diệp Thần đứng ở khói độc bên trong, ngưng mắt nhìn trước mắt thiên ma, cũng là ánh mắt trầm xuống, cái này làn khói tím đối với hắn, tự nhiên chút nào không ảnh hưởng, để cho hắn để ý, là thiên ma này thực lực. Thiên ma này đẳng cấp, tựa hồ so Cao Ân, Khổng Trì thấp hơn một ít, có thể thực lực nhưng một chút không kém. Thậm chí, so với Khổng Trì mạnh hơn lần trước chút. Một khắc sau, một đạo tuyệt mạnh yêu khí, phóng lên cao, đối mặt cái này từ thời đại thượng cổ, thì đã tồn tại cổ xưa thiên ma, Diệp Thần không dự định có nương tay chút nào. Sát kiếm bên trên, màu máu phủ văn, ánh sáng bạo tránh, Diệp Thần vậy hùng hậu vô cùng linh lực, điên cuồng bơm vào nhập trong đó, kiếm mang chấp động gian, lấy xé trời thế, đi đôi với ngút trời cự lực, hướng bữa trước ma chém tới. Chân võ ý, ở kiếm khí bên trong kích động, mà kiếm phong chỗ, lại có lũ lũ hắc khí phiêu vũ, xem một chút, liền sẽ cho người có một loại, linh hồn đều phải làm mất đi cảm giác, đó chính là hủy diệt mộ đạo hơi thở. Nguyên bản, còn say mê ở chiếm đoạt hơn 10.000 võ giả thỏa mãn bên trong thiên ma, một cặp tròng mắt bên trong, bỗng nhiên ánh sáng tím bạo tránh, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần chém ra kiếm quang. Loài người này, chuyện gì xảy ra? Nhìn như, bất quá là còn chưa bước vào hỗn độn phế vật mà thôi, tại sao không chỉ có thể chịu đựng hắn nổi lên dù sao cũng năm khói độc, vẫn có thể chém ra, một kiếm kinh khủng như vậy à? Một kiếm này, lại là cho cái này cổ xưa thiên ma, một loại chết uy hiếp. Bữa trước ma hai móng bên trong, tản mát ra chói mắt tử mang, lại là ngưng tụ thành hai chuôi màu tím kiếm quang, hướng Diệp Thần chém tới kiếm mang, hung hăng chặn lại. Kiếm ý kích động. Ánh sáng tím ngất trời. Cùng lúc đó, Huyền Nguyệt Tông bầu trời, hư không chấn động, một đạo không gian to lớn vết rách biến dạng. Một đầu người khoác bảy màu ngọn lửa, chân đạp tường vân cự thú bỗng nhiên xuất hiện. Cự thú bên trên, ngồi một cái cả người quần áo trắng, cả người lộ ra chín tầng trời hàn băng khí thiếu nữ. Thiếu nữ cái khăn che mặt che đậy gương mặt, gió nhỏ lững lờ, cái khăn che mặt dạo rực, lại lộ ra một đôi hàn như cửu u trong mắt. Bất quá, nếu như cẩn thận xem, thiếu nữ trên mình mang một ít máu, hơn nữa hơi thở có chút suy yếu. Tựa hồ mới vừa trải qua một trận đại chiến tê không tới. Nhưng, cố nhiên hơi thở suy yếu, lại có thiên thần cảnh 6 tầng thiên không thể tưởng tượng nổi tu vi. Nàng bất ngờ chính là tuyệt hàn đế cung cao nhất cung chủ, Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh hàn mâu nhìn kịch đấu Diệp Thần và vực ngoại thiên ma. Thở ra một hơi, lại bị tên này trước thời hạn một bước. Nhưng mà, Ngụy Dĩnh đưa tay ra sờ một cái dưới người vô cùng chói mắt ô mang, lẩm bẩm nói, nhưng mà thiên ma này là ta Ngụy Dĩnh con mồi à. Mấy giây sau đó, Ngụy Dĩnh sau lưng tê liệt hư không, một cái trắng như tuyết bóng người cũng là xuất hiện. Chính là nàng nha hoàn Bạch Nhi. Bạch Nhi trong tay nắm một thanh kiếm, trên thân kiếm còn nhỏ máu. Nàng thở hổn hển hiu hiu đi tới Ngụy Dĩnh bên người, hơi có vẻ ai oán nhìn Ngụy Dĩnh, cung chủ, ngươi lại không thể chờ ta một chút với. Bạch Nhi tu vi cũng không đạt tới cung chủ. Đúng rồi, cung chủ, ngươi tại sao đột nhiên thả qua vậy mấy cái bị thương lão già kia? Bọn họ cũng đều là thần quốc ẩn núp cường giả, nếu như chạy trốn, hậu quả không chịu nổi. Lời còn chưa nói hết, Bạch Nhi ánh mắt liền rơi vào phía dưới kịch chiến Diệp Thần và Thiên Ma. Nàng ngay tức thì bày mưu đặt kế, khá là bất đắc dĩ đối với Ngụy Dĩnh nói, cung chủ, ta đã sớm nên đoán được, ngươi lại là người đàn ông này mà đến. Nhưng mà, cái khăn che mặt xuống Ngụy Dĩnh nhưng là lộ ra một đạo môi đỏ mỏng cười lúm đồng tiền, lần này ngươi đoán sai rồi, ta là đầu kia thiên ma. Ừ, Bạch Nhi hơi ngẩn ra, chợt nghĩ tới điều gì, lại nữa lời nói.
phía dưới, chiến ý dạo dực. Vậy xuất xứ từ ma tộc võ đạo, mang tục tằng, hung man, máu tanh, tàn nhẫn kiếm ý kiếm quang, cùng Diệp Thần chém ra hủy diệt kiếm mang, ầm ầm đụng nhau. Diệp Thần cặp mắt híp lại, lần này vậy hai chuôi màu tím trường kiếm lại là không có ngay tức thì hủy diệt. Mà là cùng Diệp Thần kiếm mang, rằng qua một lát sau, cùng chung mất đi. Bất quá, bữa trước ma vậy vì vậy bạo thối lui ra trên trăm bước, toàn thân cao thấp, đều bị một kiếm này lực lượng đánh máu tươi chảy ròng. Nhưng, dù vậy, cũng đủ để cho Diệp Thần kinh hãi, chỉ trả giá như thế điểm giá phải trả, liền chặn lại mình ẩn chứa hủy diệt mộ đạo một kiếm. Bất quá, Diệp Thần khóe miệng nâng lên một chút lạnh như băng nụ cười, hắn vậy phát hiện thiên ma này nhược điểm. Đó chính là tốc độ. Thiên ma này lực công kích, lực phòng ngự, sinh mệnh lực vân. Vân, cũng rất cường hãn, vẫn còn ở khổng trì trên, chỉ là, mới vừa rồi lần đó giao thủ bên trong, lấy Diệp Thần võ đạo ánh mắt, ngay tức thì liền nhìn ra, thiên ma này tốc độ là hắn to lớn khuyết điểm. Cực võ, thần chánh. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, thân hình ngay tức thì từ tại chỗ biến mất, thuấn di vậy lại gần liền thiên ma bên người, hung hăng một kiếm, hướng thiên ma giữa eo chém tới. Bữa trước ma cắn răng một cái, muốn né tránh, có thể hắn tốc độ, căn bản không tránh thoát Diệp Thần một kiếm này. Cái này loài người đáng chết, lại là nhanh như vậy liền bắt được bổn tôn nhược điểm. Lúc này, thiên ma này đành phải cố đè xuống thương thế, lần nữa ngưng tụ ra màu tím song kiếm, chặn Diệp Thần chém tới đen nhánh trường kiếm. Ầm một tiếng vang thật lớn, thiên địa rung, không gian tan vỡ, thiên ma trong miệng khạc ra một hớp lớn màu tím máu tươi. Hơi thở đều là uể oải một phần, mắt tím bên trong rốt cuộc nổi lên vẻ sợ hãi. Hắn nhìn Diệp Thần, óc tựa như bị bạo gió cuộn sạch vậy, một phiến hỗn loạn. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua xem Diệp Thần như thế kinh khủng, còn chưa bước vào hỗn độn cảnh loài người à. Vực ngoại thiên ma, cơ hồ có thể không có áp lực chút nào nghiền ép cùng cấp nhân tộc, lúc nào bị một cái tu vi thấp hơn mình xa loài người đánh bẹp. Hơn nữa, tiếp tục như vậy nữa. Lấy vực ngoại thiên ma sinh mệnh lực, đều không cách nào ở Diệp Thần trong tay, chống đỡ trăm kiếm chứ. Cho dù thiên ma này, cực lực muốn cùng Diệp Thần kéo ra khoảng cách, bắt chặt thời gian khôi phục thương thế, có thể Diệp Thần làm sao có thể cho hắn chút nào thở dốc cơ hội. Hắn gần như điên cuồng công kích bữa trước ma. Lúc này, cái này vách đá chung quanh, những cái kia may mắn còn sống sót võ giả, phần lớn cũng không có rời đi. Mà là vô cùng khẩn trương quan sát chàng này đại chiến khoáng thế. Dẫu sao, nếu như Diệp Thần thật ở chỗ này bị vực ngoại thiên ma đánh bại, toàn bộ linh võ đại lục, đều phải bị bữa trước ma phá hoại chứ. Trốn tới chỗ nào đều vô dụng. Nguyên bản, thấy vậy vực ngoại thiên ma, giết trong nháy mắt hơn 10.000 linh võ đại lục cường giả, mọi người nội tâm đều là tuyệt vọng. Quái vật này hoàn toàn vượt quá bọn họ có thể tưởng tượng tầng thứ, cho dù đã từng là Diệp Thần. Vô cùng huy hoàng, nhưng hiện tại, chỉ là một người đến gần hỗn độn võ giả thôi, lại nghịch thiên, lại có thể vượt cấp mà chiến, cũng sẽ không là thiên ma này đối thủ chứ. Có thể bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại là đè thiên ma này đánh. Rung động hơn, chính là mừng như điên. Linh võ đại lục được cứu rồi, bởi vì Diệp Thần ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, nguyên bổn đã bị buộc nhập tuyệt cảnh thiên ma, nhưng là đột nhiên lộ ra một cái quỷ dị. Âm hiểm, làm người ta rợn cả tóc gáy nụ cười, mở miệng nói. Loài người, người quả thật rất mạnh, xem người cường giả loại này, có tư cách gia nhập ta vực ngoại thiên ma nhất tộc, như thế nào? Thuận tiện, nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi cự tuyệt, ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận. Mọi người nghe vậy, trong lòng rét một cái, truyền thuyết bên trong, vực ngoại thiên ma chính là tai nạn hóa thân, là toàn bộ linh võ đại lục và thần quốc, mang đến chết tồn tại. Truyền thuyết có vực ngoại thiên ma xuất hiện, linh võ lớn lục ly diệt vong liền không xa. Dưới tình huống này, gia nhập thiên ma nhất tộc, có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất chứ. Bữa trước ma tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần lại là thật dừng lại công kích. Hắn ngưng mắt nhìn trước mắt thiên ma, nhàn nhạt mở miệng nói, người nói là sự thật. Một đám may mắn còn sống sót võ giả, đều là con người co giúp lại, mặt hiện vẻ giận dữ, Diệp Thần thật phải đáp ứng. Bọn họ rối rít chợt quát lên, nhanh như vậy, thì phải phản bội loài người. Còn nói gì linh võ đại lục kiêu ngạo, ta hừ. Nguyên lai,
Cái gọi là vạn cổ yêu nghiệt, là cái gặp gió chiều nào theo chiều đó tiểu nhân à. Ha ha, Diệp Thần thật là làm cho người ta thất vọng. Bữa trước ma nhãn bên trong, thoáng qua vẻ vui mừng, gật đầu nói, tự nhiên là thật. Hắn đột nhiên há miệng, từ trong miệng khạc ra một đầu trắng xám côn trùng, hướng về phía Diệp Thần hướng dẫn từng bước nói, chỉ cần ngươi nuốt vào cái này thiên ma trùng, liền có thể trở thành ta thiên ma tộc một thành viên, sau đó, chính là một phe này thế giới, tôn quý nhất tồn tại. Cái này ma trùng chỉ là liệt cùng ma trùng, đầu này cổ ma phẩm cấp không cao, không cách nào chế tạo căn nguyên ma trùng. Có thể Diệp Thần nhìn vậy liệt cùng ma trùng, nhưng xem là thật động lòng vậy, ánh mắt chớp động, tựa hồ đang suy nghĩ. Vậy ngay tại lúc này, bữa trước ma mặt mũi, bỗng nhiên giữ tợn xuống, gầm nhẹ nói, ma thiên uổng, động thủ. Trong hư không, chập chờn cùng nhau, một đạo gần như trong suốt bóng người, vô căn cứ hiện lên, ở trong tay hắn, một cây màu tím xiềng xích, bắn ra, ngay tức thì quấn quanh ở Diệp Thần trên mình, ánh sáng tím chớp động gian, lại là trực tiếp đem Diệp Thần hoàn toàn trói buộc ở. Cái này khó hiểu hiện lên bóng người, toàn thân màu tím đen, trên đầu dài đối với cua quẹo, bất ngờ là một người khác vực ngoại thiên ma. Hơn nữa, hơi thở giống nhau. Một đầu kinh khủng như vậy vực ngoại thiên ma, đã khó đối phó vô cùng, huống chi là hai đầu. Hơn nữa, cái này được gọi là ma thiên uổng ma tộc, hiển nhiên vô cùng là sở trường che giấu cùng trói buộc. Ngược lại so vậy lấy chiến đấu làm chủ muốn năng lực ma tộc hơn nữa khó giải quyết. Mới bắt đầu xuất hiện tên kia thiên ma, tên là Ma Khiếu, lúc này, Ma Khiếu đang đầy mắt vẻ châm chọc nhìn Diệp Thần, mở miệng nói, ha ha, một cái nhân tộc thật đúng là lấy là, bổn tôn sẽ để cho ngươi gia nhập chúng ta cao quý thiên ma tộc. Lấy là mình có chút thực lực, liền có thể thay đổi mình là sơ đẳng chủng tộc sự thật. Ha ha, loài người quả nhiên ngu xuẩn rất, vốn là, ngươi có thể có cơ hội giết ta, có thể hiện tại ta chỉ là hơi dẫn dụ ngươi một tí, sẽ để cho ma thiên uổng dễ dàng đem ngươi khống chế được. Ngươi không phải rất có thể đánh sao? Đánh tiếp à, hiện tại, phải chết là ngươi. Có thể, quỷ dị chính là, Diệp Thần mặc dù bị trói buộc, khống chế, có thể sắc mặt nhưng là vô cùng được bình tĩnh. Tựa như ở vào tuyệt cảnh bên trong, căn bản không phải mình vậy. Ma thiên uổng nhìn Diệp Thần, ánh mắt trầm xuống nói, Ma Khiếu, hiện tại liền ra tay, dùng ngươi lực lượng mạnh nhất, tiêu diệt thằng nhóc này, tiểu tử này dáng vẻ rất quỷ dị. Ma Khiếu cười lạnh một tiếng nói, quỷ dị, lại quỷ dị, cũng phải chết ở bổn tôn một kích này dưới, vạn ma chi xúc, mở. Đột nhiên bây giờ, Ma Khiếu sau lưng, đưa ra hàng ngàn hàng vạn cái màu tím đen xúc tu, mỗi cái xuất thủ cuối cùng, cũng quấn vòng quanh một chuôi màu tím kiếm quang. Ma Khiếu điên cuồng hét lên một tiếng, cả người ma khí, ùn ùn kéo đến, khí tức cường đại, làm cả linh võ đại lục, cũng thuộc về rung động bên trong. Vậy vô cùng hung bạo kiếm ý, cuộn sạch dù sao cũng bên trong, vô số võ giả, ở đó kiếm ý đánh vào dưới, rối rít sắc mặt cuồng biến, kinh hãi vô cùng. Ma Khiếu mắt nhìn xuống Diệp Thần, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn. Một cái nhân tộc phế vật đè lão tử đánh lâu như vậy, bây giờ là ngươi trả giá thật lớn lúc. Vạn ma chi xúc, là Ma Khiếu cường đại nhất thủ đoạn công kích, uy lực vô cùng là khủng bố, chỉ là, một chiêu này thi triển ra. Cần phải chuẩn bị quá lâu, tốc độ vốn chính là nhược điểm của hắn, nếu là không có sở trường ẩn núp, trói buộc ma thiên uổng phối hợp, cơ hồ không cách nào trúng mục tiêu kẻ địch. Có thể, ngược lại mà nói, một khi đem kẻ địch trói buộc ở, lấy loài người vậy yếu ớt sinh mệnh lực, căn bản không có thể ở một chiêu này hạ sống sót. Một khắc sau, Ma Khiếu chợt quát lên, hạ đẳng chủng tộc, đi chết đi cho ta. Vậy vạn đạo màu tím kiếm quang. Giống như vô số viên có thể hủy diệt vạn vật tinh thần vậy, mang vô tận lực lượng, hướng Diệp Thần cực nhanh rơi xuống đi. Thiên địa biến sắc, hư không nghiền, võ đạo quy luật, điên cuồng tan vỡ. Hình Tử Đường, Cơ Huyền, Tư Không Phi Tinh các người đều là mặt hiện vô cùng là vẻ lo lắng. Cái này Ma Khiếu cực kỳ nhất kích, quá khủng bố. Thậm chí, khủng bố đến bọn họ có loại Ma Khiếu nhất kích. Là có thể đem toàn bộ linh võ đại lục trực tiếp tiêu diệt giống vậy ảo giác. Bọn họ biết Diệp Thần sinh mệnh lực rất cường đại, có thể cho dù mạnh mẽ đi nữa, chống cự một chiêu này, cũng chỉ có tan thành mây khói kết quả chứ. Ầm một tiếng vang thật lớn, vậy hàng ngàn hàng vạn đạo màu tím kiếm quang, hóa
hoàn toàn xuyên thủng Diệp Thần thân thể, uy lực còn lại không giảm, đánh trúng mặt đất, vô số tòa núi cao ái mộ. Toàn bộ linh võ đại lục, cũng xảy ra cấp bậc cao nhất động đất, trên mặt đất, càng bị oanh đánh ra một đạo sâu không thấy đáy trong cái hố sâu. Diệp Thần thân thể, đã hoàn toàn tiêu tán, không gặp bóng dáng. Hình Tử Đường các người, thấy một màn này, đều là mặt xám như cho tàn, ánh mắt điên cuồng run rẩy. Ha 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 ha. Ma Khiếu cuồng cười một tiếng, thằng nhóc này hẳn là hôm nay linh võ đại lục, thậm chí thần quốc nhất nhân loại cường đại liền chứ. Hắn chết, như vậy thì lại cũng không có người, có thể ngăn cản vực ngoại thiên ma xâm lấn. Ma Thiên Uổng cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm, quỷ dị này loài người, cho hắn một loại vô cùng là cảm giác không thoải mái, hiện tại cuối cùng chết. Nhưng vào lúc này, một hồi xương trắng đột nhiên trôi dạt đến Ma Thiên Uổng sau lưng, ngay tức thì ngưng tụ ra một đạo thân ảnh, huyết quang chợt hiện, phốc thử một tiếng vang nhỏ, một chuôi đen nhánh trường kiếm, ngay tức thì xuyên qua Ma Thiên Uổng ngực. Thiên ma nhất tộc cường hãn thân xác, ở nơi này thanh trường kiếm trước mặt, thật là tựa như cùng đậu hũ vậy, không có chút nào sức đề kháng. Diệp Thần nhàn nhạt nói, người bí mật thuật quả thật rất mạnh, mặc dù ta cảm ứng được sự tồn tại của ngươi, nhưng, liền ta cũng không cách nào xác định vị trí cụ thể, nếu như ta trực tiếp chém chết Ma Khiếu, ngươi sợ rằng sẽ không chút do dự chạy trốn chứ. Hắn khóe miệng nâng lên lau một cái tà tính nụ cười nói, đáng tiếc, ta không có thả qua ý ngươi, cho nên, không thể làm gì khác hơn là để cho chính ngươi hiện thân. Ma Thiên Uổng không dám tin tưởng nhìn một cái nơi ngực trường kiếm, bỗng nhiên, một cổ khí tức hủy diệt, ở trong cơ thể hắn bùng nổ. Không, Ma Thiên Uổng kêu thảm một tiếng, cho dù có bữa ma tộc sinh mệnh lực, vậy căn bản không cách nào chịu đựng hủy diệt mộ đạo ở trong thân thể tàn phá à. Một khắc sau, Ma Thiên Uổng trực tiếp hóa thành một hồi xương máu tiêu tán. Thấy một màn này võ giả, toàn bộ đều sợ ngây người. Liền liền nguyên bản vẫn còn ở cười như điên Ma Khiếu, lúc này cũng là một bộ thấy quỷ vẻ mặt. Diệp Thần lại là vì dụ ra Ma Thiên Uổng, cố ý lộ ra sơ hở, để cho Ma Thiên Uổng ra tay. Vì thế, thậm chí không tiếc ngạnh kháng Ma Khiếu phải giết nhất kích. Mấu chốt nhất là, ngạnh kháng thiên ma cực kỳ nhất kích, Diệp Thần đừng nói là không có chết, trừ sắc mặt có chút trắng bệch ra, thậm chí, cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn à. Sinh mệnh lực của hắn, kết quả khủng bố đến hạng bước à. Ma Khiếu mắt tím bên trong đã hiện đầy sợ hãi. Nguyên bản, hắn lấy vì mình thân là vực ngoại thiên ma nhất tộc, đã đủ quỷ dị, đủ làm người ta sợ hãi. Có thể hiện tại, hắn phát hiện so mình kinh khủng hơn, quỷ dị hơn, càng giống như quái vật gấp 10.000 lần yêu nghiệt à. Diệp Thần nhìn Ma Khiếu rõ vẻ mặt, cười lạnh một tiếng. Hấp thu hai quả tử tiêu đá sau đó, Diệp Thần thể chất lại có cực lớn tăng lên. Hắn hôm nay, ở trên trời yêu thân thể và luân hồi huyết mạch dưới trạng thái, thi triển xương mù hóa thần thông, đã gần như tồn tại không chết. Diệp Thần trường kiếm trong tay bên trên, huyết quang một thịnh, hướng về phía Ma Khiếu nhàn nhạt nói, ta nhớ, người mới vừa rồi thật giống như kêu ta đánh tiếp ngươi. Ma Khiếu nghe vậy, điên cuồng lắc đầu nói, cùng một tí, người đã chứng minh mình giá trị, loài người, lần này ta chân thành mời ngươi gia nhập thiên ma tộc, thậm chí, có thể đem ngươi tiến cử cho ma hoàng bệ hạ. Không cùng Ma Khiếu nói xong, Diệp Thần thân hình đã xuất hiện ở hắn trước mắt, trường kiếm trong tay hung hăng chém xuống, tốc độ xuất kiếm, lại là ví dụ mới cỏ nhanh hơn gấp đôi. Ma Khiếu con ngươi có giúp một cái, mới vừa rồi Diệp Thần lại là không có xuất toàn lực. Chỉ sợ là vì phòng ngừa trong nháy mắt giết mình, để cho Ma Thiên Uổng chạy trốn chứ. Ma Khiếu cắn răng một cái, quanh thân bên trên, ánh sáng tím lớn thả, điên cuồng thu thập, muốn phòng ngự Diệp Thần một kiếm này. Có thể, Ma Khiếu cùng Diệp Thần tốc độ, chênh lệch quá lớn. Một khắc sau, huyết quang chớp động, kiếm ý tàn phá, khí tức hủy diệt đem Ma Khiếu hoàn toàn chiếm đoạt. Kiếm quang thu liếm, một hồi gió nhẹ thổi qua, đem màu tím kia xương máu, thổi thành hư không. Mọi người chung quanh, hoàn toàn thử ra. Cái này hai người tiện tay liền đủ để trấn áp toàn bộ linh võ đại lục khủng bố thiên ma, chỉ như vậy bị Diệp Thần chém giết. Trong chốc lát, bọn họ đều có chút không phân rõ, trước mắt nam tử là người, vẫn là thần à. Chém giết hai đầu thượng cổ thiên ma, quả nhiên, quỷ dị kia vòng xoáy,
xuất hiện lần nữa, bất quá, trừ Diệp Thần ngoài ra võ giả, đối với vòng xoáy này, tựa hồ cũng không có chút nào cảm giác, coi mà không gặp vậy. Diệp Thần ánh mắt hơi lóe lên, sát kiếm bên trên, huyết quang chớp mắt, dự định lần nữa đem hai quả tử tiêu đá, thu vào trong tay. Có lẽ là bởi vì cái này hai đầu thiên ma, mặc dù cổ xưa, nhưng phẩm cấp không hề coi là quá cao nguyên nhân, cái này hai quả tử tiêu đá, bất luận là lớn nhỏ, vẫn là chất lượng, cũng so đánh chết Cao Ân và Khổng Trì sau đó, lấy được phải kém hơn một chút. Diệp Thần khẽ mỉm cười, dù vậy, hấp thu cái này hai quả tử tiêu đá, hắn thực lực vừa có thể tăng lên một ít. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Một cổ quỷ dị lực lượng hạ xuống. Trong đó một quả tử tiêu đá lại hướng thương khung bay đi. Tốc độ cực nhanh. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ còn có một tôn thiên ma không có phát hiện. Nếu quả thật như vậy, cái này tôn thiên ma thực lực tuyệt đối khủng bố. Một giây kế tiếp, không do dự nữa, Diệp Thần hướng khối kia bay về phía bầu trời tử tiêu đá đuổi theo. Cho đến hắn xuất hiện ở một phiến tan vỡ trong hư không, hắn mới dừng bước lại. Bởi vì tử tiêu đá rơi vào một cái thiếu nữ khăn che mặt vậy mảnh khảnh năm ngón tay bên trong. Thiếu nữ khí lạnh bức người, dưới chân có trước một đầu người khoác ngọn lửa uy phong lẫm lẫm cự thú. Mà vậy cự thú khi nhìn đến Diệp Thần lúc đó, hiển nhiên vô cùng kích động, thân thể cao lớn lại là hướng Diệp Thần nhích tới gần mấy phần. Ô mang! Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới sẽ ở linh võ đại lục thấy ô mang. Còn như ô mang trên người thiếu nữ, tất lại chính là cô gái thần bí kia. Mấu chốt cái này cô gái thần bí không có ở đây thần quốc. Vì sao vậy sẽ xuất hiện ở linh võ đại lục? Cô nương, thật lâu không gặp. Diệp Thần ngược lại là khá làm lễ hình dáng. Ngụy Dĩnh cái khăn che mặt dưới có chút đỏ ửng, nàng mặc dù tâm lạnh, đi lại là tuyệt tình chi đạo. Nhưng không biết vì sao, mỗi một lần thấy Diệp Thần, tim cũng ùm ùm nhảy lợi hại, thậm chí gò má trắng nõn phủ đầy ánh nắng đỏ rực. Thật lâu không gặp. Hơi đè thấp giọng nữ vang lên. Cô nương, trong tay ngươi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, có chút kinh ngạc nói. Ngụy Dĩnh lúc này mới chú ý tới trong tay tử tiêu đá, nàng giơ giơ lên, nói, Diệp Thần, tử tiêu đá đối với ta hữu dụng. Ngươi có thể hay không bỏ những yêu thích. Diệp Thần nghe được câu này, ngược lại là lộ ra một đạo nụ cười, cô nương nhiều lần mạo hiểm cứu ta, ngươi nếu như cần, ta trong tay viên này tử tiêu đá cũng có thể cho ngươi. Không cần, một viên đã đủ. Phần ân tình này ta sẽ ghi nhớ. Nói xong, Ngụy Dĩnh chính là tay thanh tú kéo một cái, ô mang thân thể một chuyển, hướng tê liệt hư không đi. Nàng hiện tại mặt nóng lợi hại, thậm chí không dám và Diệp Thần hai tròng mắt đối mặt, bức xúc cảm giác để cho nàng muốn lập tức rời đi. Có thể là phụ nữ cuối cùng là mâu thuẫn và phức tạp. Nàng trong lòng lại mơ hồ muốn lưu lại, dù là nhiều và Diệp Thần ngây ngô một lát đều tốt. Một bên Bạch Nhi đã sớm nhìn thấu hết thảy, trừng mắt một cái Diệp Thần, mắng liền một câu gỗ, cũng là đi theo lên. Giờ khắc này, đến phiên Diệp Thần không nghĩ ra được. Bất quá nàng ngưng mắt nhìn Ngụy Dĩnh dần dần rời đi hình bóng, trong lòng tràn đầy một loại vô hình cảm giác quen thuộc. Cái bối cảnh này, để cho hắn nghĩ tới đã từng ở thành phố Bắc Kinh Đại học sư phạm một cái cô gái. Cũng không biết cái cô gái đó thế nào. Như giải quyết thần quốc thiên ma lúc đó, cũng nên trở về một chuyến. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng nói, cô nương, cùng một tí. Ngụy Dĩnh thân thể mềm mại ngẩn ra, trực tiếp dừng lại, không có lời nói, tựa hồ đang đợi Diệp Thần cái gì. Diệp Thần do dự mấy giây, vẫn là tiến lên mấy bước, hỏi, cô nương, ngươi nhiều lần cứu giúp, còn không biết nên xưng hô như thế nào. Ngụy Dĩnh mắt đẹp chớp động, hồi lâu. Vậy loáng hàn thanh âm chậm rãi rơi xuống, Ngụy. Nói xong, thiếu nữ không có vào trong hư không biến mất không gặp. Hư không khép lại, chỉ để lại ngưng trọng Diệp Thần. Ngụy cô nương, bóng lưng của nàng như thế nào cùng kinh thành đại học sư phạm Ngụy Dĩnh giống như vậy? Liền họ đều giống nhau. Không phải là Ngụy Dĩnh đi. Nghĩ tới đây, Diệp Thần mình cũng cười. Từ trong cảnh giới tới xem. Trước mắt cái này Ngụy cô nương tu vi sợ rằng đều có thiên thần cảnh bên trong hậu kỳ. Mình tuyệt đối không phải nàng đối thủ. Hắn có luân hồi mộ địa mới có thể nhanh như vậy trưởng thành,
Ngụy Dĩnh làm sao có thể có như vậy nghịch thiên vật và cơ duyên đây? Hoặc giả là trùng hợp thôi. Không nghĩ nhiều nữa, thân hình hắn động một cái, thì phải hướng hình tử đường các người đi tới. Lúc này, vực ngoại. Một nơi nguy nga lộng lẫy phòng khách bên trong, một người người mặc áo bào đen, tướng mạo khá là uy nghiêm người đàn ông trung niên, mặt không thay đổi nhìn trước mắt một người cúi đầu, vẻ mặt kính sợ thanh niên, lạnh lùng nói, người nói, Tử Tiêu Đá, lần này lại không giải thích được mất tích. Thanh niên kia nghe được người đàn ông trung niên mở miệng, bả vai run lên, cả người đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn vô cùng khẩn trương mở miệng nói, hồi bẩm lý chấp sự, lần này vốn nên có được hai quả tử tiêu đá, lại một lần nữa biến mất, sợ rằng vậy linh võ đại lục và thần quốc, đã có người, biết tử tiêu thạch tồn tại. Người đàn ông trung niên trầm mặc nhìn thanh niên kia, ngón tay nhẹ nhàng gõ ghế ngồi nắm tay, trong phòng khách bầu không khí, trong chốc lát vô cùng ngưng trọng. Thanh niên kia, chặt chẽ cắn răng, chân đều phải mềm nhũn. Mấy cái hô hấp thời gian, đối với hắn mà nói, giống như mấy triệu năm vậy rất lâu. Rốt cuộc, vậy người đàn ông trung niên, lần nữa mở miệng nói, phải làm sao, không cần ta chỉ ngươi chứ. Thanh niên nghe vậy, mặt đầy kích động đối với người đàn ông trung niên thi lễ nói, đa tạ lý chấp sự cho ta cái này cơ hội, bất luận người nọ là ai, ta nhất định, sẽ để cho hắn hoàn toàn từ trên thế giới biến mất. Người đàn ông trung niên gật gật đầu nói, hiện tại, đi ngay đi. Thanh niên nghe vậy, cung kính bước lui ra phòng khách. Xoay người ngay tức thì, hắn sắc mặt, liền hoàn toàn âm trầm xuống. Thanh niên này, tên là Dư Thịnh. Dư Thịnh thật nhanh hướng nơi nào đó đi tới, một bên thấp giọng nổi giận mắng, đáng chết. Rốt cuộc là kia cái phế vật cướp đi tử tiêu đá. Cái này tử tiêu đá là một cái rác dưới có thể có được sao? Cũng khó trách Dư Thịnh tức giận, vực ngoại và thượng giới người, muốn hạ xuống những địa phương khác, tất nhiên, sẽ phải chịu phép tắc bài xích, hạn chế thực lực. Cho dù Dư Thịnh có đặc thù thủ đoạn phá vỡ quy luật, nhưng, khí vận của hắn nhưng là sẽ không thể tránh khỏi bị tổn thương. Nhìn như mờ ảo khí vận, đối với tu võ người mà nói, nhưng mà vô cùng trọng yếu tồn tại. Hạ xuống nơi đó, khí vận bị tổn thương, Dư Thịnh tu võ đường, đem sẽ thành được vô cùng được gian khổ. Nói cách khác, Dư Thịnh lần này nếu là thật hạ xuống linh võ đại lục và thần quốc, sau này hắn muốn phải sống lâu một chút, rất khó. Nhưng mà, hắn, có lựa chọn quyền lực sao? Không đi đem vậy cướp đi tử tiêu đá người giải quyết, Dư Thịnh, căn bản liền một giây kế tiếp cũng không sống qua. Cho dù, tương lai rất có thể sống được không lâu dài, vậy so chết ngay bây giờ muốn tới thật tốt, không phải sao? Có thể cũng chính vì vậy, Dư Thịnh đối với vậy cướp đi tử tiêu đá người, có thể nói là hận thấu xương. Rất nhanh, Dư Thịnh liền đi tới một nơi nhìn như thông thường giếng khô trước. Hắn ngưng mắt nhìn vậy bóng tối giếng khô, sắc mặt bộc phát khó khăn xem, cuối cùng, vẫn là hừ lạnh một tiếng, thân hình động một cái, nhảy vào giếng khô bên trong. Cùng lúc đó, linh võ đại lục, đang chuẩn bị đi hình tử đường các người bên kia đi qua Diệp Thần, đột nhiên thần sắc động một cái, nhìn về phía nơi nào đó hư không. Nơi đó, toát ra một chút như có như không không gian ba động, một đạo gần như trong suốt vòng xoáy, từ từ mở ra. Một khắc sau, một đạo khí tức vô cùng cường đại, từ vòng xoáy kia bên trong, tách thả ra ra. Diệp Thần ngay tức thì thần sắc biến đổi, hướng về phía xa xa hình tử đường cùng người quát to các ngươi đi mau. Hình tử đường các người mặc dù không minh cho nên, nhưng không chần chờ chút nào, lần này, lại cũng không có người có gan không nghe từ Diệp Thần cảnh cáo. Mà nhưng vào lúc này, một người ăn mặc thân quần áo xám, mặt mũi hung ác chàng thanh niên. Liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Chính là Dư Thịnh. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Dư Thịnh, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, Dư Thịnh mặc dù hơi thở che đậy, nhưng, Diệp Thần có thể cảm giác đi ra, Dư Thịnh thực lực, xa xa không phải vậy hai đầu vực ngoại thiên ma có thể so sánh, lại là tản ra một loại để cho Diệp Thần cảm thấy vô cùng là nguy hiểm hơi thở. Hơn nữa, nguyên bản vậy từ vòng xoáy bên trong truyền ra, như có như không khí tức quỷ dị, lúc này, nhưng là vô cùng rõ ràng từ Dư Thịnh trong cơ thể, tản ra. Thậm chí, khí tức quỷ dị kia cùng linh võ đại lục bản nguyên khí tức tương bài xích, đưa đến Dư Thịnh quanh người, thỉnh thoảng chớp động xuất đạo đạo màu đen điện mang. Diệp Thần con ngươi co giúp một cái.
Cái này Dư Thịnh hiển nhiên là từ vực ngoại cũng hoặc là cái gọi là thượng giới trực tiếp phủ xuống. Điều này sao có thể? Nếu như tùy tùy tiện tiện, vực ngoại và thượng giới người là có thể phủ xuống nói, linh võ đại lục đã sớm bị những cái kia vượt xa thực lực cường giả, đánh được tan vỡ. Lúc này Dư Thịnh, cùng vậy ở phòng khách bên trong, nơm nớp lo sợ thanh niên, thật là chừng như hai người. Hắn cả người trên dưới, cũng tản ra không cách nào hình dung kiêu ngạo, đôi mắt khép mở gian, thần quang như điện, nhìn bằng nửa con mắt thế gian, giống như hắn Dư Thịnh chính là nắm giữ một phe này thế giới thần. Đây chính là võ giả kiêu ngạo. Dư Thịnh nhìn Diệp Thần, lấy giọng cư cao lâm hạ, ra lệnh, chính là ngươi cái phế vật này cầm Tử Tiêu đá. Cầm Tử Tiêu đá giao ra, ta có thể để cho ngươi chết được ung dung một chút. Hắn căn bản không cầm trước mắt Diệp Thần, coi ra gì. Thậm chí có thể nói, hắn không đem một phe này thế giới người bất kỳ, coi ra gì. Diệp Thần ánh mắt run lên, quả nhiên, người này là vì Tử Tiêu đá tới. Như vậy, cái này vực ngoại thiên ma xâm lược, sau lưng thật chẳng lẽ có phía sau màn bàn tay đẩy. Mà người này, vì cái này Tử Tiêu đá, vì lợi ích của mình, cho dù là tạo thành một khối vị diện bể tan tành, hàng tỷ sinh linh đổ thán, cũng ở đây không tiếc. Diệp Thần trong mắt tức giận, bộc phát nồng nặc. Hắn mặc dù tàn nhẫn, nhưng không phải là không có cơ bản đạo đức, lương tri, có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm. Nếu như một người, vì lợi ích, liền một chút xíu ranh giới cuối cùng cũng không có, người này có lẽ sẽ thành rất mạnh, nhưng, Diệp Thần cũng không hy vọng mình đổi thành như vậy người. Diệp Thần lạnh lùng nói, chết được ung dung một chút. Ha ha, người ở đâu tới tự tin có thể giết được ta? Dư Thịnh nghe vậy, hơi sững sờ, mặt đầy ngoài ý muốn nhìn Diệp Thần, theo sau chính là cười to. Gần như điên cuồng cười to, cười được nước mắt đều phải đi ra. Hắn Dư Thịnh ở vực ngoại và thượng giới có thể không coi vào đâu, nhưng, ở nơi này chính là thần. Chân chân chính chính thần. Nếu như một con kiến, hỏi nắm giữ thế giới thần minh, ở đâu ra tự tin giết hắn, người nói thần biết hay không cảm thấy buồn cười. Nhưng, một khắc sau, Dư Thịnh đột nhiên không cười, hắn trong mắt bộc phát ra một hồi âm lãnh sát ý, thiên thần cảnh khí tức kinh khủng, gào thét ra, trống trơn là hơi thở này. Lại là làm cho linh võ đại lục không gian, bắt đầu điên cuồng tan vỡ, chung quanh vạn vật, đều ở đây trong khí tức hóa thành hư vô, biến mất ở hắc ám bên trong. Dư Thịnh quanh thân linh lực như rồng, hướng Diệp Thần quát lên, phế vật, giết chết một con kiến, chẳng lẽ còn cần tự tin? Bổn công tử sẽ để cho ngươi kiến thức một tí, cái gì mới thật sự là lực lượng? Dư Thịnh mang vỗ một trường, nhìn như tùy ý hướng Diệp Thần một chục đi, vạn trượng trưởng ấn. Vô căn cứ mà hiện. Trong nháy mắt, cuồng bạo trưởng ý, cơ hồ vét sạch toàn bộ linh võ đại lục. Vô số võ giả, đều cảm giác phảng phất có một cái giống như dù sao cũng trượng núi to giống vậy bàn tay, ngay đầu đè xuống, thậm chí, đem thương khung cũng hoàn toàn che đậy. Một trưởng này chính là trời. Linh võ đại lục bên trên, xuất hiện vô cùng một màn quỷ dị, tất cả đại đế quốc bên trong, không đếm xuể võ giả, không giải thích được quỳ lạy. Vậy một đạo trưởng ý, ở trong mắt bọn họ, chính là thần uy, chính là thần tích. Có chân thần hạ xuống. Nếu như bọn họ chút nào bất kính, chờ đợi bọn họ, cũng chỉ có so tử vong kinh khủng hơn, vậy tới từ thần lửa giận. Dư Thịnh cười lạnh nhìn Diệp Thần, phế vật này coi như là lại cuồng, lại không sợ chết, chân chính đối mặt một trưởng này uy thế, vậy sẽ ngay tức thì tan vỡ, thậm chí trưởng ấn chưa đến, thằng nhóc này cũng sẽ không nhịn được tự sát chứ. Có thể, một khắc sau, Dư Thịnh nụ cười liền đọng lại. Tại sao? Bởi vì hắn thấy được Diệp Thần diễn cảm. Lúc này Diệp Thần, đừng nói là tan vỡ, tự sát. Đối mặt hắn cái này cực kỳ một trường, lại vẫn duy trì bình tĩnh. Điều này sao có thể? Tuyệt mạnh yêu khí tràn ngập, tầng 7 huyết quang bùng nổ, phá thiên lực phun trào, trong nháy mắt, Diệp Thần giống như hóa thân làm lũ yêu chi tổ. Lại phảng phất là chư thiên thần tộc, trong tay sát kiếm, màu máu phủ văn, giống như cháy. Chân võ ý gào thét, hủy diệt mộ đạo lực lượng, ngưng tụ ở kiếm phong bên trên. Đối mặt cái này kinh thiên một trưởng, Diệp Thần trong mắt không chỉ không có chút nào khiếp sợ, ngược lại chiến ý dâng trào. Một trưởng này chính là trời thì như thế nào? Cho dù là trời,
ngăn ở hắn Diệp Thần trước mặt, cũng sẽ bị hắn chém một cái mà bể. Chỉ ta Lăng Tiêu, đồ thần phá thiên. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, một kiếm chém ra. Kiếm quang kinh trời, giống như một đạo ngang dọc vạn cổ, đem vũ trụ xuyên thủng sao rơi. Cái này mãnh liệt kiếm quang, cùng vậy kinh thiên trưởng ấn, ầm ầm đụng nhau, hai đạo lực lượng kinh khủng, ở giữa không trung bên trong, vô tận xen lẫn, tựa như hai tôn đại thần, đang vô hình chung vật lộn. Mấy cái hô hấp sau đó, cái này hai đạo lực lượng, lại là đồng thời biến mất, hết thảy phục thuộc về bình tĩnh. Nhưng lúc này Dư Thịnh, nhưng là hoàn toàn thử ra. Một cái linh võ đại lục còn chưa bước vào hỗn độn tồn tại, chặn lại hắn vậy đủ để diệt thế một trường. Hắn không phải đang nằm mơ chứ? Dư Thịnh con ngươi, không ngừng lay động, nội tâm hiển nhiên bị vô cùng to lớn đánh vào. Hắn đến từ vực ngoại, tầm mắt căn bản không phải linh võ đại lục cùng với thần quốc võ giả có thể so sánh, mới vừa rồi, ở Diệp Thần một kiếm kia bên trong, hắn rõ ràng cảm nhận được một chút yếu ớt, nhưng chân thực tồn tại khí tức hủy diệt à. Nguyên thủy ba đạo một trong hủy diệt mộ đạo. Cho dù, ở vực ngoại và thượng giới, có thể lãnh ngộ hủy diệt mộ đạo võ giả, đều là lác đác không có mấy, lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Hơn nữa, mỗi một cái có thể lãnh ngộ hủy diệt mộ đạo yêu nghiệt, vô luận xuất thân như thế nào, cũng sẽ trở thành là tất cả đại đỉnh cấp tông môn tranh đoạt, cuồng nhiệt theo đuổi đệ tử. Hắn liền nằm mộng cũng không nghĩ ra, ở chỗ này, lại có người có thể lãnh ngộ hủy diệt mộ đạo. Nhưng, một kiếm này nhưng chỉ là một bắt đầu. Diệp Thần thân hình một cái chớp động, liền xuất hiện ở Dư Thịnh sau lưng, trường kiếm trong tay lần nữa hung hăng chém ra. Dư Thịnh con người có giúp một cái, hắn dẫu sao đến từ thượng giới, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng là phong phú, rất nhanh liền bình tĩnh lại, cổ tay lộn, cầm một chuôi toàn thân vàng óng trường thương, hắn rốt cuộc không khinh thường nữa, muốn sử dụng vũ khí chiến đấu. Hôm nay Dư Thịnh cũng đã rõ ràng thanh niên trước mắt có chút cổ quái. Cái này trường thương bên trên, tản ra đậm đà kim quang, sắc bén ý, cơ hồ phải đem không gian biến dạng, bất ngờ là một chuôi thượng cổ vật. Bất quá, nói chính xác, chuôi này trường thương hẳn là một chuôi đạo khí. Đạo khí phẩm cấp, đối với linh võ đại lục mà nói, quá cao. Dư Thịnh thân hình ở ngay lập tức bây giờ chuyển động, trong tay trường thương một dẫn. Liền đỡ được sau lưng Diệp Thần, một cổ tuyệt mạnh thương ý, đi đôi với thiên thần cảnh vậy cơ hồ có thể đem cả thế giới khuynh đảo linh lực kinh khủng, gào thét ra. Ầm một tiếng vang thật lớn, cái này giao thủ một cái dưới, hai người thân hình, lại đều là vô căn cứ thụt lùi ra, mỗi một bước thối lui, cũng trên không trung để lại một cái đem hư không cũng đạp được bể tan tành dấu chân. Nhưng, lần này giao thủ, Dư Thịnh bước lui ra ba bước. Diệp Thần nhưng ước chừng bước lui ra 10 bước. Dư Thịnh ngưng mắt nhìn Diệp Thần, uy nghiêm cười một tiếng nói, thằng nhóc, ngươi quả thật rất mạnh, để cho ta thật bất ngờ, đáng tiếc so bổn tôn còn muốn kém quá nhiều, cho nên, ngày hôm nay ngươi liền phải chết ở chỗ này. Có thể giết chết một người lĩnh ngộ hủy diệt mộ đạo thiên tài, hì hì, cũng không uổng ta lần này xuống. Lúc này Dư Thịnh, trong mắt lại là nổi lên một cổ hưng phấn cảm giác. Thượng giới có một loại công pháp, chính là ở giết chết địch nhân sau đó, đem thần hồn của địch nhân luyện hóa, như vậy thứ nhất, thì có một chút cơ hội lĩnh ngộ đối phương đại đạo, chân võ ý, võ chờ một chút. Nếu như hắn luyện hóa Diệp Thần thần hồn sau đó, vận khí đầy đủ lĩnh ngộ hủy diệt mộ đạo mà nói, vậy cho dù hắn trả giá khí vận giá phải trả hạ giới tới, cũng đáng giá à. Đến lúc đó, hắn Dư Thịnh liền sẽ hoàn toàn xoay mình. Trở thành vực ngoại và thượng giới các thế lực lớn cướp đoạt thiên tài, đạt được sư môn toàn lực bảo vệ, khi đó, một chút khí vận lại coi là cái gì. Diệp Thần lúc này, cũng là khẽ cau mày. Hắn thiên yêu thân thể, có thời gian hạn chế, mới vừa rồi cùng vậy hai đầu thiên ma chiến đấu, đã xài một ít công phu, có thể dưới mắt, lấy Dư Thịnh cường hãn, hắn không có nắm chắc ở trên trời yêu thân thể không cách nào duy trì trước, đem đối phương chém chết. Dù là hắn kích hoạt xích trần thần mạch vậy không đủ. Diệp Thần kêu gọi luân hồi mộ địa bất diệt long đế, nhưng đối phương chẳng biết tại sao, nhưng là không có bất kỳ tiếng thở. Chẳng lẽ là bị người này ngăn cách? Ngay tại lúc này, sát kiếm bên trong bỗng nhiên vang lên một đạo lạnh như băng giọng nữ. Thằng nhóc, nếu như ngươi hiện tại đem ta phong ấn giải trừ, ta có thể giúp ngươi chém chết đối phương. Diệp Thần nghe vậy,
chân mày khều một cái. Thanh âm này, đến từ hắn ở Thái Uyên kiếm phái mang đi vậy đạo kiếm hồn. Kiếm hồn hồi lâu không có lên tiếng, hắn đều cơ hồ quên được, nhưng lúc này lại là lên tiếng. Lòng hắn thần động một cái, quả thật giải trừ kiếm hồn phong ấn, mới có thể ngay tức thì trong nháy mắt giết Dư Thịnh chứ. Dẫu sao, cho dù là bị phong ấn kiếm hồn nhất kích, cũng thiếu chút nữa muốn Diệp Thần tánh mạng. Hắn không nghi ngờ chút nào kiếm hồn có áp đảo thiên thần cảnh trên thực lực. Nhưng mà, nếu như giải trừ kiếm hồn phong ấn, đến lúc đó, Diệp Thần liền không có năng lực nắm trong tay kiếm này hồn. Mà có hủy diệt mộ đạo Diệp Thần vậy sẽ đối với kiếm hồn mất đi giá trị, đừng nói nắm trong tay, Diệp Thần cũng không dám bảo đảm, kiếm hồn sẽ giết hay không mình. Đi kết quả xấu nhất cân nhắc, thậm chí kiếm này hồn nếu như muốn tắm máu linh võ đại lục, thất đại thần quốc mà nói, Diệp Thần cũng cầm nàng không có biện pháp nào. Diệp Thần trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, kiếm hồn tiền bối, cuộc chiến đấu này, đối với ta mà nói cũng là một lần rèn luyện, không biết tiền bối có phương pháp gì không, để cho ta dựa vào chính mình lực lượng đánh bại người này. Kiếm hồn nghe vậy, hừ lạnh một tiếng nói, đa nghi tiểu tử, ngươi là lo lắng ta giải trừ phong ấn sau đó, ngươi không có cách nào khống chế ta, thậm chí, ta sẽ đối với ngươi bất lợi chứ. Diệp Thần tâm tư, lại là bị hắn ngay tức thì nhìn thấu. Diệp Thần không nói gì, coi như là thầm chấp nhận. Không thể trách hắn đa nghi, thật sự là kiếm hồn thực lực uy hiếp quá lớn. Mà lúc này, Dư Thịnh lại là một thương công tới. Trường thương bên trên, đậm đà kim mang bùng nổ, kim mang bên trong, long ngâm chấn động, một đạo long hồn, lại là ở kim quang bên trong hiện lên, ngẩng đầu gầm thét, giống như vẫn sống ở cõi đời này vậy. Long hoàng thần thương. Dư Thịnh quát lên một tiếng lớn, kinh thiên thương ý, dường như muốn đem toàn bộ linh võ đại lục, làm xuyên qua. Một khắc sau, thương xuất như long, long hồn kèm theo. Vậy trường thương sắc bén cùng long hồn cuồng bạo, cơ hồ hòa làm một thể. Dư Thịnh cái này một thương, rất mạnh, xu hướng tại hoàn mỹ. Diệp Thần ánh mắt không ngừng lóe lên, trong nội tâm là rung động. Đây chính là thượng giới và vực ngoại võ đạo sao. So Tuyền Cơ mạnh hơn nhiều lắm. Lấy Diệp Thần hôm nay tầm mắt, lại là không tìm được Dư Thịnh cái này một thương bên trong sơ hở. Hắn cắn răng một cái, phá thiên lực gào thét ra, xích trần thần mạch bọc toàn thân, kiếm quang tàn phá, khí tức hủy diệt như ẩn như hiện. Chỉ ta Lăng Tiêu, đồ thần phá thiên. Nếu không tìm được sơ hở, vậy thì lấy lực phá chi. Một lực vượt 10.000 pháp. Một kiếm chém càn khôn. Đầy trời kiếm quang, giống như băng hàn xiềng xích vậy, hướng vậy long hồn thương ý, vặn cổ đi, Diệp Thần trong tay đen nhánh trường kiếm cùng Dư Thịnh vậy hoàng kim lớn súng, ầm ầm đụng nhau. Long hồn phát ra một tiếng kêu gào, bị vậy xiềng xích vậy kiếm quang vặn là nghiền, nhưng, kiếm quang vậy tựa hồ dùng hết lực lượng, đồng thời tiêu tán. Nhưng lúc này, Dư Thịnh khóe miệng nhưng là hiện lên lau một cái thâm độc nụ cười. Hai người lần này giao thủ. Nhìn như lực lượng tương đương, trên thực tế là Dư Thịnh thắng lợi. Từng giọt máu tươi, theo Diệp Thần mũi chân, nhỏ xuống mặt đất, hắn quần áo lại là đã bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ. Dư Thịnh vậy một thương, ở Diệp Thần ngực, đánh ra một cái to lớn lỗ máu. Tim hắn suýt nữa bị Dư Thịnh đánh nát. Nặng như vậy tổn thương, cho dù là thiên thần cảnh cường giả, cũng không cách nào chịu đựng, coi như không chết, cũng phải cực lớn trình độ mất đi chiến lực chứ. Ha ha! Diệp Thần kiếm ý là đi được trình độ cao nhất hủy diệt con đường, uy lực toàn bộ ngưng tụ đang công kích bên trên, có thể Dư Thịnh thương ý, nhưng là đằng thay đổi hóa, công thủ thăng bằng. Vì vậy, hai bên lực tàn phá không kém nhiều dưới tình huống, chịu đựng càng nhiều tổn thương dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Thằng nhóc này, xong rồi. Có thể rất nhanh, nguyên bản vẫn là mặt đầy âm ngoan, đắc ý Dư Thịnh, mặt mũi, liền động lại. Chỉ gặp Diệp Thần ngực vết thương, lại là thật nhanh khép lại, thậm chí, Dư Thịnh cũng có thể thấy, lỗ máu bên trong, một miếng thịt đoàn ngọa nguậy, rất nhanh liền khôi phục. Cái này, kết quả là kinh khủng bực nào sinh mệnh lực à? Dư Thịnh nhìn Diệp Thần ánh mắt, hoàn toàn thay đổi. Chính vì hắn đến từ vực ngoại và thượng giới, mới biết Diệp Thần thiên phú có bao kinh khủng. Có vượt quá tưởng tượng thuần lực lượng, lại lĩnh ngộ hủy diệt mộ đạo.
ở Trảm Ách cảnh liền có tương đương thiên thần cảnh võ giả thực lực, đồng thời còn có gần như không chết nghịch thiên sinh mệnh lực. Cái này loại nghịch thiên tu võ thiên phú, cho dù ở vực ngoại và thượng giới, cũng là thiên tài bên trong thiên tài à. Một khắc sau, Dư Thịnh ánh mắt hơn nữa âm hàn đứng lên, Diệp Thần thiên phú càng nghịch thiên, hắn lại càng muốn giết chết Diệp Thần. Nếu không, nếu như Diệp Thần tương lai phi thăng tới chỗ ở mình vị diệt, hắn Dư Thịnh còn có thể có đường sống. Diệp Thần sắc mặt, cũng là bộc phát ngưng trọng, tiếp tục như vậy nữa, thiên yêu thân thể thì phải không cách nào duy trì. Đến lúc đó, cho dù lấy sinh mệnh lực của hắn, thường xuyên bị mới vừa rồi như vậy tổn thương, cũng không cách nào chống đỡ quá lâu. Vậy ngay tại lúc này, sát kiếm bên trên vang lên một đạo lạnh như băng giọng nữ. Chính là kiếm hồn thanh âm. Hừ, bất quá là một người thiên thần cảnh tầng 8 thiên bị áp chế đến 4 tầng thiên võ giả, sẽ để cho ngươi như vậy chật vật. Tiểu tử, thành tựu ta chủ nhân, như vậy cũng quá ném mặt ta, ngươi thật không dự định tháo ra ta phong ấn. Nếu để cho Dư Thịnh nghe gặp kiếm này hồn mà nói, có thể cầm đều phải rơi trên mặt đất, Diệp Thần loại thiên phú này, còn để cho kiếm này hồn cảm thấy mất thể diện. Có thể tưởng tượng được, kiếm này hồn lai lịch có kinh khủng dường nào. Diệp Thần mặt lộ vẻ cười khổ, nếu là thật đến sinh tử tồn vong thời khắc, hắn có thể cũng chỉ có rõ ràng thả kiếm hồn lực lượng đánh cuộc một keo. Bất quá, không phải hiện tại. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị ra lại thời điểm xuất thủ, kiếm hồn lại nói, thằng nhóc, tiếp theo ba kiếm, ngươi một kiếm, công hướng hắn tay trái, một kiếm, công hướng hắn mặt, một kiếm, công hướng hắn đùi phải. Mặc dù, Diệp Thần ngươi không dự định tháo ra nàng phong ấn, nhưng, kiếm hồn tự nhiên cũng không khả năng thật để cho Diệp Thần chết ở Dư Thịnh trong tay. Trước không nói ở nơi này, lại đến khi một cái lĩnh ngộ hủy diệt mộ đạo, có thể phá giải hắn phong ấn võ giả, cần phải bao lâu, chỉ là Diệp Thần tánh tình, làm người, cũng để cho kiếm này hồn có một loại vô hình cảm giác quen thuộc. Bằng vào một điểm này, nàng thì quyết không thể để cho Diệp Thần chết ở trước mặt mình. Ký túc ở sát kiếm bên trong kiếm hồn, mắt đẹp bên trong, mơ hồ hiện ra một món nhớ lại vẻ, dù gì nói, thằng nhóc này và năm đó người đàn ông kia càng ngày càng giống. Không phải sao? Bất quá Diệp Thần tự nhiên không biết hết thảy các thứ này, nhưng nghe đến kiếm hồn nói, hắn ánh mắt, nhưng là sáng lên. Hắn mặc dù không biết kiếm hồn có cái gì dự định, nhưng hắn biết, kiếm hồn nếu như thế nói, khẳng định không phải không bẩn thỉu. Một khắc sau, kiếm quang gào thét, cuốn sạch bát phương, một đạo hàn mang, ở trong hư không chớp động, ngay chớp mắt, liền hướng Dư Thịnh tay trái rơi xuống. Kiếm thứ nhất. Dư Thịnh con người hơi co lại, Diệp Thần một kiếm này góc độ, mơ hồ để cho hắn cảm thụ có chút không thoải mái, bất quá, hắn không có chút nào né tránh ý. Trong tay trường thương, kim quang hào phóng, long hồn chớp động. Dư Thịnh, chẳng ngờ thả qua bất kỳ một người nào đối với Diệp Thần tạo thành tổn thương cơ hội. Coi như Diệp Thần sinh mệnh lực mạnh mẽ đi nữa, cũng không phải bất tử bất diệt chứ. Dư Thịnh ánh mắt, quả thật cay độc. Thường xuyên đối với Diệp Thần tạo thành tổn thương, sẽ rút ngắn thiên yêu thân thể kéo dài thời gian. Nháy mắt tức thì, long ngâm hồi sinh, vậy long hồn thương ý, lần nữa cùng Diệp Thần kiếm quang, dây dưa chung một chỗ, đem chung quanh hư không, toàn bộ mất đi. Diệp Thần cắn răng một cái này vô cùng bén thương ý, ngay tức thì xuyên thủng hắn đầu vai, cơ hồ phải đem Diệp Thần đúng cánh tay tháo xuống. Bất quá, lần này, Dư Thịnh cầm súng một cánh tay. Giống vậy huyết quang chớp mắt, bị Diệp Thần chém ra một vết thương. Diệp Thần thấy vậy, ánh mắt đông lại một cái, đối với mình thương thế, không có chút nào để ý, không chút do dự chém tới kiếm thứ hai. Kiếm thứ hai, phong tỏa Dư Thịnh mặt. Dư Thịnh ánh mắt trầm xuống, tiểu tử này công kích, làm sao càng ngày càng để cho hắn không thoải mái. Hắn trường thương múa, mũi nhọn đằng chuyển. Đỡ được Diệp Thần trong tay chuôi này lôi cuốn cự lực mà đến đen nhánh trường kiếm, mặc dù Dư Thịnh chính là thiên thần cảnh cường giả, thượng giới và vực ngoại võ đạo càng không phải là linh võ đại lục có thể so với. Nói cách khác, Dư Thịnh thực lực, thậm chí vượt qua xa linh võ đại lục cùng cấp tồn tại, thân thể không thể bảo là không mạnh mẽ. Nhưng, hắn dù sao không phải là Diệp Thần, không thể nào hoàn toàn không bị thương thế ảnh hưởng, trên cánh tay kiếm tổn thương, để cho Dư Thịnh động tác có một chút chậm chạp. Cái này chậm chạp có thể ước chừng có ngàn một phần vạn giây chứ. Nhưng,
Chính là cái này ngàn một phần vạn giây, đối với Dư Thịnh cùng Diệp Thần tầng thứ này võ đạo cường giả mà nói, rất có thể, liền sẽ tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Kim thiết giao minh, kiếm súng đánh nhau. Võ đạo quy luật, đều phải làm tan vỡ, hai người đỉnh đầu bầu trời, biến thành màu máu vẻ, cuồng phong thổi loạn, vô tận nham thạch nóng chảy, ngọn lửa, từ lòng đất xông ra, đem từ vạn dặm, hóa là đất khô cằn, không gian bể tan tành, sấm sét rơi xuống như mưa. Một đạo thân ảnh, đổ lùi lại mấy bước, sắc mặt khẽ run. Người này, bất ngờ chính là Dư Thịnh. Hắn không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần, điều này sao có thể? Hắn rõ ràng có thể cảm giác đến, Diệp Thần lực tàn phá, không có chút nào tăng lên, có thể một kiếm này, lại là mơ hồ đem mình áp chế. Mặc dù, bởi vì cánh tay thương thế, tạo thành một chút ảnh hưởng, khá vậy chưa đến nỗi, để cho mình tự ưu thế ngay tức thì biến thành hoàn cảnh xấu chứ. Càng làm cho Dư Thịnh, trong lòng mơ hồ phát xét chính là, Diệp Thần công kích lại là để cho hắn cảm giác càng ngày càng không thoải mái. Liên liên Diệp Thần mình, đều có chút rung động. Làm sao hắn nhấn một cái chiếu kiếm hồn chỉ thị ra tay, mình là có thể áp chế Dư Thịnh. Ước chừng dựa vào vài ba lời, là có thể nghịch chuyển cùng thiên thần cảnh võ giả chiến đấu thế cục, Diệp Thần trong lòng không khỏi được lột bột một tí. Kiếm này hồn lai lịch, sợ rằng, so hắn tưởng tượng bên trong, còn kinh khủng hơn. Hắn ngưng mắt nhìn Dư Thịnh, trong mắt hàn mang bạo tránh, kiếm thứ ba, ngay tức thì chém ra. Lần này, nhắm ngay Dư Thịnh đùi phải. Dư Thịnh, đối mặt Diệp Thần một kiếm này, lại là không khỏi khẩn trương. Kiếm quang tung tóe, long hồn gầm thét, nhưng lần này, Diệp Thần, nhưng là khẽ cau mày, hắn mặc dù không có bị thương, nhưng, giống vậy cũng không có chiếm được tiện nghi. Chẳng lẽ, mình nghĩ lầm rồi. Trước mặt vậy hai kiếm hiệu quả, chỉ là đúng dịp. Dư Thịnh chính là thở phào nhẹ nhõm, nếu như Diệp Thần lại tiếp tục như vậy áp chế hắn, hắn cũng không có lòng tin, có thể chiến thắng Diệp Thần, hủy diệt mộ đạo tạo thành tổn thương, xa so Dư Thịnh tưởng tượng bên trong khủng bố. Ngay tại lúc này, sát kiếm bên trên, lần nữa truyền ra kiếm hồn thanh âm nói, thằng nhóc, ngươi còn không có phát hiện sao? Diệp Thần sửng sốt nói, phát hiện cái gì? Kiếm hồn giọng bên trong, tựa hồ mang theo vẻ bất mãn nói, mới vừa rồi vậy ba kiếm, đối thủ võ bên trong sơ hở, ý cảnh lên chỗ sơ hở, đều đã hiện ra không bỏ sót chứ. Phòng thủ lên chưa đủ, công kích mất sức chỗ vân. Vân, hiện tại, ngươi còn không biết phải như thế nào đi chiến đấu sao? Diệp Thần nghe vậy, ngay tức thì tâm thần chấn động một cái. Cặp mắt bên trong, sạch bóng bạo tránh, có một loại thể hồ quán đính cảm giác. Tựa như, đối với chiến đấu, có toàn nhận thức mới. Kiếm hồn nhàn nhạt nói, chỉ cần khống chế xong tiết tấu của chiến đấu, ngươi đủ để ung dung đem đối thủ nghiền ép, hủy diệt mộ đạo lực lượng, vượt quá ngươi tưởng tượng. Diệp Thần gật đầu một cái, đầy mặt vẻ hưng phấn, đi qua kiếm hồn chỉ điểm, trong đầu của hắn hiện ra vô số chiến đấu phương thức, mạnh mẽ thần hồn, điên cuồng vận chuyển, thôi diễn chiến đấu có thể phát triển phương hướng. Trước kia, Diệp Thần chiến đấu hoặc là chấm dứt cường lực tính chấn áp, hoặc là bằng vào nghịch thiên sinh mệnh lực, lấy liều mạng phương thức cưỡng ép đột phá, cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua chiến đấu lên tiết tấu, cái vấn đề này. Diệp Thần trong mắt, thiêu đốt lên vô cùng chiến ý, kiếm hồn nói khống chế chiến đấu tiết tấu, rất khó làm được, nhưng là một loại chiến đấu tới cảnh giới cao. Có thể nói, đây mới là chiến đấu nghệ thuật. Nếu như Diệp Thần, có thể nắm giữ, thực lực không thể nghi ngờ sẽ lần nữa bạo tăng. Dĩ nhiên, bố trí, cũng có cực hạn, nếu như căn bản không cách nào đột phá đối phương phòng ngự, vậy, hết thảy suy diễn, cũng đều chỉ là trên giấy đảm binh thôi. Tại sao nói, hủy diệt mộ đạo là vượt quá Diệp Thần tưởng tượng mạnh mẽ? Sở dĩ nói hủy diệt mộ đạo mạnh mẽ, chính là bởi vì, hủy diệt mộ đạo là một cửa đột phá. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 151.